Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Biết Vị Ký. Mời tất cả các bạn lắng nghe chương 26, đấu pháp thế họa thủy không nhanh không chậm châm trà, Lâm Tiểu Trúc cũng không gấp, sắc đẹp trước mặt cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, còn được xem miễn phí đương nhiên là phải hào hào thưởng thức rồi, chẳng những không cần trả tiền mà Mỹ Nam còn phải đưa tiền cho mình nha. Nghĩ tới đây nàng lại thấy đời đẹp như mơ, chậm rãi uống xong ly trà, Viên Thiên Dã lúc này mới quay sang, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc khóe miệng vểnh lên, người đã đến rồi, vô nghĩa, chẳng phải vừa rồi Viên Thập đã vào báo với ngươi sao? Lâm Tiểu Trúc âm thầm xem thường nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ, ra mắt công tử, đòi nợ thì phải ra vẻ đáng thương mới được, đây là biện pháp trước giờ vẫn rất hiệu quả, Viên Thiên Dã thực vừa lòng với thái độ của nàng, quả nhiên là đã học qua quy củ, lễ nghi cũng rất thành thục, Lâm Tiểu Trúc lại âm thầm xem thường, không để ý hắn, được rồi, đứng lên đi, Viên Thiên Dã cũng không gây khó dễ cho nàng, thấy Lâm Tiểu Trúc đứng thẳng người, hắn xoay sang chỗ khác, lại rót cho mình ly trà, đây là Hoàng Sơn Mao Phong, dùng nước suối của Hoàng Sơn pha chế, tư vị thuần cam, hương khí như lan, người có muốn thử một ly không, tạ công tử ta không khát, Lâm Tiểu Trúc trả lời rất có thứ tự, phốc, Viên Thiên Dã phun ngụm trà vừa mới vào miệng, Viên Thập vội vàng tiến lên, Viên Thiên Dã khoát tay với hắn rồi lấy ra một cái khăn tay màu trắng, lau nước trà dính trên vạt áo, cười nói, ta quên, người không biết phẩm trà, nói xong lại mỉm cười, thanh âm réo rắt như tiếng nước suối, như xuân phong phất qua huyền cầm, cực kỳ êm tai, lần thứ ba Lâm Tiểu Trúc âm thầm xem thường hắn, nàng không biết phẩm trà, kiếp trước nàng sống dưới chân núi Hoàng Sơn, ngày nào mà chả uống trà, kiếp trước, gia gia của nàng là người thích học đòi văn vẻ, buộc nàng phải nghiên cứu về trà, sao nàng lại không hiểu, nàng chỉ cảm thấy nếu nàng cùng Viên Thiên Dã đàm đạo về trà, hắn sẽ bị dọa đến chết khiếp a, mà làm người phải phúc hậu, không thể dọa người, cho nên nàng nhịn, thấy Lâm Tiểu Trúc cụp mắt xuống, đôi lông mi dài như cánh quạt, hai má phúng phính, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, tựa hồ không phục, Viên Thiên Dã bật cười, gọi Viên Thập lấy một cái chén đến đây, châm cho Lâm Tiểu Trúc một ly trà, ta nhớ nha đầu kia đối với mấy chuyện vui chơi giải trí rất có hứng thú, có lẽ đối với trà cũng có thể biết một hai điều, Lâm Tiểu Trúc nghe hắn chế nhạo như vậy, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm đáp lại, sao có thể chứ, Tiểu Trúc ở phương diện này dù có thúc ngựa vẫn kém công tử a. Viên Thập đang định đáp ứng, nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy liền dừng tay, xoay người rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng, nhìn bóng dáng Viên Thập run run, rõ ràng là đang cố nhịn cười, Viên Thiên Dã liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc sắc mặt trầm xuống, lớn mật dám trêu chọc bản công tử, Lâm Tiểu Trúc mờ mịt ngẩng đầu, cau mày suy nghĩ, khiêm tốn nói, xin hỏi công tử, trêu chọc là thế nào, thấy Viên Thiên Dã xấu hổ ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi làm bộ uống trà, không để ý tới mình, Lâm Tiểu Trúc vẫn không buông tha cho hắn, công tử, ngài có thể dạy ta không, rốt cuộc trêu chọc là thế nào, Trương phu tử nói muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học a. Nếu giải thích cho nàng chẳng phải nói nàng trêu chọc mình sao, Viên Thiên Dã buồn bực khoát tay, quên đi, người không biết không có tội, chuyện này sẽ không truy cứu ngươi nữa, cảm ơn công tử khoan dung, Lâm Tiểu Trúc rất lễ phép vén áo thi lễ, ngẩng đầu ra vẻ nhỏ giọng lẩm bẩm, trở về phải hỏi Trương phu tử, khụ 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 khụ, Viên Thiên Dã đang uống trà bỗng dung bị nghẹn, công tử ngài không có việc gì chứ, Viên Thập cầm cái ly trà vội vàng từ trong phòng chạy ra, sắc mặt khẩn trương, không có việc gì, sặc, Viên Thiên Dã ho đến sắc mặt ửng hồng, khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ, họa thủy đúng là họa thủy, không phải đẹp bình thường a. Đầu sỏ Lâm Tiểu Trúc vẫn nhàn nhã thưởng thức sắc đẹp, Viên Thập thấy Viên Thiên Dã chỉ ho vài tiếng rồi bình ổn lại thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, rót một ly trà đưa cho Lâm Tiểu Trúc, cảm ơn, Lâm Tiểu Trúc lễ phép cảm ơn, ngửa cổ uống sạch ly trà, thấy Lâm Tiểu Trúc uống như thế, Viên Thiên Dã vừa mới bình ổn lại muốn ho khan, trà thế nào, Viên Thập thấy bộ dáng buồn bực của công tử cố nén cười hỏi, ân, Lâm Tiểu Trúc chép chép miệng, mãnh
mãnh liệt gật đầu một cái, nói rất hùng hồn, uống ngon, ngon như thế nào. Viên Thập vụng trộm liếc công tử một cái, thấy sắc mặt hắn tốt hơn thì hỏi tiếp, ngon như thế nào thì ta không thể nói rõ. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, có điều có một khuyến điểm, lúc này ngay cả Viên Thập cũng giật mình, thật sự có thể nói được một hai điều sao? Nhìn công tử hưng chí bừng nhìn Lâm Tiểu Trúc, hắn lại hỏi, khuyết điểm gì? Chính là quá ít. Lâm Tiểu Trúc trả lời cực rõ ràng, còn gật đầu một cái để hỗ trợ, khụ khụ khụ, Viên Thiên Giã lại ho khan, công tử, có cần lấy nước cho ngài uống không? Viên Thập chưa từng thấy Viên Thiên Giã kinh ngạc như vậy, cố nén cười, kích động hỏi, không cần. Viên Thiên Giã khoát tay, lờ đãng nhìn Lâm Tiểu Trúc đang tủm tỉm cười, trong mắt chợt lóe qua sự giảo hoạt, hắn liền ngẩn người, nhíu mày nghĩ nghĩ, trong lòng lại nảy sinh cảm giác quái dị. Hắn uống một ngụm trà, bình ổn ho khan, phất phất tay, mắt cũng không nâng nói, được rồi, ngươi trở về đi. Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, tươi cười cưng cứng, khẽ nhếch miệng, đứng yên không nhúc nhích, gì thế, còn việc gì sao? Viên Thiên Giã tà nghễ liếc nàng, công tử gọi ta đến, không phải chỉ để cho ta uống một ly trà chứ, đúng là chỉ muốn cho ngươi uống một ly trà. Tới lượt Viên Thiên Giã cười tủm tỉm, cứ tưởng ngươi là người thích ăn uống, với trà cũng sẽ có kiến thức một chút, ai ngờ ngươi lại chẳng biết gì, đáng tiếc, đồ keo kiệt, chẳng qua chỉ ám chỉ trêu chọc hắn hai câu, hắn đã nhanh chóng trả đũa. Lâm Tiểu Trúc thầm mắng, quyết định đối với loại keo kiệt này thì nên nói thẳng ra, công tử là quý nhân hay quên nên làm hạ nhân, Tiểu Trúc có nghĩa vụ nhắc nhở ngài một chút, công tử đã đáp ứng lấy Tiểu Trúc làm mồi. Sau khi bắt được kẻ trộm sẽ cho Tiểu Trúc 100 văn tiền, nhưng đến nay vẫn chưa thấy công tử đưa. 100 văn tiền đối với công tử không tính là gì, nhưng công tử sẽ không vì 100 văn tiền mà không cần danh dự, đúng không? Hai người giao phong cũng không chỉ một hai lần, nhưng Viên Thiên Giã không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại lớn gan như vậy, dám quang minh chính đại đòi tiền hắn, còn vòng vo để chèn ép hắn. Nếu không đưa cho nàng 100 văn tiền, hắn chẳng phải trở thành tiểu nhân thất hứa hay sao? Nha đầu này, lá gan cũng thật lớn a, lớn mật, sao dám nói chuyện như vậy? Viên Thập ở bên xem kịch nhưng vẫn không quên chức trách của mình, hợp thời cửa trách một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cũng không phải dạng vừa, liếc mắt đáp lại hắn, Viên Thập đại ca, ta vừa rồi đã nói gì sai? Chẳng lẽ công tử vì 100 văn tiền mà không cần danh dự sao? Ách, Viên Thập nghẹn hỏng, quay đầu vụng trộm nhìn Viên Thiên Giã, thấy hắn sắc mặt vẫn như cũ, không có ý trách mình, lúc này mới yên lòng, nhưng hắn vừa thả lỏng tâm tư đã nghe Viên Thiên Giã gọi Viên Thập, làm cho hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội đáp, giả, đem tiền này đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giã nói xong đưa tay lục lọi trong người hồi lâu mới lấy ra một xâu tiền đồng, đặt vào tay Viên Thập. Viên Thập cũng biết khi công tử trừng phạt sẽ không có nương tay, cứ thấy đại quản sự Viên Lâm giờ phải đi dọn nhà vệ sinh là biết nên tiếp nhận tiền cũng không dám đếm lại, vội đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc không chút khách khí nhận lấy tiền, ngẩng đầu nói với Viên Thiên Giã, công tử hình như chưa đủ số, thiếu bao nhiêu? Viên Thiên Giã biểu tình thản nhiên, ánh mắt lại thâm u. Lâm Tiểu Trúc đếm lại một lần rồi lại thêm lần nữa, sau đó ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói, còn thiếu 25 văn tiền. Phốc, Viên Thiên Giã lần thứ hai phun trà ra khỏi miệng, nha đầu này, nàng thực sự đếm hay là giả đò? Rõ ràng là đưa cho nàng 80 văn tiền, nàng lại nói thêm 5 cái, còn lần trước hình như cũng là nói thêm một cái. Viên Thập nhìn bộ xiêm y màu trắng của Viên Thiên Giã mà bi ai, công tử đáng thương a, bình thường thích quần áo màu lam, hôm nay vất vả lắm mới chịu mặc một bộ màu trắng, cuối cùng lại bị hủy trong tay Lâm Tiểu Trúc, lần sau phải khuyên công tử mặc màu nâu mới được, như vậy không sợ nước trà làm bẩn, dù sao xiêm y cũng đã bị bẩn. Viên Thiên Giã cũng không thèm lau nữa, đặt ly trà xuống, lấy khăn lau khô tay,
khôi phục biểu tình thản nhiên, sai rồi, chỉ thiếu 20 văn tiền thôi, nói xong ném khăn lên trên bàn, đưa mắt xem xét Lâm Tiểu Trúc hôm nay trên người bản công tử chỉ còn bạc, không còn tiền đồng, thiếu ngươi 20 cái, lần sau lại cho, Lâm Tiểu Trúc trừng mắt nhìn Viên Thiên Dã, cái gì mà thiếu 20 cái gì mà chỉ có bạc không có tiền đồng, kêu nàng đến lại không chuẩn bị đủ, lừa ai chứ, nhưng đối mặt với người có khuôn mặt thần tiên nhưng tâm hồn vô lại, hơn nữa còn bị hắn giữ khế ước bán thân, muốn phân rõ phải trái cũng không thể nào, nàng chớp chớp mắt tươi cười ngọt ngào. Không sao, công tử khi nào có tiền lại cho Tiểu Trúc là được, có điều số lượng thực sự không đúng, tuy rằng tiền đối với công tử thêm vài đồng hay bớt vài đồng cũng không sao, nhưng tính thiếu cho Tiểu Trúc vẫn là không tốt, người khác không biết còn tưởng công tử chơi xấu, muốn ăn chặn mấy văn tiền, như vậy lát nữa ta về, nhờ mọi người đếm dùm, có điều các nàng cũng giống ta cũng không biết có thể đếm chính xác không. Hoặc là đợi mai quản sự hay Nguyễn giáo tập rảnh, ta sẽ nhờ các nàng đếm dùm, ngày mai có thể hồi âm cho công tử, đến lúc đó ta lại hỏi Trương phu tử trên chọc là thế nào rồi nói lại cho công tử nghe, công tử thấy có được không? Chương 27, nguyên nhân Viên Thiên Dã mặt đen như đít nổi, nếu để cho nàng làm như vậy chẳng khác nào thông báo cho toàn sơn trang biết hình tượng công tử nho nhã mà hắn khổ tâm duy trì bao lâu nay, chẳng lẽ sẽ bị hủy như áo bào trắng này sao, nha đầu này. Hắn đã biết là không phải dễ chọc nhưng không ngờ nàng có thể phản kích nhanh lại độc như vậy, thú vị thật thú vị, thấy Viên Thiên Dã rốt cuộc cũng thu lại biểu tình bình tĩnh, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy khoái trá vô cùng, hừ tiểu hồ ly, muốn đấu với ta. Không có cửa đâu, mau ngoan ngoãn nhận thua đi, có điều dù là như thế, nàng không thể không thừa nhận tiểu hồ ly này vẫn rất đáng yêu, nếu hắn không khoan dung, nàng sao có thể bạo gan như vậy, hai người giao phong cũng chính là thăm dò lẫn nhau. Hắn muốn thử năng lực và sự can đảm của nàng, còn nàng thăm dò sự khoan dung và điểm giới hạn của hắn, đến lúc này, nàng không biết biểu hiện của mình có làm hắn vừa lòng hay không nhưng nàng lại rất hài lòng với biểu hiện của hắn, một chủ tử dễ dàng tha thứ cho một hạ nhân dám uy hiếp mình, nàng không nghĩ vì nàng đặc biệt mà chẳng qua Viên Thiên Dã là một người độ lượng, có một chủ tử độ lượng cũng là may mắn của hạ nhân. Không cần phiền toái như vậy, Viên Thiên Dã quay sang nói với Viên Thập đi tìm bất cứ ai mượn đỡ 30 văn tiền đi, khụ khụ, Lâm Tiểu Trúc ho nhẹ, công tử, như vậy không ổn, nếu có người biết công tử mượn hạ nhân 30 văn tiền, vậy chẳng phải mất hết thể diện sao, hơn nữa dù mượn được ta vẫn chưa đếm lại kỹ, cũng không dám nhận 30 văn tiền của công tử đâu, Viên Thiên Dã làm gì có chuyện mượn tiền, thiếu 20 văn tiền chẳng qua là muốn thử Lâm Tiểu Trúc xem sự khôn khéo và can đảm của nàng mà thôi, và lại nói như vậy cũng là cấp cho mình bậc thang để đi xuống nhưng lại bị Lâm Tiểu Trúc chặn họng, 30 văn tiền này cũng không thể mượn được nữa rồi, Viên Thập nhận được ám chỉ của công tử vội nói, công tử, khi tiểu nhân thu dọn cho ngài hình như có phát hiện một ít tiền đồng ở trong góc, ngài đợi một chút, để ta đi tìm thử xem, nói xong nhanh chân chạy vào phòng, chốc lát sau đã mang theo một đống tiền đồng, Lâm Tiểu Trúc nhìn qua thấy có khoảng 5-60 đồng, Viên Thiên Dã nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc bảo, đưa cho nàng đi a. Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, xem ra, không chỉ có 30 văn tiền, công tử, ngài cho ta hết sao, phần còn dư thưởng cho ngươi, Viên Thiên Dã thản nhiên nói, Tiểu Trúc tạ công tử thưởng, Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói, có tiền không lấy thì là kẻ ngốc rồi, tiền này cũng chính là hàn phí, nếu nàng không lấy, Viên Thiên Dã sẽ nghĩ nàng sẽ đem chuyện hôm nay nói ra, cho nên để cho hắn yên tâm, tiền này nàng càng phải lấy, nàng quả thực rất thiện lương nha, quả nhiên, thấy Lâm Tiểu Trúc nhận tiền, Viên Thiên Dã còn lo lắng dặn dò chuyện hôm nay không được nói với người khác, cái gì là trêu chọc cũng không phải là từ hay ho gì.
không cần hỏi lại, dạ, Lâm Tiểu Trúc chiếm được tiện nghi liền ngoan ngoãn hơn, có điều vẫn phải tính thêm lợi tức cho nên, nàng cất tiền xong, cung kính nói, Tiểu Trúc còn có một thỉnh cầu, mong công tử đáp ứng, nha đầu này thực biết đánh rắn tùy côn a, Viên Thiên Dã liếc nàng, nói, tuy nói ta trời sinh thể hàn, luyện công không đem lại hiệu quả nhưng dù thế nào cũng nên thử một lần mới biết được, cho nên thỉnh công tử cho phép ta cùng luyện võ với mọi người, về chuyện dọn dẹp nhà vệ sinh, quét sân, ta đã hỏi thăm, được biết những việc đó là do Hạ Dịch làm, ta cũng không có phạm lỗi, hiện tại không chỉ tước đoạt cơ hội luyện công của ta, còn bắt ta dọn nhà vệ sinh, trong lòng Tiểu Trúc không phục, cho nên khẩn cầu công tử cho phép ta được luyện công cùng mọi người. Không được, Viên Thiên Dã không cần suy nghĩ đã từ chối, với thể chất của ngươi, dù luyện 18 năm cũng là công cốc, khẩn cần làm chuyện vô ích mà sơn trang của ta cũng không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, ngươi không thể luyện công, sau này không thể thành người hữu dụng cho ta dùng, vậy thì phải làm việc khác, còn đó là việc gì thì do công tử ta quyết định, ngươi không thể lựa chọn, thấy Lâm Tiểu Trúc còn muốn cãi lại, hắn trầm mặt nói, cứ vậy mà làm đi, nói xong ra hiệu cho Viên Thập rồi lại bổ sung, đúng rồi, khuyên ngươi một câu, tiền giấu trong tường gạch cũng không phải là an toàn nhất, ngươi nên giữ cho kỹ, đừng có đánh mất rồi lại tìm công tử ta khóc lóc. Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm, rung mình một cái, trong sơn trang này có chuyện gì mà Viên Thiên Dã không biết không, thấy Lâm Tiểu Trúc đã ra khỏi cửa, Viên Thập nhìn theo bóng dáng của mình, không biết công tử đang nghĩ gì. Há miệng thở dốc muốn nói mà lại không dám, muốn nói gì, Viên Thiên Dã bỗng nhiên hỏi, Viên Thập giật mình, hắn rõ ràng là đứng sau lưng công tử, sao công tử biết hắn muốn nói chuyện, công tử thật giống như có trăm tai nghìn mắt, bất kỳ việc gì hắn cũng biết, tiểu nhân ngu dốt, không biết vì sao công tử liên tiếp ở trước mặt mọi người gọi Lâm Tiểu Trúc đến, ngài không thấy ánh mắt ghen tị của mấy nữ hài tử kia đâu, Lâm Tiểu Trúc tuy thông minh, lá gan cũng lớn nhưng dù sao thân hình gầy yếu, lại không có võ công, đám con gái mà giở trò thì nàng sẽ rất thảm, sao thương hương tiếc ngọc a, Viên Thiên Dã tự tiếu phi tiếu hỏi, công tử, Viên Thập mặt đỏ lên, Viên Thiên ngẩng đầu nhìn đám mây trắng xóa nơi chân trời. Hồi lâu mới nói, một ngọn đèn, nếu nhỏ một giọt nước vào thì sẽ thế nào, tất nhiên là sẽ nổ, Viên Thập đáp, cũng hiểu được ý tứ của công tử, tuy hắn mới được chọn hầu hạ công tử không lâu, nhưng ở sơn trang này cũng coi như là lão đệ tử, cũng có thể nói là sư huynh của Lâm Tiểu Trúc, nhớ khi bọn họ mới tới sơn trang cũng hay có mâu thuẫn với nhau, cho nên cũng hiểu được mấy vụ tranh cãi của đám con gái trong hai ngày qua, sao, nghĩ ra rồi. Viên Thiên Dã tuy ngồi trước Viên Thập nhưng lưng như có mắt, vẫn biết hắn đã suy nghĩ gì, cũng không hiểu nhiều lắm, Viên Thập thành thật trả lời. Hiện tại hắn biết mình cũng là một giọt nước, nếu không phải thích hắn lắm mồm nhưng vẫn biết chừng mực, biết cái gì nên nói cái gì không thì hắn sẽ không được lựa chọn đến hầu hạ công tử tính tình khoan dung độ lượng lại thông minh tuyệt đỉnh, nhìn rõ mọi việc, mỗi một lời nói, mỗi một hành động luôn thâm thúy sâu sắc, là người đi một bước tính 10 bước, có thể hầu hạ một người như vậy là vinh hạnh của hắn đồng thời cũng là hắn luôn nơm nớp lo sợ, sợ mình nhất thời không lĩnh ngộ ra, sẽ làm sai chuyện, nhưng công tử luôn kiên nhẫn dạy hắn, làm cho hắn không nên sợ, không biết thì cứ hỏi, mỗi một người đều có rất nhiều tính cách, có người thoạt nhìn ôn thuận nhưng khi cố chấp lại làm người ta đau đầu, có người nhìn rất thuần lương nhưng đến lúc quan trọng có khả năng sẽ bán đứng ngươi, những người chúng ta vừa tuyển liền được đưa đến sơn trang, đối với hoàn cảnh mới và chủ tử mới đều sợ hãi, cho nên sẽ che giấu bản chất của mình thực sâu, luôn biểu hiện kính cẩn và bình tĩnh, nếu cứ như vậy, 1-2 năm chúng ta cũng không thể nhìn ra bản chất của bọn họ, chi bằng cho thêm một chút nước, làm cho ngọn lửa bạo phát, đem tất cả những gì lắng đọng phơi bày ra hết, khi đó sẽ hiểu rõ bản chất của từng người, cũng biết ai đáng tin dùng, nếu không, sai bọn họ đi làm nhiệm vụ sẽ chỉ có một con đường chết. Chương 28, vào phòng bếp, Viên Thập nghĩ nghĩ, trịnh trọng gật gật đầu.
đầu, lại khó hiểu hỏi, nhưng vì sao lại chọn Lâm Tiểu Trúc? Viên Thiên Giã cười, đâu chỉ có nàng, ngay cả ta, ngươi cũng là một giọt nước kia, dừng một chút lại bổ sung, ngươi đừng thấy nàng vóc người gầy yếu, tay trói gà không chặt mà lầm, nha đầu kia rất quỷ, ngay cả ta nàng cũng có thể đối kháng, huống chi là người khác, nếu muốn làm cho nàng chịu thiệt, e là nói dễ hơn làm, hơn nữa người này, ta vẫn nhìn không thấu, chỉ biết nàng là người lười biếng. Không bức ép thì nàng vẫn cứ ngoan cố ẩn nấp thật sâu, che giấu mình càng kỹ, chi bằng bức nàng, để nàng làm một giọt nước, có vẻ sẽ rất thú vị, nhưng ngài nói ra chỗ nàng ta giấu tiền, không sợ nàng biết ý đồ của ngài sao, ngươi cho là nàng không biết, hôm nay làm một cuộc giao dịch, ngươi nghĩ là nàng ngu ngốc lớn gan sao, nói tới đây Viên Thiên Giã nở nụ cười, ta thử nàng, nàng cũng thử ta, nếu nàng đã đoán được chi bằng ta nói rõ. Làm cho nàng biết sợ hãi, nói xong hắn lại ngẩng đầu nhìn mây trên trời, một tiểu cô nương chưa từng rời khỏi núi sao lại có kiến thức và can đảm như vậy, ta đã bày trận, xem nàng phá giải thế nào. Viên Thập cười nói, trên đời này có một người như công tử thì thêm một Lâm Tiểu Trúc cũng không có gì kỳ lạ, vỗ mông ngựa cũng đúng chỗ a. Viên Thiên Giã liếc mắt nói, Viên Thập đỏ mặt ngượng ngùng cười cười, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, tiểu nhân không hiểu. Nữ nhân như Ngô Thái Vân, Lý Linh Nhi tấm lòng hẹp hòi lại háo thắng tranh cường, không chịu nhường người, tâm địa chắc cũng không có gì tốt, người như vậy sao công tử còn giữ ở lại Sơn Trang, có tác dụng gì, khi hắn ở Sơn Trang học tập đều cùng một chỗ với đám Nam Hải, ít khi tiếp xúc với con gái cho nên rất có hảo cảm với Lâm Tiểu Trúc mà đối với người như Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi lại đặc biệt phản cảm. Viên Thiên Giã mỉm cười, thâm ý liếc nhìn Viên Thập một cái, nếu hậu trạch quan viên nào đó qua mức bình tĩnh mà chúng ta lại không muốn để nó bình tĩnh thì nên làm thế nào, cho thêm một giọt nước. Viên Thập lập tức trả lời rồi ngay lập tức mở to hai mắt, ý công tử là nếu đem nữ nhân xinh đẹp lại thích tranh giành tình nhân như Ngô Thái Vân đưa đến hậu trạch của hắn, làm cho nơi đó gà bay cho sủa, làm cho hắn không còn tinh thần để tập trung vào công việc, lúc này chúng ta chỉ cần chờ thời cơ, tìm ra sơ hở của hắn là có thể đạt được mục đích của mình. Đúng vậy, Viên Thiên Giã chậm rãi rót cho mình một ly trà, dù là một viên gạch vụn, chỉ cần dùng đúng chỗ cũng có thể trở thành lợi khi chí mạng, tiểu nhân hiểu được. Ánh mắt Viên Thập ngày càng áng, công tử, hiện tại cần làm là thăm dò tính cách các nàng, đến lúc cần sẽ sử dụng. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp, không biết công tử để Lâm Tiểu Trúc dọn nhà vệ sinh là có ý gì. Viên Thiên Giã không trả lời, chậm rãi uống cạn ly trà, đứng lên nhìn vết nước trà trên áo mình, thản nhiên nói thu thập trà cụ đi, nói xong thì đi vào phòng. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mang theo 150 văn tiền, chán nản quay về phòng, khi nàng đến cửa sân thì cái mắt đang như trái khổ qua lập tức tươi cười. Kiếp trước nàng từng đọc được một câu chuyện, có một đám người bị lạc trong sa mạc, nhìn thấy cái bình nước chỉ còn lại một nửa, người bi quan lắc đầu thở dài, hai, chỉ còn nửa bình nước, người lạc quan lại vui vẻ nói, a, thật tốt quá, còn đến nửa bình nước nha, có một số việc nhất định sẽ xảy ra thì không thể tránh khỏi, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, là tốt hay xấu đều do mình nghĩ thế nào, nhất cử nhất động của mình đều bị Viên Thiên Giã nắm rõ, làm cho nàng thực không thoải mái, cảm giác như mình bị lột hết quần áo ở trước mặt mọi người. Nhưng nghĩ lại, nếu mọi chuyện đều bị hắn nắm trong tay, vậy chẳng phải tiền của nàng sẽ càng an toàn sao, cho dù có ngày nào đó không còn, đó cũng do Viên Thiên Giã cố ý mà thôi, chỉ cần đi tìm hắn là có thể lấy lại tiền. Nghĩ thông suốt, nàng sờ sờ tiền trong tay rồi tươi cười đi vào. Trải qua một ngày học tập cùng nhau, lại biết Lâm Tiểu Trúc là người hòa khí rộng lượng, cho nên khi nàng tiến vào, không biết ai đó hô lên, Lâm Tiểu Trúc đã trở lại, liền có người nhảy vọt đến chỗ nàng, làm cho nàng bị giật mình. Lâm Tiểu Trúc, công tử gọi ngươi đi làm cái gì? Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Tiểu Trúc không khỏi cười khổ, cũng may ánh mắt thiện ý nhiều hơn ghen ghét, cho nên tâm tình của nàng cũng tốt hơn, liền giải thích là công tử gọi nàng đến để nhận biết về hồi giải, khẩu khí rất bình thản, còn nói mình không dám ngẩng đầu nhìn công tử, cũng không nghe hắn.
hắn nói gì, mọi người thấy không có gì hứng thú cũng dần dần tản ra, vừa lúc Mai quản sự đi tới, vỗ vỗ tay nói, mọi người nghe đây, thời gian nghỉ ngơi có sự thay đổi, từ ngày mai, giờ học quy củ sẽ đổi sang giờ Mùi, giờ Thân mọi người tập trung đến phòng bếp, chịu sự an bài của phòng bếp, sau khi làm xong công việc bọn họ giao là được ăn cơm chiều, nghe vậy, mọi người lại bàn tán xôn xao, Lâm Tiểu Trúc nhân cơ hội nhanh chân chạy về phòng ăn cơm, theo nàng, sắp xếp thời gian như vậy mới là hợp lý, nếu buổi chiều ăn cơm quá sớm thì tối rất dễ bị đói, hơn nữa ăn cơm chiều xong trời vẫn còn sớm. Không có chuyện gì làm thì rất nhàm chán, một đám nữ hài tử ở cùng một chỗ, ngoại trừ nhiều chuyện thì không gì khác nữa, mà tám một hồi rất dễ xảy ra mâu thuẫn, bây giờ có việc làm thực sự rất tốt. Ngày hôm sau, học quy củ xong, Nguyễn giáo tập liền đưa các nàng đến phòng bếp giao cho quản sự phòng bếp rồi rời đi. Nhân sự của phòng bếp trong Sơn Trang rất đơn giản, tổng cộng chỉ có 3 người, một quản sự và 2 đầu bếp. Quản sự phòng bếp họ Tần, là một nam tử cao gầy chưa đến 30 tuổi, 2 gã đầu bếp, một người họ Lý, một người họ Triệu, đều khoảng 17-18 tuổi, nếu bốn dáng không quá béo thì cũng được cho là soái ca. Tần quản sự là một người nghiêm túc, đối mặt với một đám con gái mà trên mặt không chút tươi cười, nhăn nhó chỉ vào vài người vóc dáng nhỏ gầy nói, ngươi, ở trong phòng giúp đỡ rửa rau, cắt thức ăn, còn tất cả đều ra sau núi lượm củi đi. Mọi người chần chờ một lát rồi cùng đồng thanh đáp dạ, sau đó ai làm việc nấy, Tiểu Trúc ta đi đây, Tô Tiểu Thư nói với Lâm Tiểu Trúc một tiếng rồi theo mọi người đi ra sau núi, đi thôi, Lâm Tiểu Trúc vẫy vẫy tay, vẻ mặt tươi cười, a, rốt cục có thể đứng trong phòng bếp rồi, đối với một người thích văn hóa ẩm thực như nàng, cho dù mỹ vị không thể vào miệng nhưng nhìn nó được cắt thành đủ loại kiểu dáng, làm cho chúng trở nên thơm ngon, sau đó bỏ vào nồi nấu dẫn đến tỏa ra mùi hương khiến người ta thèm nhỏ dãi cũng là điều thú vị trong cuộc sống, hơn nữa gần quan được ban lộc, những lời này vẫn rất có đạo lý, nếu không hai vị soái ca đầu bếp kia đã không mập như vậy. Chương 29, gọt bí đao. Tần quản sự phân công công việc xong liền đi ra ngoài, ở lại phòng bếp hỗ trợ ngoại trừ Lâm Tiểu Trúc còn có Chu Ngọc Xuân và 3 nữ tử ở phòng bên cạnh, 2 người được sai rửa rau muống, Chu Ngọc Xuân và Lâm Tiểu Trúc thì gọt bí đao, xem ra đây là 2 món trong bữa cơm chiều nay, Lâm Tiểu Trúc các nàng đến nơi này chỉ mới có 2 ngày. 2 ngày qua chủ yếu là ăn cơm tấm, hơn nữa còn rất no, đồ ăn thì ngoại trừ tối hôm đầu tiên được ăn mặn, còn lại chỉ là thức ăn chay, cuộc sống cổ đại đương nhiên không thể so với hiện đại, hơn nữa bọn họ chỉ là nô bộc, có thể được ăn cơm tẻ, còn được ăn no thì Viên Thiên Giã cũng coi như là cực phẩm chủ tử rồi. Hơn nữa thức ăn tuy đều là thực vật nhưng đều rất tươi ngon, tay nghề của 2 vị đầu bếp cũng không tệ, thức ăn chay rất ngon, lượng người ăn cơm nhiều nên riêng bí đao cũng có tới 10 mấy cái, nhưng nữ hài tử con nhà nghèo đã quen làm việc nhà nên 3 nữ tử nhanh chóng bắt tay vào việc, chốc lát đã gọt xong một cái, Lý đầu bếp nấu cơm, Triệu đầu bếp dùng bí đao, các nàng đã gọt xong rửa sạch. Rồi đền lên thớt gỗ cắt làm 2, loại bỏ ruột rồi chặt thành từng miếng, đao pháp nhanh như điện, nhanh đến mức không thể nhìn thấy động thế nào chỉ thấy chỗ nào đao đi qua, những miếng bí vuông bức đều nhau liền xuất hiện y như dùng máy để cắt, quả là dân chuyên nghiệp a. Lâm Tiểu Trúc nhìn mà hai mắt tỏa sáng, đến cổ đại, điều nàng nuối tiếc nhất chính là không thể học nấu nước, tuy nàng rất dụng tâm khi nấu ăn nhưng dù sao vẫn không phải chuyên nghiệp, vẫn thấy thiếu gì đó, cảm thấy nếu được học hành bài bản, hương vị nhất định còn ngon hơn, nhịn không được mở miệng hỏi Triệu đại ca, Lý đại ca, mấy ngày nay thức ăn chúng ta ăn đều do hai người làm sao, mùi vị thật ngon, hơn nữa công phu cắt bí đao của Triệu đại ca thật cao siêu, các ngươi học từ đâu vậy, được người ta tán dương, sùng bái.
Hai đầu bếp đương nhiên rất cao hứng, Triệu Hồ cười nói, các ngươi thích đồ ăn chúng ta nấu là tốt rồi, còn về chủ nghệ là học ở ngay Sơn Trang này, thật sự, bí đao trong tay Lâm Tiểu Trúc suýt chút nữa lăn đến dưới chân Chu Ngọc Xuân cũng không để ý, vội vàng hỏi, chúng ta có thể học không, Triệu Hồ ngừng tay, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, các ngươi học viết chữ và quy củ xong, có thể học các loại kỹ năng, có điều chủ nghệ lại không dạy cho nữ tử, nghe nửa câu trước Lâm Tiểu Trúc trong lòng mừng rỡ, nghe nửa câu sau thì chưng hửng, vì sao Triệu Hồ cúi đầu tiếp tục cắt bí đao, không biết, nhưng lúc đó chúng ta có 15 người học nấu ăn mà không có ai là nữ cả, vậy nữ hài tử học kỹ năng gì, Triệu Hồ lại lắc đầu, không rõ. Lâm Tiểu Trúc nhớ lúc mới tới, ngoại trừ ngày đầu tiên Viên Thiên Giã triệu tập, nàng có nhìn thấy các nam hài thì từ đó đến nay không còn gặp lại, liền biết Triệu Hồ không có nói sai, bởi vì không có tiếp xúc nên nàng không biết các nam hài học gì và ngược lại, bọn họ cũng vậy, nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, vậy sau khi các ngươi học chữ và quy củ xong, các quản sự chỉ định các ngươi học nấu ăn hay tự nguyện ghi danh, ta là tự nguyện, hắn, Triệu Hồ chỉ Lý Duy Trụ, do các quản sự chỉ định, Lý đại ca, vì sao lúc đó ngươi không muốn học nấu ăn, Lâm Tiểu Trúc vội vàng chuyển sang hỏi Lý Du Trụ đang nấu cơm, đây là chuyện của đàn bà ta là một nam tử Hán đại trượng phu, làm chuyện này thật mất mặt, Lý Duy Trụ không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, Lý Duy Trụ, ngươi mới nói gì, thanh âm nghiêm khắc từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu thì thấy Tần quản sự, hắn trừng to hai mắt nhìn Lý Duy Trụ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thấy Lâm Tiểu Trúc đang nhìn hắn liền hỏi, bí đao đã gọt xong rồi sao, mau làm việc đi, Lâm Tiểu Trúc vội cúi đầu, cầm bí đao dưới chân Chu Ngọc Xuân lên, tiếp tục gọt, Tần quản sự nhăn nhó ôm một cái kỳ đưa cho Lý Duy Trụ, thanh âm hòa hoãn hơn, đây là thức ăn mới lạ công tử mua ở ngoài về, người mau nghiên cứu xem nên chế biến thế nào mới ngon, vừa rồi Tần quản sự quát lên làm cho áp khí trong phòng bếp xuống thấp, Chu Ngọc Xuân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Lâm Tiểu Trúc dù lá gan lớn lại rất hiếu kỳ cũng không dám ho he, chỉ ngẩng đầu nhìn xem thứ gì ở trong kia mà được cho là mới lạ, đây là cái gì, Triệu Hồ như không sợ Tần quản sự, ngừng tay cắt bí, chạy tới nhìn nhìn, còn dùng ngón tay cầm lên một cái, cẩn thận xem xét, Lâm Tiểu Trúc vội ngẩng đầu nhìn cho kỹ, mắt của nàng rất tốt, dù cách xa cũng thấy cái thứ Triệu Hồ cầm trên tay, thì ra là đậu phộng, cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, nghĩ tới lời của Tần quản sự, Lâm Tiểu Trúc tò mò nhìn hắn, công tử nói cái này là đậu phộng, từ hải ngoại truyền tới, Tần quản sự đưa tay tách một hạt đậu phộng, rồi đưa cho Triệu Hồ và Lý Duy Trụ mỗi người một hạt, nét mặt vẫn nhăn nhó nhưng ánh mắt lại ôn nhu hơn nhiều, Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, đây rốt cuộc là thời đại gì, nàng nhớ rõ, Trung Quốc có nhiều địa phương trồng đậu phộng nhưng tới cuối thời Minh đầu thời Thanh mới từ Nam Mỹ truyền vào và phát triển mạnh mẽ, chẳng lẽ nàng thực sự đang ở Thanh Triều, Tần quản sự lại nói, nghe nói, thứ này có thể ăn sống, còn chế biến món ăn thế nào cho ngon thì không biết, hai ngươi thử thử xem, nói xong xoay người đi ra cửa, ta đi nấu cơm cho công tử, thứ này trước cứ để đó, làm cơm xong xuôi rồi hãy tính thoáng, nhìn Lâm Tiểu Trúc đang sững sờ, mặt hắn lại nhăn như trái khổ qua, dừng bước nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi Lâm Tiểu Trúc phục hồi tinh thần, nhanh tay gọt bí đao, hắn mới rời đi. Hồ, Lâm Tiểu Trúc thở ra một hơi, Tần quản sự không biết bị cái gì đả kích mà tính tình cổ quái như thế, thứ này truyền từ hải ngoại vào, rất quý giá, vẫn nên thử nhiều lần mới được, Triệu Hồ dặn dò Lý Duy Trụ rồi xoay người tiếp tục cắt bí đao, Lý Duy Trụ cầm cái kỳ ngây ngốc một hồi mới đi đến kéo ngăn tủ ở góc bếp ra, bỏ đậu phộng vào đó rồi đóng lại, sau đó bắt đầu nấu cơm, xem ra hắn mới là người có chủ nghệ tốt nhất trong hai người, nếu không đã không để cho hắn thử trước, Triệu Hồ làm nóng chảo cho dầu vào, sau đó mới bỏ bí đao đã được cắt thành khối vào. Đảo sơ vài cái, nêm muối, giấm chua, lại đảo đều sau đó múc khỏi nồi cho vào bồn, động tác của Lý Duy Trụ lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, nhất thời trong phòng bếp tràn ngập hương vị bí đao ngọt nhẹ, sau khi xào xong rau muống,
hắn lại chiên một chảo trứng gà, lúc này một bà tử từ ngoài tiến vào cười nói, cơm chiều đã xong hết chưa? Xong hết rồi, vương bà lấy đi Triệu Hổ đã sớm ngừng cắt bí, giúp đỡ Lý Duy Trụ chuẩn bị thức ăn, thấy vương bà đi vào. Hai người liền xách mộc dùng chứa đồ ăn đi ra ngoài, đợi khi vương bà đẩy xe đi, Triệu Hổ nhìn thấy ngoài cửa không có ai liền như làm ảo thuật mà lấy dưới gầm ra một mâm bí đao, cười cười nói với Lâm Tiểu Trúc đến, nếm thử tay nghề của Lý đại ca các ngươi đi. Lý Duy Trụ trừng mắt nhìn hắn, không tán thành nói, nếu đệ tần quản sự biết ngươi chắc chắn sẽ bị mắng, chỉ là mấy miếng đồ ăn thôi mà, khi chúng ta học nấu ăn cũng vậy thôi. Triệu Hổ không cho là đúng, vừa rồi khi Lý Duy Trụ xào rau, hắn thấy mấy nữ tử này đều âm thầm nuốt nước miếng, lại nhớ tới muội muội ở nhà đã vài năm không gặp liền mềm lòng, trứng chiên dành cho các quản sự thì hắn không dám dự lại nhưng mấy miếng bí đao thì vẫn có khả năng, lúc ăn cơm chiều cũng sẽ được ăn bí đao này, nhưng ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn. Mấy nữ nhân hưng phấn hẳn lên, nhận lấy chiếc đũa từ tay Triệu Hổ túm lại ăn, không biết có phải vì xuyên qua nửa năm thường xuyên bị đói hay không mà Lâm Tiểu Trúc kiếp trước ăn vô số bí đao lại chưa từng thấy nó ngon đến thế, giấm chua được bỏ vào sớm cho nên khi bí đao chưa bị nấu nhuyễn đã thấm vị giấm, ăn vào thanh thúy ngon miệng, vị ngọt của bí kết hợp với vị chua của giấm, độ lửa lại thích hợp cho nên miếng bí không cứng cũng không quá mềm, càng ăn càng kích thích vị giác, cứ muốn ăn mãi không ngừng. Lâm Tiểu Trúc ngưỡng mộ nhìn Lý Duy Trụ, đang tính khen ngợi thì ngoài cửa vang lên thanh âm, các ngươi đang ăn cái gì? Chương 30, cử báo. Mọi người quay đầu thì thấy Ngô Thái Vân mặt mày hầm hầm xuất hiện ở cửa, ngươi cũng đến nếm thử đi, Triệu Hổ nhiệt tình mời, biểu tình có chút mất tự nhiên. Ngô Thái Vân trước giờ vốn không tốt tính, dù Triệu Hổ không mời, nàng cũng sẽ nhào vô ăn, nàng cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Trúc thân thiết vỗ vỗ vai nàng, ra vẻ oán trách nói thật tốt, Lâm Tiểu Trúc có đồ ăn ngon cũng không gọi ta. Tuy nàng cực kỳ ghen tị chuyện Viên Thiên Dã ba lần bốn lượt cho gọi Lâm Tiểu Trúc nhưng nàng cũng tâm cơ hơn Lý Linh Nhi, không có biểu hiện ra mặt như nàng ta mà ngược lại còn ra vẻ thân thiết với Lâm Tiểu Trúc, nhìn thấy nàng là bá vai bá cổ, hoặc vỗ vỗ hai má trẻ con của nàng làm cho Lâm Tiểu Trúc thấy nàng là muốn bỏ trốn, nhà chỗ này đều là của ngươi. Lâm Tiểu Trúc tươi cười, cầm đĩa thức ăn trên tay Triệu Hổ đưa cho Ngô Thái Vân, vừa rồi thức ăn được giữ lại không nhiều lắm, mỗi người ăn một miếng cũng không còn bao nhiêu nhưng dù thế nào cũng phải để cho Ngô Thái Vân nếm thử, dù tiểu hồ ly Viên Thiên Dã có biết chuyện ăn vụng ở phòng bếp thì cũng phải ngăn Ngô Thái Vân đi tung tin lung tung, Triệu Hồ mời bọn họ ăn là vì hảo ý, nếu vì thế mà liên lụy hắn thì nàng rất áy náy, chuyện của Viên Lâm đã là tấm gương rồi, Ngô Thái Vân vừa đến Sơn Trang đã cùng người ta cãi nhau, rất nhiều người không muốn dính dáng tới nàng, cho nên thấy Lâm Tiểu Trúc đưa đĩa bí đao qua, mọi người đều không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Ngô Thái Vân, Ngô Thái Vân cũng không chê bỏ mọi người đã ăn qua, cười ngọt ngào nhận lấy đũa Triệu Hổ đưa qua, gắp một miếng cho vào miệng, nhắm mắt lại thưởng thức rồi, oa, một tiếng khoa trương la lên, ăn ngon quá đi, nói xong lại gắp thêm miếng nữa, vẻ mặt say mê cho đến khi chiếc đĩa trống không mới quay sang hỏi Triệu Hổ, là ngươi làm sao, quá lợi hại nha. Ngô Thái Vân vốn có bộ dáng đẹp nhất trong đám con gái, lại phát dục tốt, dáng người uyển chuyển, đã ra dáng một đại cô nương, vừa rồi nhìn nàng vươn đầu lưỡi phấn hồng, dùng hàm răng trắng noãn cắn bí đao, Triệu Hổ và Ly Duy Trụ đều thất thần, nghe tiếng nàng hỏi mới phục hồi tinh thần, Triệu Hổ đỏ mặt chỉ tay vào Lý Duy Trụ nói, không phải, là hắn. Khụ, Lý Duy Trụ mất tự nhiên xoay người sang chỗ khác tiếp tục lau kệ bếp, đại ca ca ngươi thật lợi hại, ta ăn bí đao từ nhỏ tới lớn, lại không ngờ nó có thể chế biến ngon đến vậy. Ngô Thái Vân đi đến bên cạnh Lý Duy Trụ,
đặt đũa và đĩa lên đài, cười ngọt ngào nói, Lý Duy Trụ tuy không lên tiếng nhưng Lâm Tiểu Trúc thấy hai bên của hắn ửng đỏ lên, Ngô Thái Vân cũng biết sức quyến rũ của mình, còn cố ý đứng bên cạnh Lý Duy Trụ hỏi han vài câu, sau đó quay sang nói chuyện với Triệu Hổ, Ngô Thái Vân, người kiếm củi xong chưa? Chu Ngọc Xuân bất mãn nói. Ngô Thái Vân thu hồi tươi cười, liếc mắt nhìn Triệu Hổ, bĩu môi nói, chưa, lại làm nũng bám vào cánh tay Lâm Tiểu Trúc, tựa đầu vào vai nàng, thanh âm nũng nịu, Tiểu Trúc, các ngươi là tốt nhất, làm việc thoải mái, còn có hai vị ca ca làm đồ ăn ngon cho ăn, ta thực hâm mộ các ngươi. Triệu Hổ đã sớm khôi phục tinh thần, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, liếc mắt nhìn Ngô Thái Vân một cái rồi thúc giục Lâm Tiểu Trúc gọt nhanh đi, đồ ăn mà chưa nấu xong thì các ngươi sẽ bị đói à, ta phải làm việc. Lâm Tiểu Trúc rút tay khỏi Ngô Thái Vân, nàng thật muốn để mũ bí đao dính vào người Ngô Thái Vân, thực không muốn nhìn tiểu cô nương này diễn trò nữa. Vừa rồi rõ ràng là quyến rũ nam nhân mà Triệu Hổ và Lý Duy Trụ làm người cũng không tệ, nàng không muốn bọn họ vì Ngô Thái Vân mà nảy sinh mầm thanh xuân rồi thích nàng ta, về sau sẽ chỉ có thống khổ. Tiểu cô nương này dã tâm không nhỏ đâu, mục tiêu của nàng ta là viên thiên dã cơ mà. Thấy mọi người bắt đầu bận rộn, hai nam nhân vừa rồi mới đỏ mặt vì nàng cũng bắt đầu xa cách, Ngô Thái Vân có chút phẫn nộ, dậm chân chạy ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc nhìn bóng dáng bẩn của Triệu Hổ và Lý Duy Trụ, nghĩ nghĩ liền nói với Chu Ngọc Xuân, sáng hôm nay Ngô Thái Vân không tranh giành tình nhân với Chu Nị Nhi sao? Chu Ngọc Xuân là người không xinh đẹp nhất trong phòng, cho rất không quen nhìn Ngô Thái Vân vì bộ dáng xinh đẹp liền cho rằng mình hơn người, nghe Lâm Tiểu Trúc hỏi liền cao giọng đáp, sao mà không tranh? Ngô Thái Vân này vừa nhìn thấy Nam Nhi liền liếc mắt đưa tình, hận không thể làm cho nam nhân khắp thiên hạ vây quanh nàng, sáng hôm nay công tử đi tuần tra, nàng ta lại tranh lên đứng trước Chu Nhị Ni vì chuyện hôm qua càng thêm hận nàng, chen chân ngáng nàng ta một cái, làm cho nàng ta suýt chút nữa thì nhảy dựng lên nhưng vì trước mặt công tử mà phải nhịn, ngươi không biết đâu, lúc đó nàng vừa giận vừa hận nhưng vẫn giả bộ mỉm cười ngọt ngào cho công tử xem, thật quá mức buồn cười, có điều công tử lại không liếc nhìn nàng ta lấy một cái, lại hỏi Chu Nhị Ni có thích ứng với nơi này chưa, làm nàng hận tới mức răng nanh cũng sắp bị cắn gãy, vẻ mặt u oán kia. Chật chật, Lâm Tiểu Trúc thấy Lý Duy Trụ và Triệu Hổ đều ngừng làm việc dựng thẳng lỗ tai hóng chuyện, trong lòng cũng yên tâm hơn, liền chuyển đề tài, mấy người gọt xong rau củ, rửa sạch thức ăn, đem rác đi đổ rồi quét dọn sạch sẽ thì Tô Tiểu Thư cũng ôm một bó củi trở lại, thu thập củi cũng có định lượng rõ ràng, mỗi người ít nhất cũng phải một ôm, nếu không đủ thì cơm chiều cũng bớt đi một phần, nếu nhiều hơn thì tất nhiên đồ ăn cũng được nhiều hơn, mọi người đều là đứa nhỏ đi ra từ thâm sơn, thân thể lại đang tuổi phát triển cho nên thêm một muỗng thức ăn cũng rất quan trọng, vì vậy rất tập trung kiếm củi. Lâm Tiểu Trúc thấy Ngô Thái Vân cũng ôm một bó củi tương đương với Tô Tiểu Thư trở về thì ngạc nhiên hỏi, nàng ta sao lại kiếm được nhiều giống ngươi vậy? Tô Tiểu Thư cười hắc hắc nói, nàng vừa rồi gặp một nam hài nhi ở chân núi, đại khái là nàng làm cho hắn giúp nàng kiếm củi, có Ngô Bình Cường giúp kiếm một bó củi cũng không phải việc khó, nhưng trải qua việc hôm nay, Lâm Tiểu Trúc khẳng định củi này còn chưa biết là nam hài nhi nào kiếm a. Đi theo Tô Tiểu Thư trở lại phòng ngủ, Lâm Tiểu Trúc còn tưởng rằng Ngô Thái Vân sẽ đem chuyện Triệu Hổ giấu thức ăn cho các nàng nói ra nhưng không ngờ nàng ta cái gì cũng chưa nói, cuộc sống cứ giống như trong trường học quy luật mà phong phú, điều làm cho Lâm Tiểu Trúc buồn bực nhất chính là việc viết chữ, cuốn tam tự kinh mỏng manh kia nàng đã thuộc lào lào, còn phải giả làm một tiểu cô nương đang học từng chữ một mà nàng cũng không thể giống như kiếp trước, không nghe giảng thì có thể vụng trộm xem tiểu thuyết hay nghịch điện thoại di động, nơi này ngoại trừ tam tự kinh và giấy để viết chữ thì không có gì khác, vì thế nửa canh giờ học viết chữ trở thành thời gian khổ ải nhất của nàng. Cũng may là nàng ngồi ở cuối cùng, có khi Trương Phu Tử không để ý tới, nàng liền lặng lẽ ngủ gật. Sáng ngày thứ ba sau khi bị phái đến phòng bếp làm việc, Lâm Tiểu Trúc đang ngủ say,
hoảng hốt nghe một giọng nữ, Trương phu tử, Lâm Tiểu Trúc đang ngủ gật, nàng giật mình, mở mắt ngẩng đầu lên thì thấy Trương phu tử đang nhìn sang, Chương 31, kiểm tra liền biết thấy mọi người đều nhìn sang bên này, mà Tô Tiểu Thư lại căm tức Lý Linh Nhi, Lâm Tiểu Trúc liền biết người vừa lên tiếng là Lý Linh Nhi, nàng và Ngô Thái Vân ngồi ở trên cùng nhưng hai người hơi cao, nếu ngồi ở trên sẽ làm vướng tầm nhìn của Trương phu tử vì thế mới đổi các nàng xuống bên dưới, cùng một dãy với Lâm Tiểu Trúc, có điều, Lâm Tiểu Trúc nhìn về phía Ngô Thái Vân, ngăn giữa nàng và Lý Linh Nhi là Tô Tiểu Thư và Ngô Thái Vân, mà nàng còn dùng sách để che chắn, ngay cả Trương phu tử còn không thấy, sao Lý Linh Nhi có thể phát hiện ra được, chẳng lẽ là Ngô Thái Vân phát hiện ra rồi kêu Lý Linh Nhi nói, suy đoán này làm Lâm Tiểu Trúc vô cùng buồn bực, nàng chỉ muốn một cuộc sống bình ổn, sau đó tìm cách chuộc thân rồi sống cuộc sống mà mình mong muốn, nàng cũng không muốn tham dự vào cuộc tranh đấu của các tiểu nữ nhi nhưng Ngô Thái Vân sao lại không chịu buông tha cho nàng chứ. Hai ngày qua nàng cũng không có trêu chọc Viên Thiên Dã nha, Lâm Tiểu Trúc vừa rồi có phải ngươi ngủ gật hay không, Trương phu tử rất có hảo cảm với Lâm Tiểu Trúc nên giọng điệu cũng khá ôn hòa. Hồi phu tử Tiểu Trúc không có ngủ gật đánh chết cũng không nhận, Trương phu tử quay đầu nhìn Lý Linh Nhi, biểu tình nghiêm túc sao lại không, hai ngày qua chỉ cần phu tử không để ý, nàng ta liền dựng thẳng sách ra vẻ đọc sách nhưng thực ra là đang ngủ a. Lý Linh Nhi vội vàng giải thích Lâm Tiểu Trúc ngươi nói như thế nào, Trương phu tử thấy Lâm Tiểu Trúc nghe Lý Linh Nhi nói xong, mặt không có kích động hay tức giận thì rất ngạc nhiên, lẽ thường, nếu Lâm Tiểu Trúc thực sự ngủ gật thì nàng sẽ kích động sợ hãi, còn nếu là oan uổng thì nên tức giận mới phải thế nhưng biểu tình của nàng vẫn rất bình tĩnh, làm người ta nhìn không thấu, Lâm Tiểu Trúc cười cười, nói, phu tử có ngủ hay không, vừa rồi ta đã trả lời ngài. Không cần lặp lại, nhưng hiện tại ta lại có vấn đề khác, nếu có người cứ đi nhìn chằm chằm người khác, xem người ta có ngủ hay không, hơn nữa khoảng cách giữa hai người lại khá xa, vậy chắc chắn nàng sẽ không chuyên tâm nghe giảng, nếu không học hành chăm chỉ, không biết phu tử sẽ trừng phạt thế nào, lời này vừa nói ra, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Thư và Ngô Thái Vân ở giữa hai người rồi cười rộ lên, Lâm Tiểu Trúc có ngủ gật hay không còn chưa biết nhưng Lý Linh Nhi khẳng định không thoát được tội không chuyên tâm học ngươi, ngươi, Lý Linh Nhi nghe Ngô Thái Vân nói, liền nghĩ phải báo cáo, làm cho Lâm Tiểu Trúc bị phạt cho nên không có nghĩ nhiều, giờ nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, nàng lại không có cách nào phản bác, mặt đỏ bừng, ảo não xấu hổ chỉ tay vào kẻ giật dây nói, là Ngô Thái Vân nói, mọi người lại bàn tán xôn xao một phen, tuy Ngô Thái Vân luôn biểu hiện thân mật với Lâm Tiểu Trúc nhưng người có thể cãi nhau với Chu Nhị Ni thì tâm tư nàng thế nào, mọi người đều rõ, Lâm Tiểu Trúc lại bị Viên Thiên Dã gọi đi hai lần, nếu Ngô Thái Vân không ghen ghét nàng thì chỉ có ngốc mới tin, cho nên nghe Lý Linh Nhi nói, mọi người liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, Ngô Thái Vân không ngờ bị lật lẩy mà Lâm Tiểu Trúc không có bị gian dậy, còn cắn ngược lại nàng, có điều nàng thông minh hơn Lý Linh nhiều, vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng giải thích ta cũng là vô ý liếc mắt một cái, thấy Lâm Tiểu Trúc tuy vẫn nhìn vào sách nhưng hai mắt nhắm lại, thỉnh thoảng còn gục đầu, rõ ràng là đang ngủ cho nên mới chú ý, quả nhiên là hai ngày qua nàng đều như vậy, giả dối, hết sức giả dối, mọi người nhìn bộ dáng nhát gan của nàng đều không lên tiếng, khi nàng cùng Chu Nhị Ni ầm ĩ rất là hùng hổ, mồm năm miệng mười, cực kỳ hung dữ nhưng đứng trước mặt Trương phu tử lại ra vẻ hiền lành, nàng làm như mọi người đều mù hết vậy, là đối thủ một mất một còn nên Chu Nhị Ni đâu dễ buông tha cho Ngô Thái Vân, chào phúng nói, nếu vậy thì sao ngươi không nói mà lại kêu Lý Linh Nhi nói, cho dù ngươi ghen tị Lâm Tiểu Trúc nói nhiều với công tử mấy câu thì cùng không cần Lý Linh Nhi làm bia đỡ đạn chứ, Ngô Thái Vân, ngươi cũng đừng ra vẻ không dám nói chuyện trước mặt phu tử, mấy ngày nay là ai suốt ngày mơ tưởng được đứng trước mặt công tử, còn cãi nhau rất lợi hại, chúng ta không ai có thể sánh bằng, ngươi mà nói không dám
dám thì chẳng ai dám nữa a, bia đỡ đạn. Lý Linh Nhi suy nghĩ đơn giản, nghe những lời này thì kích động hẳn, nhanh chóng quay đầu tức giận nhìn Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân cúi mặt không dám đối diện với Lý Linh Nhi, khi ngẩng đầu lên thì hốc mắt đã đỏ bừng, lã chã trực khóc nức nở nói với Trương phu tử, ta không chịu nghe giảng bài mà nhìn trộm Lâm Tiểu Trúc là lỗi của ta, ta xin nhận phạt. Phát hiện ra nàng ngủ gục, ta nói với Lý Linh Nhi, nàng không chịu được nên mới báo với phu tử, ta không có ý lợi dụng Lý Linh Nhi. Tuy nhiên Lâm Tiểu Trúc ngủ gật trong lớp là thật, chúng ta nói với phu tử là không muốn để nàng tiếp tục như vậy, cô phụ sự khổ tâm dạy dỗ của phu tử, ta không thấy có gì sai. Nếu phu tử cảm thấy Lâm Tiểu Trúc ngủ gật trong lớp là đúng mà chúng ta báo cáo là sai, như vậy phu tử cứ phạt ta đi. A, cô nương này cũng có chút bản lãnh nha. Trương phu tử nhìn Ngô Thái Vân, trong lòng cảm khái, nàng suy nghĩ chặt chẽ, ngôn từ lợi hại, hành xử cũng rất quyết đoán. Tình hình hiện tại, nàng biết nếu chối bỏ sẽ không có lợi cho mình nên trực tiếp nhận sai, sau đó tấn công vào vấn đề chủ chốt, Lâm Tiểu Trúc mới là phạm lỗi nặng, các nàng có sai cũng là xuất phát từ hảo tâm, nếu như nàng sai ít mà cũng bị phạt thì kẻ phạm lỗi nặng sẽ thế nào, nếu không xong, nàng có thể tận dụng cơ hội này mà đi khiếu nại với công tử, với dung mạo của nàng, với sự thông minh của nàng, có khả năng sẽ đạt được mục đích. Có điều công tử đã từng nói, nếu có xuất hiện mâu thuẫn thì cứ đứng yên mà xem, không nên nhúng tay giải quyết, chỉ cần duy trì trật tự lớp học. Cho nên hắn gật gật đầu đồng ý với Ngô Thái Vân, rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt nghiêm khắc hơn, Lâm Tiểu Trúc ngươi ngủ gục trong lớp, có biết sai chưa? Lâm Tiểu Trúc cũng không hoảng loạn, nếu ta ngủ gật trong lớp tất nhiên sẽ không hiểu được bài giảng của phu tử, có ngủ hay không, phu tử chỉ cần kiểm tra liền biết. Nhìn vẻ mặt tự tin của nàng, ánh mắt Trương phu tử chợt lóe lên, được, nói xong đi đến vị trí của hắn, cầm bút viết vài chữ rồi đưa cho Lâm Tiểu Trúc, ngươi đọc mấy từ này đi, nếu đọc đúng thì coi như ngươi không có ngủ gật, nếu đọc sai dù chỉ một từ, sẽ phạt tội ngủ gật cùng tội nói dối. Mọi người tò mò nhìn tờ giấy trên tay Trương phu tử, vừa nhìn thấy đã sợ hãi than thầm trong lòng, các nàng học viết chữ chỉ mới mấy ngày, Trương phu tử cũng chỉ dạy các nàng có hơn 10 chữ, nếu theo thứ tự thì các nàng có thể đọc được, nhưng thay đổi trình tự của chúng thì không dám chắc có sai hay không. Xem tới đây, mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Tiểu Trúc, tuy mới ở chung có mấy ngày nhưng mọi người rất có cảm tình với nàng, mà chán ghét Lý Linh Nhi và Ngô Thái Vân. Hơn nữa, nếu ngày nào đó mình có sơ suất gì, lại ngồi trước hai người kia, biết đâu bọn họ cũng sẽ tố giác mình. Lâm Tiểu Trúc híp mắt nhỏ giọng đọc tướng, sơ, xa thiện, sau đó chỉ vào tờ giấy kia nói, chữ sau chữ thiện không biết, nói xong lại đọc gần, tính tướng, đọc xong lại lắc đầu, hai chữ sau không biết. Chương 32, thì ra là thế, mọi người lại bàn tán, Lâm Tiểu Trúc thảm rồi, bị tới hai tội, không biết Trương phu tử sẽ phạt nàng thế nào. Hơn nữa nếu bị phạt thì Lâm Tiểu Trúc muốn chiếm vị trí đầu trong kỳ kiểm tra là không có khả năng. Nghĩ tới đây mọi người đều nhìn chằm chằm Ngô Thái Vân, nàng thật âm hiểm, cả ngày cãi nhau với Chu Nhị Ni cũng đừng mong chiếm được hạng nhất. Mà Lâm Tiểu Trúc dù học viết chữ hay quy củ đều là người thông minh nhất, làm người lại khiêm tốn, nếu không phạm lỗi thì chắc chắn sẽ đạt được hạng nhất. Thế mà xem ra hôm nay đã bị hủy trong tay Ngô Thái Vân. Trương phu tử dường như không nghe tiếng bàn tán bên dưới, mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Tiểu Trúc trầm giọng nói, có ba chữ không đọc được, Lâm Tiểu Trúc ngươi nhận phạt. Sơn trang này đúng là ổ hồ ly a, Lâm Tiểu Trúc cảm khái, ngước mặt nhìn Trương phu tử, phu tử Tiểu Trúc không nhận phạt, ai nấy đều ngạc nhiên, chuyện đã tới nước này, nàng còn mạnh miệng như vậy, không phải tội càng thêm nặng sao? Lý do Trương phu tử trong mắt hiện lên ý cười, ba chữ kia phu tử còn chưa dạy mà Tiểu Trúc sao có thể biết được, có câu, người không biết không có tội, phu tử chưa dạy, đương nhiên Tiểu Trúc không biết, do đó mà không có tội, do đó Tiểu Trúc không thể nhận phạt, đúng nha. Chu Nhị Ni bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, ba chữ này, ta đúng là chưa từng thấy qua. Trương phu tử nghe Lâm Tiểu Trúc giải thích suýt chút nữa thì không giữ được bình tĩnh, nha đầu này còn biết câu người không biết không có tội nữa chứ.
Phu tử, chữ người chưa dạy lại dùng để khảo nghiệm Lâm Tiểu Trúc như vậy không công bằng. Tô Tiểu Thư vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng, đúng vậy, ngài không thể vì ba chữ chưa từng biết mà phạt Lâm Tiểu Trúc được. Những chữ phu tử dạy, Lâm Tiểu Trúc đều nhận ra, chứng tỏ nàng không có ngủ gật mà chăm chú nghe rằng, là Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi ghen tị nên hãm hại nàng, mỗi người một câu. Học đường huyên náo hẳn lên, Trương phu tử vuốt râu, quay đầu nhìn Ngô Thái Vân, hai người các ngươi còn gì để nói không? Ngô Thái Vân sững sờ, không ngờ sự tình lại như vậy, không còn gì để nói. Trương phu tử thấy Ngô Thái Vân không thể phản bác liền nói, Lâm Tiểu Trúc nếu đã nhận ra những từ ta dạy, cho thấy rất chăm chỉ học tập, không phải bị phạt, còn hai người các ngươi tuy tố giác là không sai nhưng vì việc nhỏ mà sinh lòng oán hận, ghen tị. Không khoan dung với người khác khiến cho mọi người đều bất mãn, nên tự kiểm điểm bản thân, phạt hai người các ngươi, mỗi người mỗi ngày viết 10.000 chữ, viết liên tục trong 3 ngày mới thôi, có phục hay không, phạt viết 10.000 chữ cũng không quá nặng, coi như cho Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi chút thể diện nhưng đối với người cầm bút như cầm búa tạ như các nàng thì đây là chuyện không dễ dàng gì. Đến đây đã nhiều ngày, mỗi ngày khi học quy củ, ngoại trừ học cách hành lễ còn phải học điều lệ của Sơn Trang, cho nên các nàng biết chỉ có Trương phu tử là không quá nghiêm khắc với các nàng, thậm chí đôi khi còn để cho các nàng lớn mật bàn tán nghị luận, nhưng một khi phạm lỗi thì tuyệt đối sẽ không nói tình cảm, hình phạt cũng rất nghiêm khắc, hình thức thì đủ dạng đủ loại, làm cho người ta khó chịu mà lại không mất mặt, cho nên viết 10.000 tự là hình phạt giữ thể diện nhất rồi. Phu tử, chuyện Lâm Tiểu Trúc ngủ gật là Ngô Thái Vân nói, ta chẳng qua bị nàng lợi dụng mà thôi, nhưng phu tử lại phạt ta với nàng giống nhau, ta không phục. Lý Linh Nhi lúc này xem như tỉnh táo, nàng chẳng qua hơi nóng tính, tâm tư lại không quanh co lòng vòng như Ngô Thái Vân nhưng cũng không phải kẻ ngu, được người ta nhắc tới liền hiểu ra được mình bị Ngô Thái Vân lợi dụng, nên lúc này càng không muốn cùng nàng ta chịu phạt. Trương phu tử vẻ mặt đạo mạo, ra dáng thư sinh thanh cao vào ngay thẳng nhưng là thủ hạ của Viên Thiên Giã. Trong xương cốt e là chỉ sợ thiên hạ không loạn như chủ tử, nghe Lý Linh Nhi nói vậy, hắn biết hai người này sẽ đấu nhau quyết liệt, liền ra vẻ biết nghe lời phải, hòa ái gật đầu nói ân, ngươi nói vậy cũng có chút đạo lý, có điều dù ngươi bị người ta lợi dụng thì vu cáo Lâm Tiểu Trúc là thật, nên vẫn phải bị trừng phạt, như vậy đi, mỗi ngày ngươi viết 5.000 chữ thôi. Lý Linh Nhi hài lòng, Ngô Thái Vân thì giận càng thêm giận, hai người đều ghen ghét Lâm Tiểu Trúc, hai người cùng nhau bày trò, chẳng qua là một người đưa ra chủ ý, một người thực hiện thôi, dựa vào cái gì mà Lý Linh Nhi đổ hết mọi chuyện lên đầu nàng, còn mình ra vẻ vô tội. Ngô Thái Vân lớn tiếng nói, phu tử ta không phục, lúc đó ta phát hiện Lâm Tiểu Trúc giống như đang ngủ, nên mới nói với Lý Linh Nhi, vốn định hết giờ học sẽ nhắc nhở Lâm Tiểu Trúc một câu, nào ngờ nàng ta ghen tị Lâm Tiểu Trúc, muốn Lâm Tiểu Trúc bị phạt nên mới nói ra trước mặt mọi người, quan hệ của nàng ta và Lâm Tiểu Trúc, mọi người đều biết, bình thường rất ít nói chuyện với Lâm Tiểu Trúc mà hở mở miệng là toàn châm chọc, cho nên trong chuyện này nàng sai nhiều hơn, nếu hai người cùng nhau bị phạt ta nể tình là bằng hữu, cùng nàng viết 10.000 chữ không sao nhưng bây giờ lại phạt nàng nhẹ hơn ta, ta rất, rất không phục, ngươi nói bậy. Lý Linh Nhi giận tím mặt, không để ý gì nữa, lập tức ầm ĩ cùng Ngô Thái Vân, mọi người mở to mắt nhìn. Không hiểu như thế nào nữa, nói qua nói lại một hồi lại thành nội chiến của hai người, Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Trương phu tử một cái, bĩu môi, có Viên Thiên Giã đầu têu bày trò, những nữ hài tử này có được ngày lành mới là lạ, mặc kệ hai người ầm ĩ thế nào, Trương phu tử vẫn giữ nguyên kết quả, Ngô Thái Vân viết 10.000 từ, Lý Linh Nhi viết 5.000 từ, tuy rằng hai người cuối cùng cũng bị Trương phu tử cảnh cáo mà ngậm miệng nhưng ai nấy đều biết
hai người sau này sẽ không còn như hình với bóng nữa, mà chuyện Ngô Thái Vân ghen ghét Lâm Tiểu Trúc cũng được phơi bày. Khi trở về phòng ngủ, nàng oán hận chừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc không để ý tới ai rồi đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc thoát khỏi sự thân thiết giả vờ của nàng, cảm thấy thật thanh tịnh, nhưng nàng lại có chút nghi hoặc với biểu hiện hôm nay của Tô Tiểu Thư. Tuy hai người ở chung không lâu nhưng nàng biết Tô Tiểu Trúc rất có phong phạm đàn chị, là người trượng nghĩa thích bênh vực kẻ yếu, tính tình hào phóng, tuyệt đối sẽ không luống cuống trước mặt phu tử. Hôm nay ở học đường, Tô Tiểu Thư tuy có nói đỡ cho nàng một câu nhưng cũng chỉ có vậy, không giống như mọi ngày nàng luôn ra mặt cho mình, tận tâm giúp đỡ. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng thấy Tô Tiểu Thư đối với mình vẫn tốt như trước, không có gì khác lạ nên nàng cũng không để ý chuyện này nữa. Nàng là người hiện đại, tính tình đạm mạc, cũng không cho rằng người khác vì mình mà ra mặt, đối tốt với mình thì lúc nào cũng phải thế. Tô Tiểu Thư cũng không nên vì nàng mà đắc tội phu tử, mà nàng cũng không đáng giá để nàng ta mạo hiểm. Buổi chiều sau khi học quy củ xong, Lâm Tiểu Trúc cùng Chu Ngọc Xuân đi đến phòng bếp, vừa vào cửa liền thấy không khí có gì không đúng. Tuy ngày hôm qua Tần quản sự sắc mặt nghiêm túc nhưng trên người không sát khí, Lý Duy Trụ và Triệu Hồ sắc mặt cũng không có khó coi như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lý Duy Trụ bọn họ đã làm sai chuyện gì? Lâm Tiểu Trúc thè lưỡi, lặng lẽ lôi kéo Chu Ngọc Xuân, nhẹ bước đi tới chỗ để rau dưa ngồi xuống, chỗ này có một đống dưa chuột, chỉ cần rửa sạch là xong, không có gọt vỏ phiền toái như bí đao hôm qua. Lâm Tiểu Trúc, Tần quản sự bỗng nhiên âm u hô lên một tiếng, dạ. Lâm Tiểu Trúc giật mình, vội vàng đứng lên, vừa vào cửa đã thấy ba nữ tử cách vách cũng bị tiếng gọi của Tần quản sự làm cho hoảng sợ, đứng yên không dám nhúc nhích. Ngươi, bây giờ đi lượm củi đi, phòng bếp không cần ngươi. Chương 33, ngoạn điểm ám chiêu A. Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn về phía Lý Duy Trụ và Triệu Hồ. Hôm qua nàng mới bị phái đến phòng bếp làm việc, có thể làm cho Tần quản sự tức giận chắc là chuyện Triệu Hồ để dành thức ăn cho các nàng, nhưng cũng không phải do nàng yêu cầu, mà mọi người đều ăn, vì lý do gì nàng lại bị khai đao, chẳng lẽ nàng dễ ăn hiếp lắm sao? Có điều giờ cũng không phải là lúc để tức giận, Tần quản sự tuyệt đối không có vô duyên vô cớ mà kiếm chuyện với nàng, hắn làm như vậy nhất định là có ai đó đã nói này nọ trước mặt hắn. Biết Triệu Hồ để dành thức ăn cho các nàng, lại có cừu oán với nàng thì ngoài trừ Ngô Thái Vân không có người thứ hai. Nghĩ tới đây, nàng bình tĩnh nói, vì sao? Tần quản sự thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn bình tĩnh thì sửng sốt, không kiên nhẫn phất tay, không cần biết tại sao ta quyết định chuyện gì cần phải xin ý kiến của ngươi sao, bảo ngươi làm gì thì là đó đi, không có quyền chọn lựa, mau đi đi. Tần quản sự, chuyện hôm qua thực sự không liên quan tới Lâm Tiểu Trúc. Là ta thấy các nàng liền nhớ tới lúc mình mới tới phòng bếp, hay là ngài trừ tiền tiêu vặt của ta cũng được, đừng đuổi nàng đi, phòng bếp lại đang thiếu người, thực sự là bận muốn chết a. Triệu Hồ lên tiếng khẩn cầu. Lý Duy Trụ cũng góp lời, hôm qua giữ lại đồ ăn là do ta và Triệu Hồ quyết định, không liên quan với các nàng, hay là ngươi đuổi ta và Triệu Hồ đi, để người báo tin tới nấu ăn là được rồi. Ngươi, Tần quản sự trừng mắt tức giận nói, đuổi ai nhận ai, còn không tới phiên ngươi giơ tay múa chân. Nói xong tức giận đùng đùng chỉ tay vào Lâm Tiểu Trúc quát lên, đi mau đi. Với tính tình của Lâm Tiểu Trúc, nếu ai dám chỉ vào mặt bảo nàng cút, cho dù không trở mặt thì nàng nhất định cũng nói vài câu cho đối phương không thoải mái. Nhưng lúc này thấy Lý Duy Trụ và Triệu Hồ dù bị phạt vẫn đứng ra năn nỉ dùm nàng, làm nàng cảm động nên cũng không so đo với Tần quản sự, muốn so đo thì tìm người báo tin mà tính sổ. Hai mắt xoay chuyển, tự ngắt mình một cái, khi ngẩng đầu lên thì hai mắt đã ngập nước, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tần quản sự và Triệu Hồ, Lý Duy Trụ nhất thời sửng sốt. Lâm Tiểu Trúc quật cường chớp chớp
mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói chuyện hôm qua đều là lỗi của ta, là ta xin hai vị đại ca giữ lại chút đồ ăn cho chúng ta, bọn họ cũng vì thấy ta đáng thương nên mới để lại mấy miếng bí đao. Tần quản sự, ta sẽ đi ngay nhưng xin ngài đừng trừ tiền tiêu vặt của hai vị đại ca được không? Lâm Tiểu Trúc bộ dạng vốn rất đáng yêu, nàng lại làm ra vẻ đáng thương, dù yếu ớt nhưng vẫn quật cường, ảm cho Lý Duy Trụ và Triệu Hồ nhất thời không chịu nổi mà mấy nữ tử khác cũng nảy sinh áy náy, đều tiến lên cầu tình, nói các nàng cũng có sai, nếu có phạt thì cùng nhau chịu phạt, được rồi, Lâm Tiểu Trúc ngươi mau đi đi, sẽ không trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Tần quản sự sắc mặt khó coi, chật vật nói một câu rồi vội vàng rời đi, ra tới cửa không quay đầu lại nói với một câu, lát nữa sẽ có một nữ tử tên Ngô Thái Vân tới đây làm việc, Triệu Hồ, ngươi quản nàng thật tốt cho ta biết ngay việc này là do Ngô Thái Vân làm mà, ngoài nàng, không có ai ti bỉ như vậy. Chu Ngọc Xuân không đợi Tần quản sự đi xa, căm tức nói, Lâm Tiểu Trúc không có thời gian cùng nàng xả giận, kéo tay Triệu Hồ sang bên cạnh, Triệu đại ca ta có lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Triệu Hồ theo nàng đi đến bên cạnh bếp, nếu lúc đầu thấy nàng đáng thương mà giúp nàng thì giờ trong lòng hắn đã xem Lâm Tiểu Trúc giống thân muội muội mà đối đãi. Không phải ai cũng có đủ can đảm để nhận hết mọi lỗi lầm về mình, hơn nữa bộ dáng đáng thương vừa rồi của nàng đã làm cho lòng hắn như hóa thành nước, càng làm hắn nhớ tới muội muội của mình. Ngô Thái Vân đến, ngươi cũng đừng nhắm vào nàng, vì nàng mà đối nghịch, đắc tội với Tần quản sự thì không đáng. Lâm Tiểu Trúc dặn dò xong lại hỏi, buổi tối chắc là ăn dưa chuột phải không? Triệu Hồ nghe nàng hỏi vậy thì ngẩn người, hồi lâu mới đáp, đúng vậy. Hôm nay ngươi và Lý đại ca thử dùng đậu phộng đi, sau đó làm thêm một ít cho Ngô Thái Vân nếm thử. Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, có ý gì? Triệu Hồ lại cảm thấy khó hiểu, người như vậy không khó dễ coi như mình đã phúc hậu lắm rồi, làm gì có chuyện nấu đồ ăn cho nàng ăn, ngươi nghe ta sẽ không sai đâu. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói, nhớ kỹ nha, các ngươi đừng ăn quá nhiều đậu phộng, còn nữa, chuyện vừa rồi ta nói với ngươi, đừng nói với người khác. Nói xong lại quay sang chào Lý Duy Trụ và Chu Ngọc Xuân, ta đi đây, rồi đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì thấy Ngô Thái Vân đang đi tới. Ngô Thái Vân làm vậy, đại khá là muốn mình rời đi để nàng vào thế chỗ, lại không xảy ra xung đột. Hôm nay Lâm Tiểu Trúc bị nàng chơi khăm hai lần, cũng không muốn nhịn nữa, bị một tiểu cô nương đùa giỡn mà phải chịu nhịn thì không phải là phong cách của Lâm Tiểu Trúc. Nàng bị chèn ép vài lần, Lâm Tiểu Trúc cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu vẫn cứ muốn sống yên tĩnh, lấy tĩnh chế động, quan sát sơn trang cùng ý đồ của Viên Thiên Giã, sau đó tính toán cho tương lai của mình là không có khả năng. Với tình hình hiện tại, Viên Thiên Giã sẽ không cho nàng cơ hội. Chuyện hôm nay có lẽ hơn phân nửa là do hắn sắp xử, bằng không khôn khéo như Tần quản sự sao lại để cho tiểu nữ nhi như Ngô Thái Vân giật dây. Mà mấy ngày nay, Viên Thiên Giã cố ý làm cho mọi chuyện loạn lên, tuy là thử tính tình và sự nháy bén của nàng cùng các tiểu cô nương nhưng cũng đã để lộ một ý tưởng của hắn. Hắn ở trong núi xây dựng sơn trang, lại tiêu tốn nhân lực vật lực tài lực để huấn luyện mất đứa nhỏ, cho thấy ý đồ của hắn không tầm thường. Học võ công lại học quy củ, viết chữ để làm gì chứ, nhìn hắn toàn thân khí phái như thế có lẽ là một vương gia, nếu thực sự là vậy thì không khó đoán được mưu đồ của hắn, mưu quyền soán vị hoặc là nắm giữ cục diện chính trị trong tay thôi. Phương thức hành động chính là đưa các tiểu cô nương này đến chỗ đồng minh hoặc đối thủ của hắn làm tiểu thiếp hoặc nha hoàn, nam hài thì làm sai vặt hay đầu bếp, vừa có thể gây ảnh hưởng vừa thu hoạch được tin tức là biện pháp thoải mái mà hữu hiệu nhất. Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Lâm Tiểu Trúc liền hiểu sinh mệnh của nàng bị người khác nắm giữ trong tay, muốn thoát khỏi khống chế của Viên Thiên Giã thì phải trở thành con cờ trong tay hắn, lấy lui làm tiến, cố gắng học nấu ăn, trở thành một nữ đầu bếp là cách duy nhất để nàng bảo toàn mình, còn về việc sau đó thế nào tới đó tính tiếp. Như vậy từ giờ trở đi, việc nàng phải làm là tranh thủ cơ hội học nấu ăn, cho dù chủ nghệ ban không nhận nữ sinh nhưng nếu nàng đứng đầu kỳ kiểm tra các phương diện khác đều nổi bạc thì có lẽ nàng có cơ hội để bàn điều kiện với Viên Thiên Giã.
Một con cờ xuất sắc thì cần phải tận dụng triệt để, thông minh như Viên Thiên Giã hẳn là không thể không biết cách nắm bắt, cho nên, chuyện hôm nay nếu nàng bỏ qua, bị người trêu chọc mà tức giận thì đó là vô năng, nhưng nếu nàng ầm ĩ cùng Ngô Thái Vân, dù ai đúng ai sai thì nàng cũng mang tiếng là người không hòa thuận. Khó ở chung, đến kỳ kiểm tra thế nào cũng bị người ta nắm lấy nhược điểm, nàng sẽ không làm chuyện giết 1000 mà hao tổn 800 đâu, vừa không thể tuyên chiến với Ngô Thái Vân vừa không thể bỏ qua thì cách duy nhất là ngầm, chiêu ngầm, hắc hắc, sở trường của bổn cô nương a. Lúc này nàng có chút đồng tình với Ngô Thái Vân, có ngày lành lại không biết phúc, cứ thích gây chuyện thị phi, làm cho tiểu hồ ly Viên Thiên đưa làm bia đỡ đạn, chật chật. Chương 34. Già chiêu Ngô Thái Vân thấy Lâm Tiểu Trúc đi ra, vội vàng lui ra sau, nhanh chóng nấp sau đống củi. Lâm Tiểu Trúc đi thẳng về phía cửa viện, đang lúc Ngô Thái Vân thở dài nhẹ nhõm thì nàng lại quay người, vòng ra phía sau, đi đến sau lưng Ngô Thái Vân, đưa tay vỗ nàng một cái. Ngô Thái Vân đang thò đầu nhìn xem Lâm Tiểu Trúc có đi ra khỏi viện môn hay không, bỗng nhiên sau lưng bị tập kích, giật mình đến suýt kêu thành tiếng. Nhìn chăm chú thì thấy Lâm Tiểu Trúc, trong lòng kích động nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, gắt giọng: Lâm Tiểu Trúc, ngươi làm gì vậy, dọa chết người a. Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, chỉ âm trầm yên lặng nhìn nàng, mắt cũng không chớp. Tươi cười trên mặt Ngô Thái Vân dần biến mất, thay vào đó là biểu tình kích động. Nàng vốn chỉ là tiểu cô nương 13 tuổi, lại sinh trưởng nơi thâm sơn, trong núi dù là phụ nữ hay hán tử đều là người mạnh mẽ, biêu hãn, có gì không hài lòng là há miệng mắng, quá lắm thì đụng tay đụng chân chứ chưa từng thấy qua ánh mắt âm trầm, đáng sợ như vậy. Hơn nữa, vì làm chuyện xấu, có chút chột dạ, lại bị Lâm Tiểu Trúc nhìn như vậy thì cảm thấy sống lưng lạnh run, tóc gáy dựng thẳng, lắp bắp hỏi: ngươi muốn gì, nhìn nàng như muốn chạy trốn, Lâm Tiểu Trúc mới tươi cười âm trầm: Ngô Thái Vân, trước kia ta không so đo với ngươi vì ta thấy ngươi là người ngu ngốc nhất, nhảy dựng y như trâu, chỉ là một cái túi da đầu óc có vấn đề. Không đáng để ta phí tâm tư, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay, ngươi coi như đã đắc tội ta, ngươi hãy đợi đấy, bổn cô nương sẽ biến ngươi thành chuột qua đường bị người đuổi đánh, chơi chết ngươi, nếu không ta không phải họ Lâm, Lâm Tiểu Trúc ngươi muốn chết. Ngô Thái Vân bị nàng mắng, tức giận đến nổi trận lôi đình, quên cả sợ hãi, thẳng lưng chỉ tay vào Lâm Tiểu Trúc mắng: Nếu ngươi không sợ Triệu Hổ bọn họ nhìn thấy sắc mặt khó coi của ngươi thì cứ lớn tiếng mắng nữa đi. Lâm Tiểu Trúc cười lạnh: Tốt nhất là ra tay đánh luôn. Ngô Thái Vân, không ngại nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật dám đụng tới ta dù chỉ một đầu ngón tay, ngày mai ngươi sẽ không còn có mặt ở sơn trang này. Ngô Thái Vân sửng sốt, lập tức ngậm miệng, nàng còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với đám Triệu Hồ, sơn trang cũng đã quy định rõ, đánh nhau sẽ bị trừng phạt, cho nên nàng chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, đang tính đáp trả vài câu thì phía sau truyền đến thanh âm của Triệu Hồ: Có chuyện gì vậy? Biết vừa rồi mình la lớn đã làm người ta chú ý nên Ngô Thái Vân vội vã quay người sang chỗ khác, tươi cười nói: Không có chuyện gì, ta với Lâm Tiểu Trúc đang nói chuyện thôi. Lâm Tiểu Trúc, có phải nàng ta lại khi dễ ngươi không? Chu Ngọc Xuân đi theo Triệu Hồ cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân quay đầu liền thấy Lâm Tiểu Trúc vừa rồi còn như hung thần ác sát, lúc này hai mắt lại rưng rưng, tay gắt gao nắm chặt góc áo. Lâm Tiểu Trúc, ngươi lại bày trò gì hả? Tức giận công tâm, bất chấp Triệu Hồ và Lý Duy Trụ đang đứng phía sau, lớn tiếng quát: Không, không có việc gì, nàng chỉ là nói chuyện với ta, nói nhỏ. Lâm Tiểu Trúc gục đầu, hai giọt nước mắt trong veo chảy ra, nơm nớp lo sợ nói xong liền thất tha thất thểu lui ra sau vài bước, giống như con thỏ nhỏ bị kinh động, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tiểu Trúc biểu diễn. Quay đầu lại thấy Triệu Hồ, Lý Duy Trụ cùng mấy nữ tử đang nhìn mình đầy căm ghét. Ngô Thái Vân càng thêm cuống, vội vã la lên: Là nàng uy hiếp ta, là nàng mắng ta, nàng nói muốn làm ta đẹp mặt, muốn đùa chết ta, ngươi nghĩ chúng ta tin ngươi sao? Lý Duy Trụ luôn ít lên tiếng, lạnh lùng nói: Một.
câu rồi xoay người đi vào phòng bếp, mọi người cũng căm hận liếc Ngô Thái Vân mộ cái rồi xoay người rời đi, chỉ còn một mình nàng ngơ ngác đứng đó cả buổi, không nhúc nhích, nhưng cho dù bọn họ không muốn thấy nàng, Ngô Thái Vân cũng không thể rời đi, không chịu nghe sự phân công thì sẽ bị trừng phạt, cho nên nàng do dự hồi lâu cũng phải đi vào phòng bếp, nhân sự trong bếp đương nhiên là không cho nàng sắc mặt hòa nhã rồi, chỉ có Triệu Hổ sai nàng làm việc nói với nàng mấy câu, sau khi nấu thức ăn xong, Lý Duy Trụ dùng nước muối nấu đậu phộng, Triệu Hồ còn cố ý cho Ngô Thái Vân hơn phân nửa, làm nàng thụ sủng nhược kinh, trong lòng rất đắc ý, nghĩ Triệu Hồ thấy nàng xinh đẹp nên muốn lấy lòng nàng, cao hứng ăn hết đậu phộng trong ánh mắt tức giận của Chu Ngọc Xuân các nàng, Lâm Tiểu Trúc đi đến chân núi liền thấy Tô Tiểu Thư cùng đám con gái chung phòng, mọi người thấy nàng cũng bàn tán một hồi, Lâm Tiểu Trúc nước mắt tí tách đáng thương nói rõ mọi chuyện, đương nhiên là bỏ đi đoạn nàng uy hiếp Ngô Thái Vân, Tô Tiểu Thư tức giận, quăng bó củi xuống nói, còn công bằng không, ta đi tìm công tử nói chuyện, nói xong xoay người rời đi, Lâm Tiểu Trúc vội vàng giữ lại, không cần, không cần, thực ra ở đây lượm củi cũng rất tốt mà cùng làm bạn với các ngươi, đuổi nàng ra khỏi phòng bếp, tuyệt đối là chủ ý của Viên Thiên Dã, Tô Tiểu Thư có tới tìm hắn thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Có điều, Lâm Tiểu Trúc buông tay Tô Tiểu Thư ra, có chút nghi hoặc nhìn nàng, đám nữ tử, dù lá gan lớn đến đâu, tức giận đến mấy cũng không dám đến tìm Viên Thiên Dã. Mà Tô Tiểu Thư, nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp, Tô Tiểu Thư phản ứng bộc phát, bị Lâm Tiểu Trúc lôi kéo thì nhận ra có chút không ổn, nàng đưa mắt nhìn mọi người, cắn cắn môi nói, ta nhất thời tức giận đến hồ đồ, chỗ công tử không phải là nơi chúng ta có thể đến, có chuyện gì thì sẽ đến tận nơi. Hắn không phải là người có thể tùy tiện tìm, nếu không thì Ngô Thái Vân và Chu Nhị Ni đã không đợi khi công tử đi tuần tra mới náo loạn, dù thế nào thì Tô Tiểu Thư làm vậy cũng là muốn bênh vực kẻ yếu, cảm kích nói Tiểu Thư, người có lòng như vậy, ta đã rất cảm kích, công tử không phải là người chúng ta có thể tìm, Lâm Tiểu Trúc chuyện này cũng không thể bỏ qua, bị người ta khi dễ, dù không nói với công tử thì cũng có thể nói với Mai Quản sự hay Nguyễn Giáo tập mà các nàng nhất định sẽ giúp ngươi, Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, lắc lắc đầu, Mai Quản sự là quản sự viện chúng ta, còn Tần Quản sự quản lý phòng bếp, bọn họ chức vụ như nhau, Mai Quản sự dù biết cũng không thể trách cứ Tần Quản sự được, hay là thôi đi, có điều, mọi người sau này cẩn thận một chút, đừng để bị giống như ta, đúng vậy, Ngô Thái Vân thực quá mức ti bỉ, còn không biết lúc nào sẽ đâm chúng ta một đao a, sau này ta sẽ không nói chuyện với nàng nữa, ta cũng vậy, đám con gái này vốn có chút ghen tị với Lâm Tiểu Trúc, nhưng việc là do Tần Quản sự phân công, lại chọn người vóc dáng nhỏ bé làm việc trong phòng bếp cho nên không thể nói gì, nhưng Ngô Thái Vân vóc dáng cao gầy lại dùng phương thức như vậy để tiến vào, mọi người đều cảm thấy bất bình, hơn nữa Chu Nhị Ni lại hận Ngô Thái Vân thấu xương, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thậm chí còn làm mọi người cảm giác người bị khi dễ là mình, tháng chí thời tiết đã chuyển lạnh, lá rụng tung bay, cỏ cây khô vàng để lộ ra khung cảnh hiu quạnh, cành cùi khô to nhỏ khắp nơi đều có, mọi người chỉ cần tập trung công việc chia nhau hành động. Hơn nữa từ nhỏ sống trong thâm sơn, chuyện lượm củi vẫn hay làm, cho nên dù bị trì hoãn thời gian thì rất nhanh Lâm Tiểu Trúc và mọi người đã thi thập đủ số, khi đem củi về, mọi người đều thò đầu vào phòng bếp xem thử rồi bĩu môi nói Tiểu Trúc ngươi nhìn nàng ta đắc ý chưa kìa, Lâm Tiểu Trúc nhìn vào trong thì thấy mọi người đều đã đi hết, chỉ còn Ngô Thái Vân đang tươi cười nói gì đó với Triệu Hổ, còn lấy gì đó trong đĩa bỏ vào miệng. Sau đó quay sang nói cười với Lý Duy Trụ, cũng không quan tâm hắn không để ý đến nàng, Lâm Tiểu Trúc khẽ nhướng mày, cười thầm, Triệu Hồ quả nhiên nghe lời, có câu trời gây nhiệt còn có thể sống, tự gây nhiệt thì chỉ có chết, Ngô Thái Vân xấu như vậy,
mọi người không thể không ghét nàng, chương 35, nhắc nhở. Khi Ngô Thái Vân trở về ăn cơm chiều, vừa vào sân đã thấy không khí cực kỳ quỷ dị, mọi người đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên im bặt, quay đầu nhìn nàng, trong mắt toàn là chán ghét, làm sao vậy? Ngô Thái Vân liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tiểu Trúc, nhớ tới những lời Lâm Tiểu Trúc nói với nàng bên ngoài phòng bếp, lại thấy ánh mắt chán ghét của mọi người, Ngô Thái Vân không khỏi máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, nàng biết Lâm Tiểu Trúc nhất định ở sau lưng nàng nói xấu, nàng biết Lâm Tiểu Trúc cũng chẳng phải dạng vừa đâu, có điều giờ không phải lúc cãi nhau, vì thế nàng cố kiềm lòng mà đi nhanh vào nhà lấy chén ăn cơm, lúc ăn cơm mọi người cũng xa cách nàng, ngay cả Lý Linh Nhi vốn như hình với bóng với nàng giờ cũng không thèm để ý. Tới, Ngô Thái Vân một mình một chén ngồi trên giường ăn cơm, nghe mọi người nói cười cười thật là náo nhiệt, thậm chí Lý Linh Nhi còn bị Lâm Tiểu Trúc trêu chọc mấy câu mà bật cười, nàng càng thêm oán hận Lâm Tiểu Trúc, hận không thể tìm một nơi vắng vẻ mà cho Lâm Tiểu Trúc một trận. Ăn cơm xong không bao lâu, Ngô Thái Vân chợt thấy bụng không ổn, liên tục hướng nhà vệ sinh mà chạy. Ngô Thái Vân, ngươi không thoải mái sao, có cần báo Mai quản sự cho ngươi xem bệnh cho ngươi không? Lâm Tiểu Trúc vừa cùng mọi người trò chuyện, vừa thân thiết hỏi, không cần ngươi giả vờ hảo tâm, ta có bệnh chết cũng không liên quan tới ngươi. Ngô Thái Vân đang tức giận, lại bị Tiêu Chảy càng thêm phiền chán, nghe Lâm Tiểu Trúc hỏi vậy lập tức giống lên, Lâm Tiểu Trúc ngươi quá tốt bụng rồi, người như thế, ngươi để tới làm gì, lòng tốt không được báo đáp à, đúng vậy, tự mình đi mật báo còn đoạt lấy vị trí trong phòng bếp của Lâm Tiểu Trúc còn hại hai vị đại ca kia bị mắng, suýt chút nữa còn bị trừ tiền tiêu vặt, người như vậy, ngươi còn nói giúp, kêu mọi người đừng truyền chuyện này ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc ngươi có lòng tốt nhưng có những người không biết tốt xấu, suy bụng ta ra bụng người a. Không trừng phạt nàng, nàng sẽ không biết hối cải đâu. Chu Ngọc Xuân lên tiếng, nghe được lời này, Ngô Thái Vân càng thêm nộ khí xung thiên, những gì Lâm Tiểu Trúc làm lúc chiều vẫn còn trước mắt, lời nói uy hiếp vẫn vang vẳng bên tai, mà nàng lại ở trước mặt mọi người ra dáng người tốt, được mọi người đồng cảm, có ai biết Lâm Tiểu Trúc âm hiểm thế nào chứ, nhưng lúc này nàng không có thời gian để cãi lại, nàng còn phải đi gặp người nổi tiếng, cũng may bệnh tình tựa hồ không nghiêm trọng lắm, đi thêm hai lần nữa thì ngừng. Ngô Thái Vân ngủ một giấc tỉnh dậy thấy mọi việc cũng ổn, nhớ lại chuyện tối qua liền quyết định phải hảo hảo trừng phạt Lâm Tiểu Trúc một phen, dù sao cũng không ai để ý tới nàng, có tới luyện công muộn một chút chắc cũng không ai biết. Nghĩ vậy, nàng đi theo mọi người ra ngoài cửa, dừng lại một chút, thấy tất cả đều đã đi xa liền vòng lại, sao vậy, đánh rơi gì sao? Lâm Tiểu Trúc cầm cây chổi quét tung cho bụi và người Ngô Thái Vân, cười tủm tỉm hỏi. Ngô Thái Vân lúc này đang tính âm thầm đánh lén Lâm Tiểu Trúc vài cái, giải mối hận trong lòng, nào ngờ bị phản công bất ngờ, không chút đề phòng, cho bụi bay đầy mắt, đau đến rơi lệ. Ngươi đừng khóc nha, ta không có trêu chọc ngươi, Lâm Tiểu Trúc tiến lên nói. Lâm Tiểu Trúc ngươi đi chết đi. Ngô Thái Vân liền theo hướng thanh âm mà đánh tới. Lâm Tiểu Trúc có nửa năm luyện công phu chạy trốn với Tần Thị, sao có thể để Ngô Thái Vân đắc thủ, liền nhẹ nhàng đào người tránh được. Ngô Thái Vân bị hụt đà, té lăn quay trên đất. Ngô Thái Vân, ta với ngươi xưa không oán, nay vô cừu, ngươi sao lại hận ta như vậy? Sáng hôm qua xúi dục Lý Linh Nhi tố giác ta, bồi biểu lại mật báo với Tần quản sự, đuổi ta ra khỏi phòng bếp, còn hại Triệu đại ca suýt bị trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Ngươi làm vậy thì có lợi gì? Ngươi là kẻ tiểu nhân âm hiểm, ngươi uy hiếp ta, đe dọa ta, còn giả làm người tốt trước mặt mọi người, phi ta không quen nhìn ngươi thì sao? Ngô Thái Vân xoa mắt đứng lên. Hôm nay nàng phải cho Lâm Tiểu Trúc một bạt tai, nếu không nàng không phải họ Ngô. Nghe nàng già mồm cãi láo, Lâm Tiểu Trúc cũng không tức giận, chẳng lẽ ngươi hãm hại ta, ta lại không được kêu mà yên lặng chịu đựng thì mới được coi là người tốt sao? Mà cho dù ta có làm vậy, ngươi chắc chắn sẽ nói ta là đứa ngốc à?
Hơn nữa, dù ta không nói ra, ngươi cho rằng mọi người không biết sao, Tần quản sự không biết, Triệu đại ca và Lý đại ca không biết, Chu Ngọc Xuân các nàng cũng không biết, mọi người chỉ cần thấy ta đi lượm củi mà ngươi ở trong phòng bếp thì dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cần gì tới ta nói, Ngô Thái Vân, ta nói ngươi chỉ là một cái túi da rỗng tuếch, ngươi lại không tin, ta với ngươi cùng một nơi đến đây, cùng ở Sơn Trang này học tập, ngươi lại ở sau lưng đâm cho ta, bán đứng hảo tâm của Triệu đại ca chỉ vì muốn tranh việc ở phòng bếp với ta, ngươi nói xem, ngươi có đầu óc có ai lại làm chuyện này không, vì chút lợi nhỏ mà bán đứng bạn cùng phòng, sau này còn có chuyện gì ngươi không làm được, công tử có lẽ sẽ lo lắng có một ngày cũng bị ngươi bán đứng để lấy lòng chủ tử mới a. Khi Ngô Thái Vân làm chuyện kia cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì ghen tị với Lâm Tiểu Trúc, lại muốn trả thù nàng chuyện buổi sáng vì nàng mà mình bị phạt, lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, trong lòng không ngừng lo lắng, hoang mang, hồi lâu mới lắp bắp nói, công tử có biết không, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, ai biết được, có điều ta đã nói mọi người trong viện đừng lan truyền chuyện này, còn về phần Tần quản sự và Triệu đại ca bọn họ ta không biết, ta đi nói với Tần quản sự và Triệu đại ca bọn họ, Ngô Thái Vân vội vàng đứng lên. Không để ý tới quần áo đang bị bẩn, Lâm Tiểu Trúc đứng ngẩn ngơ trong sân, hồi lâu vẫn chưa động cây chổi một cái, nàng với Ngô Thái Vân chẳng qua chỉ là mâu thuẫn nhỏ, tuy sử dụng chút ám chiêu làm cho nàng chịu khổ cũng bị mọi người xa lánh nhưng nàng không hy vọng nàng ta bị bán đến nơi khác rơi vào kết cục thê thảm, có câu thỏ chết thì chó săn bị làm thì, nhưng thế gian này, có nhân mới có quả, Ngô Thái Vân mật báo với Tần quản sự thì kết cục của nàng đã định, xử lý nàng thế nào thì còn tùy suy nghĩ của Viên Thiên Giã, tuy hắn khoan dung rộng lượng nhưng cũng là người nguyên tác từ việc xử phạt Viên Lâm cũng như quy định của Sơn Trang mà nhìn ra được phạm sai sẽ bị phạt, nên phạt thế nào thì phạt thế đó, một chút tình cảm cũng không có, nếu nàng ở vị trí Viên Thiên Giã, nàng có dễ dàng tha thứ, có dung được một thuộc hạ không biết sẽ bán đứng mình lúc nào không, khi mọi người quay lại, Lâm Tiểu Trúc không thấy Ngô Thái Vân, nàng lén lút hỏi Tô Tiểu Thư, Ngô Thái Vân đâu? Không cùng mọi người luyện công sao, Tô Tiểu Thư nhìn nàng lắc đầu, không có, sáng sớm đã không thấy nàng, xảy ra chuyện gì, không có gì, Lâm Tiểu Trúc cười cười, vừa dứt lời đã nghe tiếng Viên Thập Lâm Tiểu Trúc công tử tìm ngươi, chương 36, kết quả Lâm Tiểu Trúc không để ý tới ánh mắt của mọi người, nhíu mày suy nghĩ, Viên Thiên Giã sai Viên Thập đến gọi nàng. Hiển nhiên là có liên quan tới Ngô Thái Vân nhưng hắn muốn gì đây, đi theo Viên Thập đến viện của Viên Thiên Giã, Lâm Tiểu Trúc thấy hắn vẫn ngồi trong rừng trúc uống trà, chẳng qua trên người không mặc y bào màu trắng tao nhã nữa mà là màu lam hắn thích nghe Viên Thập bẩm báo, Viên Thiên ngẩng đầu. Hai mắt sáng như sao nhìn thẳng Lâm Tiểu Trúc mà không nói lời nào, Lâm Tiểu Trúc không ngẩng đầu lên, thực tiêu chuẩn hành lễ, ra mắt công tử, nói xong lại cúi đầu đứng một bên, không lên tiếng, thấy Lâm Tiểu Trúc biểu hiện như thế, Viên Thiên Giã hài lòng lên tiếng, ta nghe nói Ngô Thái Vân hại ngươi rất nhiều, chẳng những làm ngươi bị phạt ở lớp học viết chữ, ngay cả công việc ở phòng bếp cũng bị nàng giật mất, hiện tại ta đã bắt nàng lại, xử trí thế nào? Thì ta muốn nghe ý kiến của ngươi, xử trí hạ nhân như thế nào, công tử đã có chủ trương, Tiểu Trúc sao có tư cách xen mồm vào, Lâm Tiểu Trúc vẫn cúi mặt, bình tĩnh trả lời, Viên Thiên Giã giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, ngươi không muốn ta nghiêm trị nàng để chút giận sao, Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn hắn, thấy hắn khóe miệng loan loan, hai mắt tỏ sáng như đứa nhỏ làm chuyện tốt đang chờ người lớn khen ngợi. Không khỏi có chút buồn cười, không dám phiền công tử lo lắng, Tiểu Trúc đã chút giận cho mình rồi, hừ, nếu bị biểu tình này của hắn lừa gạt thì nàng đã uổng phí hai đời làm người rồi, tiểu hồ ly này chẳng qua muốn biết ý nghĩ thực sự trong lòng nàng mà thôi, muốn xem nàng bỏ đá xuống giếng hay là tha thứ cho Ngô Thái Vân, qua đó biết được tâm địa nàng thế nào, giống như nhớ tới chuyện Lâm Tiểu Trúc đã làm, Viên Thiên Giã bật cười thành tiếng, biểu tình cực kỳ vui sướng, thanh âm réo rắt như tiếng suối, rất dễ nghe, rất cuốn hút, Lâm Tiểu Trúc bị hắn
ảnh hưởng, cũng nhịn không được mà mỉm cười, thấy hắn tâm tình tốt, Lâm Tiểu Trúc liền nói ra thỉnh cầu của mình, nhưng nếu công tử thực muốn nghe ý kiến của Tiểu Trúc mong công tử khi xử lý Ngô Thái Vân có thể thủ hạ lưu tình, nếu thực sự muốn bán nàng thì xin công tử chọn nơi tốt một chút. Viên Thiên Dã cầm bình trà, chậm rãi rót cho mình một ly, người cũng biết quy định của Sơn Trang, cầu tình cho đồng bạn phạm sai là nghi ngờ quyết định của chủ tử, sẽ bị phạt, nếu ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi, ngươi có bằng lòng chịu phạt? Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, công tử hỏi Tiểu Trúc, Tiểu Trúc chỉ nói suy nghĩ của mình, điều này sao có thể tính là cầu tình, ha ha ha. Viên Thiên Dã lại bật cười thành tiếng lần nữa, nói có lý, vậy thì không tính nữa, nói xong lại hỏi, sao lại có ý nghĩ như thế? Lâm Tiểu Trúc cúi mắt, thanh âm thanh thúy nói, thỏ chết cáo cũng bị nấu. Viên Thiên Dã co rút ánh mắt, thu hồi tươi cười, lẳng lặng chăm chú nhìn Lâm Tiểu Trúc, hồi lâu mới cúi mắt nhìn ly trà trong tay, khóe miệng cong lên, tựa tiếu phi tiếu nói, người cũng biết không có quy củ tất sẽ loạn, chuyện Ngô Thái Vân đã làm, không có chủ tử nào dễ dàng cho qua, ta không định bán nàng nhưng phạt roi là không thể tránh khỏi. Viên Thiên Dã tuy vẫn phúc hắc như thế nhưng hôm nay hắn cười trông rất đáng yêu, xử trí Ngô Thái Vân cũng xem như đã quá khoan dung. Lâm Tiểu Trúc quyết định nịnh nọt hắn một chút, công tử độ lượng là phúc của chúng ta. Viên Thiên Dã vui vẻ tươi cười đứng lên, người đi theo ta, nói xong liền đi về phía cửa viện, Lâm Tiểu Trúc không chút do dự mà nối gót theo sau, ra khỏi cửa viện, đi qua một cây cầu nhỏ, đến một viện khác, Lâm Tiểu Trúc ngoài ý muốn nhìn thấy Mai Quản sự và Nguyễn Giáo Tập cùng hai bà tử phụ trách phân cơm cũng đang ở trong này, có lẽ đã có người thông truyền nên các nàng đều từ trong phòng ra ngoài, hành lễ với Viên Thiên Dã. Viên Thiên Dã hơi gật đầu chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói, Mai Quản sự, ngươi mang nàng đi vào, dạ Mai. Quản sự ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái rồi quay người đi vào sương phòng, Lâm Tiểu Trúc vội vàng đuổi theo, vào phòng, đúng như Lâm Tiểu Trúc dự đoán, Ngô Thái Vân đang bị trói tay sau lưng cột vào một cây cột, tóc tai, quần áo có chút hỗn độn, ánh mắt hồng hồng, không ngừng rơi lệ, có lẽ vì quá sợ hãi nên cả người run rẩy, nếu không bị tối e là không thể đứng nổi. Nghe được tiếng bước chân, Ngô Thái Vân quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc thì hai mắt sáng ngời, lộ rõ vẻ tức giận và phẫn hận, nàng nhìn Mai Quản sự, nhếch miệng nhưng không dám lên tiếng. Mai Quản sự thản nhiên nói, được rồi, muốn nói gì thì các ngươi mau nói đi. Ngô Thái Vân vừa nghe, giống như đã nghẹn lâu ngày, lập tức la lên, Lâm Tiểu Trúc kẻ tiểu nhân âm hiểm này, ngươi tới làm gì, được lắm, thấy ta chết, ngươi hài lòng chứ, ngươi hãy đợi đó, Ngô Thái Vân ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc thở dài, Ngô Thái Vân này, không biết đầu óc chắc không bình thường, nàng làm sai nhưng luôn không nhận ra mà luôn đổ hết mọi sai lầm lên đầu người khác. Lúc này, nàng cũng hiểu được dụng ý của Viên Thiên Dã, nhướng mày nói, Ngô Thái Vân, ta thực không hiểu, ngươi làm sai nên mới bị trừng phạt, vì sao lại hận ta, ngươi có ngày hôm nay cũng không phải do ta làm hại, nếu không ngươi ta sao có thể như vậy. Không có ngươi ta làm sao có thể như vậy, Ngô Thái Vân cảm xúc kích động, gào khóc không ngừng, rồi như nghĩ tới chuyện gì mà ngừng khóc, nhìn chằm Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc có phải ngươi có thể nói chuyện với công tử không, ngươi thay ta cầu tình với công tử đi, sau này ta sẽ không bao giờ oán trách ngươi nữa, thực sự ta sẽ đối với ngươi giống như thân tỉ muội. Không bao giờ để người khác khi dễ ngươi, ngươi mau thay ta cầu tình với công tử đi, cầu ngươi. Lâm Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười, Ngô Thái Vân này thật là cầu xin người ta mà bộ dáng vẫn cao cao tại thượng như thế, thực không biết cha mẹ nàng đã dạy nàng thế nào nữa. Ta sẽ đi nhưng có thể gặp được công tử hay không, ta không biết. Lâm Tiểu Trúc không nhiều lời vô nghĩa nữa, xoay người đi ra ngoài. Viên Thiên Dã để nàng đi vào chính là muốn cho Ngô Thái Vân thêm một cơ hội, xem nàng có biết cái sai của mình không. Nếu nàng vẫn nghĩ đến tình nghĩa mà Ngô Thái Vân lại luôn ghen tị nhắm vào nàng thì nàng ta không thể cứu được rồi. Ra đến bên ngoài, Viên Thiên Dã đưa nàng đến chính sảnh. Viên Thiên Dã ngồi yên, không biết đang nghĩ gì, thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào,
hắn chỉ liếc nhìn một cái, bây giờ ngươi vẫn kiên trì với ý định vừa rồi sao? Dạ, Lâm Tiểu Trúc nói, Viên Thiên Giã ngẩng đầu nói với Mai quản sự, ngươi đi nói với Ngô Thái Vân, lẽ ra nàng phải bị bán đi nhưng Lâm Tiểu Trúc thay nàng cầu tình, vì vậy chỉ phạt đánh 20 roi, thực hiện trong Lan Cúc Viện ở trước mặt mọi người để gian đe. Mai quản sự lĩnh mệnh rời đi, hắn lại quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, mặc dù ngươi không phạm tội cầu tình nhưng lại nghi ngờ quyết định của bản công tử, phạt ngươi mỗi ngày sau giờ cơm chiều đến viện của bản công tử, đổ đầy nước trong viện, có phục hay không? Tiểu Trúc khâm phục, ân, đi thôi. Viên Thiên Giã phất phất tay, Lâm Tiểu Trúc cung kính thi lễ rồi lui ra ngoài, ngửi mùi hoa quế trong viện, cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Sau chuyện này, các nữ hài tử chắc sẽ biết mà không tùy hứng làm bậy, thu liễm các động tác nhỏ, nàng cũng sẽ có những ngày tháng yên ổn. Chương 37, phát hiện ngoài ý muốn. Quả nhiên, nội dung học quy củ chiều hôm đó chính là xem Ngô Thái Vân chịu phạt. Mai quản sự liệt kê những lỗi lầm của Ngô Thái Vân từ lúc mới tới Sơn Trang đến nay, rồi tuyên bố hình phạt. Hai bà tử liền lập tức thi hành án, kỹ thuật đánh người cũng rất cao siêu. Ngô Thái Vân đau đến khóc kêu cha gọi mẹ nhưng khi nàng được đưa về phòng ngủ lại không hề thấy một vết thương ngoài da nào, tuy vậy nàng phải nằm liệt giường tới 5 ngày sau mới dậy nổi. Mà trong thời gian này, Mai quản sự chỉ định Chu Nhị Ni chăm sóc cho nàng, đã có gương để nhìn, nên Chu Nhị Ni dù trong lòng rất bất mãn Ngô Thái Vân cũng không dám có chút lơ là, dù sắc mặt không hòa nhã lắm nhưng hầu hạ cũng rất chu đáo, đem tất cả những gì học được từ Nguyễn giáo tập ra dùng hết. Các nữ hài tử biết nhất cử nhất động của mình đều bị Viên Thiên Giã giám sát liền thành thật hẳn, Ngô Thái Vân cũng thành thật hơn, trong lòng nàng nghĩ thế nào, Lâm Tiểu Trúc không biết nhưng ngoài mặt nàng ta luôn tươi cười với nàng, sau khi xuống giường còn giúp đỡ người này người kia, Lâm Tiểu Trúc rất hài lòng với hiện tại, mặc kệ mọi người có thật lòng hay không nhưng trong phòng đã không còn không khí dương cung bạt kiếm nữa, ai nấy đều hòa hòa khí khí, vậy là tốt rồi. Mấy ngày sau đó Lâm Tiểu Trúc không nhìn thấy Viên Thiên Giã, ngay cả đám người Viên Lâm, Viên Thành cũng không thấy đâu, có lẽ bọn họ đã rời khỏi Sơn Trang. Quan sát tình huống, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy nàng không sợ đến viện của hắn gánh nước nhưng tiểu hồ ly kia đã thành tinh, nàng lại ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Không chừng ngày nào đó nàng sẽ rơi vào bẫy của hắn, có hắn bên cạnh, nàng phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, còn bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể sống yên ổn qua ngày, tuy nhiên nàng vẫn không thể trở lại phòng bếp làm việc, tần quản sự cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ sai một nữ tử khác thay nàng và Ngô Thái Vân. Lâm Tiểu Trúc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng lạc thú khi đi lượm củi đã làm nàng nhanh chóng quên đi chuyện này, tuy lúc trước nàng xuyên đến nơi thâm sơn, lại đúng vào tháng 2, thời điểm đầu xuân se lạnh, sau 6 tháng ngây ngốc ở Hạ Gia Thôn thì đến đây cho nên nàng vẫn chưa biết mùa thu ở trong núi là thế nào, mà đám nữ tử này đều sinh trưởng ở trong núi, từng trải qua nhiều mùa thu trong núi, biết quả nào ăn được cái gì ăn ngon. Lâm Tiểu Trúc lại là người thích ăn, giờ có nhiều thức ăn tươi ngon đang đợi nàng thưởng thức sao mà không cao hứng cho được, cho nên lúc lượm củi là thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất, nàng có thể cảm giác khối thân thể này cực kỳ có vị giác, cực kỳ mẫn cảm, nàng liền học theo thần nông nếm trăm loại cỏ, còn nàng thì ăn quả dại, nàng biết muốn trở thành một đầu bếp giỏi thì phải trải qua học nghề, tuy hiện tại nàng không có cơ hội học nấu ăn nhưng cũng cần có sự chuẩn bị trước. Hôm nay, sau khi lượm đủ số củi, nàng liền bắt đầu việc thưởng thức mỹ vị, vừa đi lên núi hái quả dại, vừa đưa vào miệng nếm thử, dù mấy thứ quả dại này đều ăn được nhưng nàng biết có những loại, nếu ăn một mình thì không sao nhưng ăn cũng lúc hai thứ sẽ nảy sinh phản ứng hóa học gây ra độc tố, thậm chí có thể dẫn đến tử vong, cho nên nàng chỉ là nếm thử chứ không dám ăn bừa bãi vào bụng, những quả dại đã ăn qua, nàng sẽ không lặp lại lần nữa, trừ phi nàng không nhớ hương vị của nó nhưng nàng lại có đầu óc thông minh.
minh, trí nhớ siêu phàm, nên những gì đã thử qua đều không quên, cũng vì thế mà nàng ngày càng khó tìm những loại quả mới. Tiểu thư, loại này chúng ta chưa ăn qua, chúng ta hái một ít về hỏi có thể ăn được hay không nha. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy một loại trái cây hồng hồng ở đầu cành đang đung đưa trong gió, bộ dáng cực kỳ mê người liền kích động kêu lên. Không nghe tiếng đáp lại, nàng quay đầu mới phát hiện ngoại trừ cây cối chỉ có một mình nàng. Lâm Tiểu Trúc thở dài, lại bị lạc, lúc trở về thế nào cũng bị Tô Tiểu Thư mắng, lần nào nàng cũng chỉ lo hái trái dại mà lạc mất Tô Tiểu Thư. Có điều trên núi này không có dã thú gì, ở mắt cá chân của nàng vẫn còn hai cái xà dược hạ sơn, cho tục ngữ nói tháng 7 ong vàng, tháng 8 rắn, lúc này đang là tháng 9, rắn bắt đầu ngủ đông nên không có nguy hiểm. Nhớ tới hạ sơn, Lâm Tiểu Trúc cười cười, ở bên ngoài tình cờ gặp được hắn hai lần, hắn vẫn trầm mặc ít lời như cũ, thấy nàng chỉ nhếch môi cười, nàng cũng đã quên mất thanh âm của hắn như thế nào rồi. Ngừng suy nghĩ miên man trong đầu, Lâm Tiểu Trúc đi về phía chùm quả dại, nàng phải hái rồi nhanh chóng quay về, nếu không sẽ bị Tô Tiểu Thư mắng chết. Rầm một tiếng, dưới chân bỗng nhiên hụt hẫng, cả người từ từ rơi xuống. Trong lòng thầm nghĩ, không xong rồi, mạng nhỏ chắc phải mất ở chỗ này rồi. Ô, Phật Tổ, Thượng Đế, Thánh Chủ, các vị đại thần, có thể cho ta chết xong liền quay trở lại thời hiện đại không? Cầu nguyện còn chưa hết, Lâm Tiểu Trúc đã im bặt, vừa rồi vì quá hoảng sợ nên không để ý, giờ mới thấy dù là ở trên hay dưới đều có một lớp lá khô và cỏ thật dày. Vừa rồi nàng rơi xuống lại giống như trượt dốc mà thôi, lúc này ngoại trừ tóc và quần áo có dính cỏ khô thì toàn thân không có thương tổn gì, xuyên về thời hiện đại lại càng không. Hô, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực, nàng ở thời hiện đại đã chết, muốn quay trở về khó còn hơn lên trời a, vẫn phải chấp nhận ở lại nơi này làm nô dịch cho Viên Thiên Giả a. Bình ổn cảm xúc, Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, đánh giá tình hình, tìm cách đi lên, không thể ở trong này cả đêm được. Đột nhiên nghe được tiếng nước chảy, nơi này là chân núi, lẽ ra không có nước mới đúng, chẳng lẽ có sông ngầm. Nàng tò mò đi về phía trước vài bước liền phát hiện một cửa động, tiếng phát ra từ đó. Lâm Tiểu Trúc do dự một chút rồi vẫn đi về phía trước nhìn thử. Kiếp trước xem mấu tiểu thuyết võ hiệp vẫn thường thấy ở trong sơn động phát hiện được võ lâm bí tịch, nếu đúng là vậy thì tốt rồi, trước tiên lặng lẽ luyện được một thân tuyệt kỹ trước, sau đó đả bại Viên Thiên Giã rồi ngao du giang hồ. Nếu bổn cô nương cao hứng, có thể xem xét thu hắn làm trai bao a. Vừa tưởng tượng, Lâm Tiểu Trúc vừa cẩn thận đi vào sơn động, bên ngoài cửa động không có gì khác thường, không có cây cối rậm rạp hay động vật nguy hiểm, nhiều hòn đá to nhỏ nằm rải rác hai bên cửa động, lối vào bằng phẳng. Không có gì bất đồng với các sơn động khác, bằng phẳng, rốt cuộc Lâm Tiểu Trúc cũng đã phát hiện ra sự bất thường, không chỉ là bằng phẳng mà ngay cửa động còn có tảng đá dùng làm bậc thang, đoán đúng rồi, chắc chắn có người từng ở đây. Lâm Tiểu Trúc do dự hồi lâu mới quyết định đi vào tìm hiểu đến tận cùng, nếu thực sự có võ công bí tịch mà nàng lại nhát gan không vào thì chẳng phải ngốc lắm sao. Tự động viên bản thân xong, Lâm Tiểu Trúc liền chậm rãi đi vào, một lát sau nàng đưa tay vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm. Không có như nàng tưởng tượng, bốn vách tường trống trơn, chính giữa trống rỗng, cái gì cũng không có, a cái gì kia. Lâm Tiểu Trúc hưng phấn tinh mắt nên nàng phát hiện trên vách tường có một hàng chữ, chẳng lẽ là bí tịch thật. Luôn nghĩ tới chuyện phát tài nên nàng quên cả sợ hãi, lập tức tiến tới gần để xem, a từ nơi này có thể đi tới trấn nhỏ. Lâm Tiểu Trúc la lên, trên vách tường không có khắc võ công bí tịch già mà chỉ là một bản đồ giản dị. Nói đơn giản là vì chỉ là một tuyến đường, đầu này viết sơn động, đầu kia viết thanh khê trấn, bên cạnh còn chú thích cách nhau nửa dặm, tuy chữ viết đã bị thời gian ăn mòn nhưng nhìn vẫn khá rõ. Chương 38, xuất khẩu thanh khê
chấn, Lâm Tiểu Trúc không kiềm được phấn khích, nếu động này có thể thông ra bên ngoài, vậy nàng từ đây mà trốn đi thì có thể thoát khỏi sự khống chế của Viên Thiên Giã rồi. Nghĩ nghĩ, nàng lắc lắc đầu, trong ấn tượng của nàng, cổ đại quản lý hộ tịch cũng rất nghiêm khắc, nô bộc bỏ trốn sẽ bị trừng phạt rất nặng, mà nàng chỉ dựa vào hai chân để chạy thì sao thoát khỏi thiên la địa võng của tiểu hồ ly Viên Thiên Giã kia, hơn nữa trên người nàng còn có mấy chục đồng tiền, chạy trốn thế nào cũng phát ra tiếng, nàng lại tay chân mềm yếu, một nam tử thành niên cũng có thể bắt được nàng, dù là cổ đại hay hiện đại thì người xấu vẫn rất nhiều. Không chừng rời khỏi hang sói lại xa chân vào hang cọp, ít ra đến giờ Viên Thiên Giã vẫn là một chủ tử khá tốt, cho nàng một cuộc sống khá thoải mái, tuy biết heo trước khi bị giết cũng được nuôi cho mập nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với sống trong vận mệnh đau khổ mãi mãi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc quyết định tạm thời không nghĩ tới chuyện chạy trốn, có lẽ đây cũng là một cái bẫy của Viên Thiên Giã, muốn thử xem sau khi các nàng phát hiện ra sơn động có bỏ trốn hay không, chỉ cần các nàng rời đi thế là xong đời. Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc, xa xa vang lên thanh âm lo lắng của Tô Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng chạy tới chỗ mình bị rơi xuống, phát hiện bên cạnh có bậc đi lên như cầu thang, hai ba bước là đã tới trên, vội vã dùng cỏ khô lấp động lại rồi chạy về phía thanh âm của Tô Tiểu Thư. Dù không nghĩ tới chuyện bỏ trốn nhưng từ sau khi phát hiện ra sơn động kia, Lâm Tiểu Trúc luôn rất tò mò, muốn thử xem con đường kia sẽ dẫn tới đâu, nếu thực sự thông đến trên trấn thì ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt a. Từ lúc xuyên tới đây, nàng hoàn toàn không biết gì cả, không biết đang ở triều đại nào, nếu ngày nào đó có cơ hội rời đi thì cũng coi như nàng đã có sự chuẩn bị nha. Hơn nữa Viên Thiên Giã khoan dung với Ngô Thái Vân không phải vì mềm lòng, càng không phải vì nể mặt nàng mà do Ngô Thái Vân vẫn còn chút tác dụng. Lâm Tiểu Trúc tự nhận mình thông minh hơn Ngô Thái Vân, dù Viên Thiên Giã có bắt được thì cũng sẽ vì nàng hữu dụng mà không bán nàng tới nơi không tốt, càng nghĩ càng không thể kiềm nén được ham muốn khám phá con đường kia trằn trọc suốt ba ngày, ngay cả Tô Tiểu Thư cũng nhận ra nàng có gì khác thường. Ngươi làm sao vậy? Lâm Tiểu Trúc quyết định thử một lần, đầu tiên nàng không đi cùng Tô Tiểu Thư nữa, mỗi ngày nàng đều đề nghị chia ra đi lượm củi, mà đám con gái ở phòng bên vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng không tụ lại một chỗ như trước, lâu nay ở trên núi cũng không gặp nguy hiểm gì nên Tô Tiểu Thư cũng không thèm để ý tự đi lượm củi một mình. Giải quyết xong Tô Tiểu Thư, Lâm Tiểu Trúc bắt đầu hành động, tuy Viên Thiên Giã không ở trong sơn trang nhưng nàng vẫn không dám lấy tiền giấu trong hốc tường ra để tránh đả thảo kinh xà. Ngày đó, sau khi lượm củi xong, nàng nói với Tô Tiểu Thư là đi hái trái dại rồi bắt đầu hành động. Đầu tiên nàng cố ý đi sai hướng một đoạn rồi lặng lẽ trốn đi, nhìn xem có ai đi theo không. Nàng biết nếu Viên Cửu bọn họ muốn theo dõi nàng thì chút tiểu xảo của nàng chẳng ăn thua gì, tuy vậy cẩn thận vẫn hơn. Xem xét hai lần, ngoài trừ gió thổi chim hót thì không có động tĩnh nào khác, Lâm Tiểu Trúc lập tức chạy về phía cửa động, tới gần, nàng còn trốn thêm lần nữa. Sau khi xác định là không có ai mới xốc cỏ khô lên, đi vào sơn động vẫn như khi nàng rời đi, Lâm Tiểu Trúc lấy từ trong lòng ra một cây đuốc trộm được, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi dứt khoát đi vào trong, đã xác định tư tưởng rồi thì nàng không có gì phải do dự nữa, dù sao đi một lần cũng không đi hết, cho nên nếu có gì đó không ổn hoặc quá sợ hãi, nàng sẽ lập tức rời khỏi, không nghĩ ngơi gì nữa. Đi thêm vài bước, tiếng nước chảy nghe càng rõ, lúc này ở hiện đại khoảng 3-4 giờ chiều, ánh mặt trời chiếu vào cửa động, soi rõ lối đi kéo dài cả thước về phía trước, bên cạnh đường đi là một con suối nhỏ không sâu lắm đang xuôi chảy, lẽ ra trong sơn động phải là một mảnh tối đen nhưng cứ đi được một đoạn, khi tưởng chừng như ánh sáng sắp biến mất thì cách đó không xa lại có ánh sáng chiếu vào, ánh sáng chiếu rọi làm người ta quên đi sợ hãi. Lâm Tiểu Trúc đi thêm một đoạn nữa thì thấy trên đỉnh đầu hình như cũng có một cửa động, ánh mặt trời xuyên qua cỏ dại phản chiếu lên vách tường, làm cho lối đi của nàng cũng được soi sáng. Lại đi thêm một đoạn ngắn nữa,
lại thấy một cái cửa động trên đỉnh đầu, Lâm Tiểu Trúc biết mình không có nhiều thời gian nên cước bộ cũng nhanh hơn, chiếu theo bản đồ giản dị trên tường thì Lâm Tiểu Trúc đi cũng đã được nửa đường, liếc nhìn thấy ánh mặt trời phản chiếu trước cửa động, soi rõ một vách tường trong suốt, nàng vội đi nhanh tới đó, đưa tay sờ thử rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện ra mình như ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy phía trên là bầu trời tròn tròn, chẳng lẽ đây là một cái giếng cạn, Lâm Tiểu Trúc đánh giá vách tường, rất nhanh phát hiện bên trên có đóng mấy cái đinh sắt, chắc để tiện cho việc leo lên, chuyện đã làm tới bước này, cho dù Viên Thiên Giã có đặt bẫy phía trên, Lâm Tiểu Trúc cũng chấp nhận, nàng nghe ngóng động tĩnh phía trên một chút rồi từng bước leo lên, lên đến trên, Lâm Tiểu Trúc nhô đầu đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này hình như là hậu viên của một nhà nào đó, sân không lớn nhưng cũng khoảng 80-90 mét vuông, trong viện cỏ dại tùm, phòng ốc rách nát, cách đó không xa còn có một cái cuốc sắt hoen dỉ loang lổ, dường như nơi này đã lâu không có ai ở, nàng nhanh chóng leo lên, đi một vòng trong sân rồi đến bên cửa, đưa tay cẩn thận đẩy cánh cửa, đại môn có khắc hình hỉ thước đùa mai mở ra cho bụi bay mù mịt, trong phòng ngoại trừ một cái bàn dài, hai cái ghế bành thì không có gì nữa, đi vào phòng, mở ra một cánh cửa khác thì thấy một cái sân lớn hơn sân sau nhiều, phía đông còn có một cây hòe cổ thụ, phía tây có một cái giếng, vài bụi cúc dại màu tím mọc lan tràn, chương 39, lão đầu nhi Lâm Tiểu Trúc đi xuyên qua sân, mở cánh cửa ra trước mắt lại mà một gian phòng, chia làm hai xương phòng trái phải, nàng do dự một chút rồi đẩy cửa của cả hai xương phòng ra, bên trong cũng đầy cho bụi, chỉ có mấy tấm ván ghép thành cái giường, thêm một cái bàn, một cái ghế dựa, Lâm Tiểu Trúc rất sợ sẽ nhìn thấy trên cái giường kia sẽ có ai đó, cũng may cái gì đều không có, đi xuyên qua xương phòng lại đến một cái sân, tiếp theo là một cái cửa, lúc này Lâm Tiểu Trúc nghe được tiếng người bên ngoài, nhóc con, thoáng cái đã không thấy ngươi, ngươi trốn chỗ nào hả, coi chừng cha ngươi trở về đánh gãy chân ngươi, một lão phu nhân đang mắng chửi cùng tiếng khóc của trẻ con, trương bà, ngươi lại đánh đứa nhỏ, thế nào con dâu ngươi về cũng gây sự với ngươi cho xem, thanh âm trêu tức của một nam nhân truyền đến, đại ngưu, ngươi đang trên đường hả, ngươi gặp cha A Bảo thì nói hắn đừng quên ta đã dặn hắn mua cái gì, phụ nhân lên tiếng ân, ta nhớ rõ, thanh âm nam nhân kia xa dần, lão phụ vừa mắng đứa nhỏ vừa đi vào căn phòng cách đó không xa, thanh âm chửi rủa cùng tiếng khóc trẻ nhỏ vẫn nghe rất rõ, nơi này đúng là một tiểu trấn, Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ, đã biết đường đi, nên khi quay về cũng sẽ nhanh hơn, Lâm Tiểu Trúc quyết định quay về trước ngày mai lại đến tham quan tiểu trấn, theo đường cũ trở lại núi, che giấu động khẩu xong, Lâm Tiểu Trúc liền đi tìm Tô Tiểu Thư, nhìn thấy nàng cùng đám người Chu Ngọc Xuân đang đứng dưới tán cây nói chuyện phiếm ăn quả dại, xoay người nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền vui vẻ vẫy tay với nàng, sao hôm nay ngươi về sớm vậy, bình thường ở trên núi tới giờ cơm chiều cũng không chịu về à, như thế nào, ngươi có ý kiến gì, Lâm Tiểu Trúc cũng chọc lại một câu rồi nhanh chân chạy xuống, nhận quả dại Chu Ngọc Xuân đưa cho bỏ vào miệng, đúng là trên trời một ngày, hạ giới một năm, nàng vừa rồi đi thám hiểm một lát lại giống như trải qua cả một thế kỷ nhưng với đám người Tô Tiểu Thư thì chỉ là một hồi tán gẫu mà thôi, nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc lại thấy vui mừng, vận khí của nàng luôn rất tốt, người ta chết đi phải xếp hàng đầu thai, còn nàng thì xuyên đến nơi này, lại để nàng tìm được đường đến Thanh Khê Trấn, ngày hôm sau, Lâm Tiểu Trúc trở lại cái sân hoang vu kia lần nữa. Lúc này vì biết không có nguy hiểm nên không có cẩn thận như trước, chỉ tốn một ly trà nhỏ đã tới nơi, nàng mặc bộ quần áo mang theo từ hạ gia thôn, đến xương phòng trong viện, nhanh chóng quét dọn vệ sinh, thay đổi quần áo, lau đi bụi bặm trên mặt, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi chuẩn đi ra, nàng nhớ rõ bên chỗ miệng giếng có bức tường đổ, như vậy có thể từ đó mà đi ra ngoài, có điều cửa lại khép hờ, nàng thử mở quả nhiên lôi kéo
kéo một cái liền mở được, trong lòng rất mừng, thật tốt, không cần tìm cách giải thích vì sao nàng lại vào được. Ngoài cửa là một con đường nhỏ lát đá tảng, dọc theo đường vòng qua một gốc cây đại thụ mới thấy được những nhà khác, bên đường có mấy tòa nhà không lớn lắm, có tường bao quanh nhưng sạch sẽ, cho thấy nơi này là khu bình dân, những nhà này đều đang đóng cửa, chỉ nghe được tiếng nói chuyện phía bên kia tường. Lâm Tiểu Trúc nhìn mấy cọng cỏ khô bay trong gió, lòng bỗng nhiên thấy rất vui vẻ, nàng rất thích không khí tự do mà yên tĩnh ở đây, trước mỗi nhà đều có một ngõ nhỏ, Lâm Tiểu Trúc đến cạnh ngôi nhà gần nhất, chợt nghe thanh âm huyên náo bên ngoài hàng rào, thì ra phía trước chính là một con phố náo nhiệt, tuy nơi này chỉ là một trấn nhỏ nhưng phố xá lại rất náo nhiệt, bên đường có nhiều cửa hàng buôn bán đủ loại hàng hóa, có người mặc tơ lụa gấm vóc, có người mặc vải thô áo xanh, nhưng dù ở giai cấp nào thì trên mặt đều tràn đầy vẻ yên tĩnh và thỏa mãn, có thể thấy được thời đại mà nàng xuyên qua này khá giàu có, đông đúc và tường hòa. Lâm Tiểu Trúc khóe miệng cong lên, nàng chậm rãi đi dạo trên đường, hỏi thăm giá cả các mặt hàng, nàng muốn biết 250 văn tiền bán thân kia có bao nhiêu giá trị. Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng ồn ào, thanh âm một phụ nhân vang lên đinh tai nhức óc, đến chỗ ta ăn đồ ăn ngon nhất, uống loại rượu tốt nhất, lại nói không có tiền, không có tiền còn chưa tính, ngươi là một đại lão gia lại say tới mức ngã nhào vào người ta, ta là nữ nhân, lại chỉ là kẻ mua bán nhỏ. Không thể nào chứa chấp hắn được, đến, mọi người giúp ta nâng hắn ra ngoài đi. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một quán rượu nhỏ, thanh âm phụ nhân kia chưa dứt đã có 2-3 nam nhân khiêng một người từ trong quán đi ra thẳng về hướng nàng rồi thả người kia dưới gốc cây đại thụ, sau đó bỏ đi. Ngươi, các ngươi sao, có thể đối đãi với ta như thế, nên biết ta là ai, ai nói ta không có tiền, ta đào cho ngươi xem. Người kia gương mặt đỏ bừng, xem ra đã uống rất nhiều rượu, hắn nhắm mắt, đưa tay vào lòng lục lọi một hồi rồi ngẩn ngơ, lào bào còn, thật đúng là không còn đồng nào, dừng một lát lại lầu bầu tiểu nghiên, ngươi là đồ khốn khiếp, ngươi dám đem quăng ra, còn tính làm gì nữa hả? Lâm Tiểu Trúc yên lặng nhìn người kia, hai mắt mở lệ, người kia là gia gia của nàng mà, là gia gia yêu thương nàng nhất, sủng ái nàng nhất ở kiếp trước, tuy người này mặc đồ cổ trang nhưng mắt kia, mũi kia, khuôn mặt kia chính là của gia gia kiếp trước của nàng mà. Lão nhân lẩm bẩm vài câu rồi nằm lăn ra nền đất ẩm ướt sơ bẩn, thở khò khè, người đi đường nhìn thấy đều lộ vẻ chán ghét, thà đi đường vòng, bước thêm vài bước cũng không chịu đi qua chỗ hắn. Lâm Tiểu Trúc dùng tay áo lau nước mắt, vỗ vỗ lão nhân, gia gia, người tỉnh đi. Lão nhân xua tay giống như đuổi ruồi bỏ, nghiêng người qua chỗ khác, tiếp tục ngủ. Tiểu cô nương, đây là gia gia ngươi, chủ quán rượu vẫn để ý động tĩnh bên này, thấy Lâm Tiểu Trúc xuất hiện, một nam nhân thân cao lớn chừng 30 tuổi cũng từ trong quán đi ra, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc vài lần. Không phải, Lâm Tiểu Trúc vừa rồi đã nghe lão bản nương tử quán nói lão nhân này ăn uống toàn thứ đắt nhất ở quán nàng, sợ bị đòi tiền nên vội lắc đầu, ta chỉ là thấy hắn đáng thương. Lâm Tiểu Trúc dáng người gầy yếu, quần áo trên người cũ nát, không giống với lão nhân ăn mặc tươm tất kia nên nam nhân này cũng tin lời nàng. Ngươi không phải người ở trấn ta đúng không, nhìn rất lạ mặt ta. Lâm Tiểu Trúc cúi mắt, lộ vẻ u sầu, ta tới tìm người thân, nhưng tìm tới nơi lại phát hiện không có ai ở đó, cái sân kia, sau này nàng sẽ thường tới đó nên phải tìm một lý do thích hợp, tuy rằng trên trấn có không ít người xuất hiện, không nhất định chỉ chú ý mình nàng, nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nam nhân kia không truy vấn thêm mà chỉ tay vào lão nhân nói, người tính đưa hắn đi đâu? Lâm Tiểu Trúc chỉ, nhà của thân thích ta ở bên kia, dù sao cũng không có ai ở, ta muốn đưa hắn đến, nếu không sợ lát nữa trời tối, nằm ở đây cũng không tốt, ngươi thực có thiện tâm. Nam nhân cười rồi quay đầu gọi, đại ngưu, đến giúp một tay. Một nam tử béo ục ịch từ trong tử quán chạy ra, trên vai còn vắt một cái khăn lau, có lẽ là tiểu nhị,
đến bên cạnh nam nhân, cúi đầu khom lưng nói, Lưu nhị gia, ngài gọi ta, đến đây đi, giúp đỡ mang lão nhân này đi theo tiểu cô nương đi. Chương 40-82 Lượng Đại Ngưu nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi cùng Lưu nhị gia nâng lão nhân kia lên, nhị vị đại thúc xin đi theo ta, Lâm Tiểu Trúc cảm kích dẫn đường, đi theo Lâm Tiểu Trúc xuyên qua hai ngõ nhỏ đến dưới tàng cây rong cổ thụ, Đại Ngưu kinh ngạc hỏi, tiểu cô nương, nhà ngươi ở đây sao? Không phải, Lâm Tiểu Trúc lại lặp lại những lời đã nói với Lưu Nhị Gia, Đại Ngưu biểu tình có chút cổ quái, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc rồi nhìn lão nhân, ánh mắt lóe lên nhưng cũng không nói gì. Khi Lâm Tiểu Trúc đi đến cái sân kia, đang định đẩy cửa đi vào thì hắn không nhịn được lại hỏi, đây là nhà của bà con ngươi, đúng vậy, Lâm Tiểu Trúc nhìn ra Đại Ngưu khác thường, nhớ tới lần trước đến đây, nghe lão phụ kia gọi con mình là Đại Ngưu liền hiểu được nàng không lên tiếng, có chút bất an, do dự có lẽ vậy, ra ra ta nói bên trái cửa có một cây rong cổ thụ, bên phải là một con sông nhỏ, chắc là nơi này rồi, nơi này, đã có 8 năm không có người ở, Đại Ngưu chỉ vào cây rong cổ thụ giải thích, nhà chúng ta ở bên kia, ta nghe cha ta nói, nơi này vốn là nhà của người có tiền, sau lại bị quan phủ điều tra, nói là phạm trọng tội, cả nhà già trẻ đều bị bắt giam, đã bị chém đầu vào mùa thu rồi, Lâm Tiểu Trúc kêu lên, thấy Đại Ngưu và Lưu Nhị Gia đều quay đầu nhìn nàng liền đưa tay che miệng, mắt lộ vẻ kinh hoàng, ta chấm gia ra ta nói, người ở đây là biểu huynh của bà nội ta, quan hệ xa một chút, chắc không đến nỗi bị quy vào cửu tộc. Đại Ngưu thấy Lâm Tiểu Trúc bất an thì mỉm cười lên tiếng, không sao, chuyện 8 năm trước rồi, huyện lệnh ở đây cũng đã đổi vài người rồi, người cũng chỉ là bà con xa. Không có việc gì đâu, chúng ta không nói thì sẽ không ai biết. Ba người đi xuyên qua sân đến chỗ sương phòng, Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi đẩy cửa ra. Hai nam nhân nhìn thấy vàn giường trống trơn bên trong thì sửng sốt nhưng vẫn dìu lão nhân, để hắn nằm xuống, may mắn trước khi đi, Lâm Tiểu Trúc đã lau bàn và giường sạch sẽ, nếu không không ai dám nằm lên. Đại Ngưu nhìn quanh căn phòng, cảm khái nói, lúc đó quan phủ định bán nơi này, cho nên đồ đạc trong phòng đều mang đi hết, chỉ để lại vài thứ cơ bản, nào ngờ mọi người sợ xui nên chẳng ai mua, viện này cứ thế mà bị bỏ hoang, ra ngươi đâu, Lưu Nhị Gia trầm giọng hỏi Lâm Tiểu Trúc, đã chết, Lâm Tiểu Trúc rũ mắt xuống, vậy ngươi tính sau này thế nào, ta, Lâm Tiểu Trúc nghĩ, ta còn có biểu di bà con xa, ta tính đi tìm nàng, ở đây vài ngày rồi ta sẽ đi chỗ này, nàng không thể đến thường xuyên, cũng tốt, có vị này lão nhân này, ngươi cũng bớt sợ hãi, Lưu Nhị Gia gật đầu, nhà của ta có chăn đệm dư, chút nữa ta sai người mang đến cho ngươi, cảm ơn Lưu Nhị Gia, Lâm Tiểu Trúc cảm kích nói, trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt, hai nam nhân không nói nhiều, nhìn sang cái sân thứ hai, thấy khung cảnh tiêu điều hoang vu thì thở dài một hơi rồi đi ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc nhìn lão nhân trên giường, thấy hắn đã ngủ say, quyến luyến hồi lâu mới đi ra ngoài, đến bên cái giếng, nghĩ lát nữa lão nhân tỉnh lại nhất định sẽ khát nước mà giếng này bỏ hoang lâu ngày. Không thể uống được, nàng đi vào phòng bếp, thấy bên trong ngoài trừ một bếp lò, một cái bàn thì không còn gì nữa, nàng thở dài, xoa đồng tiền trong lòng, suy nghĩ có nên mua hai cái bát, sang hàng xóm xin ít nước rồi mua chút gì đó cho lão nhân ăn, thời gian cấp bách cũng không thể nghĩ nhiều, nàng đang muốn xuất môn thì thấy Lưu Nhị Gia mang theo hai người, trong tay cầm ít đồ đi về phía bên này, nàng liền nhanh chóng đến hỗ trợ bọn họ, vào phòng. Lưu Nhị Gia phái hai người sắp xếp lại giường, cho lão nhân nằm lên, còn mình cũng đặt gì đó lên bàn, chắc chỗ ngươi không có chén đũa gì, ta đem cho các ngươi chút đồ ăn, là hai chén cơm, một chén đồ ăn, hai đôi đũa, còn có một bình nước, Lưu Nhị Gia ta thật không biết cảm tạ ngươi như thế nào mới tốt, Lâm Tiểu Trúc nhìn mấy thứ này, vô cùng cảm động, chỉ là bình thủy tương phùng nhưng Lưu Nhị Gia lại đối xử với nàng như vậy, đúng là người tốt, Lưu Nhị Gia khoát tay, gặp gỡ, có khả năng thì giúp thôi, nói xong chắp tay, chúng ta đi đây, tiễn Lưu Nhị Gia ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc đem đồ ăn và nước đặt cạnh giường,
không dám trì hoãn nữa, vội đến phòng khác thay quần áo rồi theo giếng cạn rời đi. Khi trở lại sơn trang thì đã đến giờ ăn cơm, Tô Tiểu Thư nhìn thấy nàng, mắng cho một trận, Lâm Tiểu Trúc tìm lý do qua loa giải thích lần thứ hai đi ra ngoài nhưng trong sơn trang dường như không ai biết, Lâm Tiểu Trúc thấy an tâm hơn nhiều nhưng vẫn lo lắng cho lão nhân nên ngày hôm sau lại đến chỗ cái sân kia, vừa vào sân đã nghe thanh âm bên ngoài, nơi này còn có nơi này nữa. Đều phải dọn rửa, múc nước đi, động tác nhanh lên một chút chính là thanh âm của lão nhân, mà ngoài viện tựa hồ có không ít người đang làm việc. Lâm Tiểu Trúc sừng sốt, nhìn bức tường sập rồi đi ra ngoài, dọc theo chân tường chậm rãi vòng tới cửa chính, đại môn mở rộng, có hai nam tử đang rửa sân, thấy Lâm Tiểu Trúc đi vào. Hai người chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục làm việc, không hỏi tiếng nào, Lâm Tiểu Trúc đánh giá hai người một chút rồi đi vào phòng, thấy lão nhân đang đứng trong phòng, vung tay chỉ huy, miệng không ngừng thét to, nơi này, đảo mắt thấy Lâm Tiểu Trúc cao thấp đánh giá rồi mỉm cười, người chính là tiểu cô nương mang ta trở về, tình huống này là thế nào, Lâm Tiểu Trúc chớp mắt, gật đầu, vị lão nhân này tính tình bừa bãi. Hào sảng, mà tính nàng lại tao nhã giống ra kiếp trước, thấy Lâm Tiểu Trúc gật đầu, lão nhân rất vui, nắm tay áo nàng nói, đến, ngươi xem đi, thấy chúng ta thu dọn nhà thế nào, Lâm Tiểu Trúc theo hắn đi vào sân thứ hai. Khóe miệng không khỏi co rút, cửa sổ và sân đều sạch đến không có một hạt bụi, cỏ dại trong viện cũng đã được nhổ hết, hai nam tử đang múc nước ở cái giếng bên sân, vừa rồi. Nàng không để ý hai nam nhân kia lắm, còn những người này thì từ cách ăn mặc hành vi cử chỉ, không giống hạ nhân chút nào, mà như là người làm thuê trên trấn. Lâm Tiểu Trúc quay đầu, cao thấp đánh giá lão nhân một chút, thấy kiện áo choàng màu xám hắn mặc hôm qua không thấy đâu, trên người chỉ có một bộ áo ngắn màu xanh, liền hỏi quần áo trên người ngươi đâu, lão nhân không chút để ý, vung tay lên, bán, Lâm Tiểu Trúc nghẹn họng. Không để ý lễ tiết chống nạnh, chỉ tay vào sân, hét lên, có tiền liền mướn người dọn sân sao, đúng vậy, lão nhân thực bất mãn nói, mấy tiểu tử kia gạt ta, nói kiện áo choàng đó đáng giá 5.000 lượng bạc, nào ngờ lão tử mang đến tiệm cầm đồ chỉ cầm được 100 lượng, bà nội cha nó, khi trở về ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập bọn họ, Lâm Tiểu Trúc không biết nói gì. Xem ra lão nhân nhi này không biết dân gian khó khăn thế nào, hơn nữa quần áo gì mà tới 5.000 lượng chứ, hôm qua nàng thấy kiện áo choàng kia ngay cả thêu hoa cũng không có, chẳng qua là bằng tơ lụa thôi, có gì đáng giá đâu, ngươi trả tiền cho tử quán chưa, Lâm Tiểu Trúc lại hỏi, ân, đương nhiên, đại gia ta không thể để người ta chê cười là gạt ăn gạt uống. Không những trả mà sáng nay đại gia ta còn ăn sáng ở đó, lão nhân phóng khoáng đáp, vậy ngươi bây giờ còn thừa bao nhiêu bạc, Lâm Tiểu Trúc hoài nghi hỏi, lão nhân đào đào trong lòng, lấy ra một chút bạc vụ. Híp mắt đếm, hình như còn chừng 20 lượng, Lâm Tiểu Trúc ngẩng mặt nhìn trời, nàng bán mạng cũng chỉ được 250 văn tiền đồng, mà vị đại gia này, chỉ mới nửa ngày, chỉ ăn hai bữa cơm và tìm người quét dọn phòng ở đã tiêu tốn hơn 80 lượng bạc, thế gian này còn có công đạo không, quên đi, mặc kệ, nàng cũng không năng lực đi quản, vị lão gia này chắc chắn là kẻ có tiền, so với Viên Thiên Giã có khi còn hơn, gì, không đúng nha. Nàng quay đầu, nhìn lão nhân, người quét thước phòng ở làm gì, người muốn ở chỗ này luôn sao, chương 41, dặn dò, đúng rồi, ta muốn ở đây cho đến khi có người đến tìm ta, lão nhân vuốt râu. Hừ một tiếng rồi nói tiếp bọn họ không tới tìm ra, có lý nào ra lại chủ động tìm bọn họ, ách, được rồi, Lâm Tiểu Trúc đau đầu xoay người, vậy ngài cứ ở đây đi, muốn ở bao lâu cũng được, dù sao viện này cũng bỏ trống, ta đi đây, lão nhân nhi này tuy bộ dạng giống ra kiếp trước của nàng nhưng tính tình thì khác xa vạn dặm, này uy uy, nha đầu, ngươi đi đâu, lão nhân vội vàng níu tay áo nàng, ngươi mang lão nhân ta trở về sao,
có thể chuyện gì cũng không quản mà bỏ đi chứ, tối qua còn bỏ lão nhân ta ở đây một mình, ngươi quá vô trách nhiệm rồi. Nói xong vuốt râu, Tà Nghễ liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc, tuy nhiên coi như ngươi cũng có chút lương tâm, hôm nay còn biết đến xem lão nhân ta có bị đói chết hay không. Lâm Tiểu Trúc rũ tay áo đáp, lão nhân gia ngài hiện tại đã có tiền, có thể mướn vài người giặt đồ, nấu cơm, hầu hạ ngài. 20 lượng bạc kia, nếu ngài tiết kiệm một chút thì có thể đợi đến lúc người nhà đến tìm ngươi, ta còn có việc phải làm, không thể lúc nào cũng ở đây với ngươi. Không được, ta chỉ thấy ngươi nhìn thuận mắt thôi. Lão nhân phản đối, ngươi nhìn mấy người này xem, tay chân thô thiển, ngay cả việc nặng cũng làm không xong, sao có tư cách hầu hạ ra, làm như mình được chọn để hầu hạ hắn là vinh hạnh to lớn lắm không bằng. Lâm Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười nhưng cũng rất hiếu kỳ, mở to mắt nhìn lão nhân, ngài từ đâu đến, sao có thể lạc mất người của mình, hay là ngài cho người đến nhà truyền tin để người nhà tới đón lão nhân ra người a. Lão nhân liền như khí cầu bị lủng lổ, cúi đầu hu dầu dĩ nói, ra tức giận bọn họ nên một mình bỏ đi, mướn xe ngựa chạy tới trấn nhỏ này, uống rượu trong tiểu quán cả buổi mà mấy tên tiểu tử kia vẫn chưa đến tìm ra, lúc này ra thực sự rất tức giận, hừ, lão tử sẽ ở đây. Không tìm thấy ra, xem bọn họ gấp đến mức độ nào. Nói xong lại hưng phấn lên, hắc hắc, cứ vậy mà làm đi. Lâm Tiểu Trúc không còn cách nào khác, đành chiều theo lão thôi. Có điều lão nhân này bộ dáng giống gia gia kiếp trước của nàng, có thể gặp nhau cũng xem như là duyên phận, nàng không thể bỏ mặc hắn được. Kiên nhẫn nói, vậy ngài cứ ở lại đây, có điều ngài không thể xài tiền tùy tiện được, ngoại trừ mua gạo, đồ ăn, ngài chỉ cần mua 2 bộ quần áo bình thường, mướn 2 người đến hầu hạ là được, số tiền còn lại ngài phải cất giữ cẩn thận, nếu quá nửa tháng mà người nhà còn chưa tìm được đến đây thì ngài phải mướn người về nhà truyền tin, nếu tiêu xài phung phí thì có thể phải làm ăn mày a. Ngài có bằng lòng đi xin người ta bố thí không? Nghĩ nghĩ một hồi lại bổ sung, hôm qua ngài say rượu, có Lưu Nhị gia và Tiểu Nhị ở tửu quán là Đại Ngưu Thúc đã dìu ngươi đến đây, Lưu Nhị gia còn mang chăn đệm và đồ ăn trong nhà cho ngài dùng, nếu người nhà tới đón ngài, trước khi đi ngài đừng quên đến cảm tạ Lưu Nhị gia một tiếng, nàng không biết đến lúc nào mới quay lại đây được, cho nên muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Nghe Lâm Tiểu Trúc dặn dò đủ thứ, ánh mắt lão nhân nhìn nàng càng lúc càng sáng, vui vẻ hỏi, nha đầu, ngươi lo lắng cho ta, đây không phải là trọng điểm. Lâm Tiểu Trúc âm thầm xem thường, bất đắc dĩ nói, những gì ta vừa nói, ngài có hiểu không? Hiểu được, hiểu được. Lão nhân gật đầu như trống bỏi, rõ ràng là qua loa cho xong, nhưng hai mắt lại mở to nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nhướng mi hỏi, vậy ngài nói xem vừa rồi ta đã nói những gì, nói cái gì? Lão nhân đổ giống như rất hưởng thụ bộ dáng hung tợn của nàng, cười tủm tỉm hỏi lại. Lâm Tiểu Trúc hoàn toàn bị hắn đả bại, lặp lại những lời vừa rồi một lần. Lão nhân lúc này ra vẻ thực sự ghi nhớ những lời của nàng, còn hỏi, nha đầu, nếu lão nhân ta không có tiền, ngươi có quan tâm ta không? Nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, Lâm Tiểu Trúc cúi đầu đáp, nếu thực sự có thể thì ta có ăn, nhất định sẽ không để ngươi bị đói, tiếc là ta không được tự do, không thể mỗi ngày đều đến thăm ngươi, cũng không thể mang cơm của chủ tử ban cho ta đến cho ngươi ăn. Nói xong ngẩng đầu nhìn lão nhân, mũi có chút chua xót, cho nên không thể dựa vào ta, ngài nhất định phải chiếu cố bản thân, đừng tiêu xài hoang phí. Nếu lão nhân không có nhà để về, còn nàng là người tự do thì nàng thực hy vọng có thể cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, dù sao ở thời đại này nàng cũng không có ai thân thích. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, nàng sẽ cảm thấy bớt cô đơn, nhưng nàng biết chuyện này không có khả năng, dù lão nhân địa vị hiền hách cũng nguyện ý giúp nàng chuộc thân thì Viên Thiên Dã thu mua đứa nhỏ, lại giấu nơi thâm sơn để huấn luyện chắc chắn là mưu đồ đại sự gì đó, nàng lại không biết lão nhân và Viên Thiên Dã là địch hay bạn, nếu như là địch nàng làm bại lộ sơn trang thì Viên Thiên Dã và toàn bộ đám nhỏ trong sơn trang nhất định sẽ phải chết, mặc kệ thế nào
thì Viên Thiên Dã đối với nàng không tệ, mà nàng với mấy đứa nhỏ cũng không có oán thù gì, cho nên nàng không thể vì bản thân mình mà gây hại đến bọn họ. Tuy lão nhân này tính tình y như lão ngoan đồng, 8-9 phần sẽ không tranh quyền đoạt lợi cùng Viên Thiên Dã, nhưng không có nghĩa là nàng có thể mạo hiểm, nói hết mọi chuyện của mình với hắn. Huống chi nàng còn chưa biết vì sao hắn đến đây, dù hắn không phải là kẻ địch của Viên Thiên Dã thì chưa chắc đã là bằng hữu. Nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, lão nhân cho mày, sắc mặt rất khó xem, nhưng hắn cũng không hỏi thêm, chỉ không kiên nhẫn phất phất tay, đi đi, ta sẽ không đến tiệm ăn nữa, như vậy đi, ngươi đi mua cho ta ít gạo và đồ ăn, ta sẽ tự mình nấu. Lâm Tiểu Trúc định nói mình không có thời gian, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng ánh mắt chờ đợi của lão nhân, nàng đành thở dài một hơi, nhận lấy thỏi bạc rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cũng may hôm qua nàng đã đi dạo một vòng nên biết chợ ở đâu, cũng biết giá cả thế nào. Lâm Tiểu Trúc từ ngõ nhỏ đi xuyên qua, thẳng đến chợ, mua một túi gạo nhỏ, hai khối đậu hù, một bó rau muống, ít đồ gia vị. Nghĩ nghĩ, nàng lại mua thêm nửa cân thịt heo. Nếu muốn lão nhân đang sống xa xỉ phải chấp nhận ngay cuộc sống đơn giản cũng không dễ gì, cho nên mọi thứ cứ từ từ. Lâm Tiểu Trúc mua thêm một ít đồ dùng nhà bếp nữa rồi mới quay về. Tiểu cô nương, người đi mua đồ ăn sao? Vừa đi vào ngõ nhỏ liền gặp Đại Ngưu, hắn nhìn thấy trên tay Lâm Tiểu Trúc cầm linh tinh liền chào hỏi. Đại Ngưu thúc, Lâm Tiểu Trúc cũng vui vẻ chào hỏi, người có thể giúp ta tìm một người biết nấu ăn không, tốt nhất là nam nhân, bao ăn ở, 1 tháng 5 lạng bạc. Với tính tình của lão nhân kia, không có người hầu hạ là không xong, có người chiếu cố cho hắn, nàng cũng an tâm hơn. Người muốn mướn người? Đại Ngưu đánh giá Lâm Tiểu Trúc, hôm nay nàng mặc quần áo trong trang, không phải bộ đồ cũ nát hôm qua, là lão gia tử mà hôm qua ngươi và Lưu Nhị gia đã đưa về giúp. Lâm Tiểu Trúc giải thích, lão nhân đến tử quán trả tiền, Đại Ngưu không có lý nào không biết lão gia tử muốn ở lại cho đến khi nào có người đến tìm hắn mới rời đi, mà ta lại không rảnh cho nên mới tìm người giúp hắn, cho đến khi hắn rời đi mới thôi. Đại Ngưu nghĩ nghĩ, cười nói, vừa đúng lúc ta có đường đệ bà con xa, người thành thật lại chịu khó cũng đang muốn tìm việc, để ta giới thiệu hắn được không? Vậy bây giờ ngươi có thể gọi hắn đến không? Ngươi cũng biết chỗ rồi, bảo hắn đến thẳng đó là được. Được, ta đi gọi hắn đến. Đại Ngưu liền quay đầu đi về phía nhà hắn. Lâm Tiểu Trúc về nhà thấy sân viện đã sạch sẽ hẳn, mấy người làm công cũng đã rời đi, lão đầu nhi thì nhàn nhã ngồi trên ghế dựa trong sân chờ nàng về. Mua cái gì về ăn vậy? Thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, lão đầu liền vội vàng tiến tới, nhìn thấy mấy thứ nàng mua trong giỏ thì há hốc mồm, mở to mắt hỏi, ngươi cho ta ăn mấy thứ này? Đúng vậy, Lâm Tiểu Trúc trừng mắt, ngài quên những gì ta nói với ngài rồi sao? Nói xong không để ý tới hắn, mang mấy thứ vừa mua vào phòng bếp. Chương 42, không lục ngư, đậu hủ rau xanh cũng được đi, dù sao cũng không muốn làm ăn mày nên đành chấp nhận, nhưng thịt heo thì người có tiền không ai ăn, ta cũng ăn không quen. Lão đầu nhi cũng theo nàng đi vào, miệng lầm bà lầm bầm. Lâm Tiểu Trúc vừa bực vừa buồn cười, nàng nhớ tới chuyện Tô Đông Pha bị biếm đến Hoàng Châu, từng làm thơ rằng, Hoàng Châu có thịt heo, bị xem như cặn bã, người giàu không chịu ăn, người nghèo không biết nấu, biết cách làm lại chính là mỹ vị. Thịt heo ở thời cổ đại không được xem trọng, bởi vì bọn họ cho rằng heo, chó là động vật dơ bẩn, cho nên thịt của chúng cũng vậy, chủ yếu chỉ ăn thịt dê, thịt trâu, nhưng trâu lại là công cụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu, không được giết hại. Ngay cả thời Tống Thịnh Vượng cũng hạ lệnh cấm sát, còn thu thuế thịt trâu bò. Mãi đến thời Thanh, lệnh cấm giết trâu bò càng nghiêm khắc hơn, mà khí hậu cùng điều kiện sinh trưởng lại khó khăn, cho nên lượng trâu bò nuôi được rất ít, khi đó thịt heo mới có chút địa vị,
có thể có mặt trên bàn tiệc, tuy không biết mình đang ở triều đại nào, nhưng kiếp trước vốn là bình dân, ăn thịt heo mà lớn lên nên Lâm Tiểu Trúc giấy có cảm tình với thịt heo, lập tức trừng mắt biện hộ cho con cháu chưa bát giới thịt heo thì làm sao, toàn thân nói đều có thể chế biến thành món ăn a, thịt đông pha, sườn chua ngọt, chân giò kho tàu, ba dọi rang cháy cạnh hoặc nấu khâu nhục, bao tử khiến nước dừa, đọc một hơi các món ăn, cuối cùng còn kết luận, nói tóm lại, ngoài trừ thịt heo sống thì toàn thân đều có thể nấu thành món ăn, kho, hầm, nấu canh, xào, chiên, nướng, kiểu gì cũng đều là những món ngon tuyệt hảo, đa dạng phong phú, là nguyên liệu nấu ăn không thể thiếu của nhà bình dân chúng ta, ngài mà không ăn thì chính là tổn thất lớn của ngài, nàng quảng cáo đến chính mình cũng phải chảy nước miếng nha, đến cổ đại này, nàng chỉ mới được ăn thịt heo một lần ở trong sơn trang, heo ở đây ăn thức ăn không giống như heo ở hiện đại ăn thức ăn công nghiệp, cho nên dù chế biến đơn giản cũng có thể làm ra món ăn thơm ngon, có tư vị khác, lão đầu nghe nàng nói như vậy, lại thấy vẻ mặt say mê của nàng cũng bị cuốn hút theo nhưng vẫn ra vẻ không tin, hừ một tiếng, Tả Nghễ liếc mắt nhìn nàng, thực sự ăn ngon như vậy sao, chi bằng ngươi làm cho ta ăn thử đi, nếu thực sự ngon, ta sẽ tin lời ngươi nói, ngày mai sẽ mời ngươi đi ăn không lục ngư, nói đến không lục ngư, hai mắt hắn liền tỏa sáng, ngươi không biết đâu, ở trấn này, nổi tiếng nhất chính là không lục ngư, loại cá này tuyệt đối là hy thế kỷ ngư, chỉ có thể tìm thấy ở cái hang cách Thanh Khê trấn 2 dặm về phía đông nam mà thôi, khi nấu loại cá này, chỉ cần bỏ một ít gia vị thì chật chật thơm bát ngát luôn. Phải nói là một nhà nấu cá trăm nhà thơm nha, gia ta thèm con cá này đã lâu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được ăn, hắn chép chép miệng, vô hạn hoài niệm thịt cá đặc biệt trơn mềm màu mỡ, bỏ vào miệng như muốn tan ra. Không cần phải cắn, còn vây của nó, ai đến hôm nay lão đầu ta mới biết cái gì gọi là mỹ vị, uống một ngụm canh cá thật có thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình, nói tới đây hắn lại nhắm mắt, nuốt nước miếng, giờ nhắc lại, trong miệng dường như vẫn còn hương vị của cá kia cổ nhân đã nói, dư âm vang vẳng bên tai, 3 ngày không dứt ăn không lục ngư rồi, ta mới chân chính hiểu được những lời này, ai, chẳng lẽ lão gia tử đến trấn nhỏ này là vì muốn ăn mỹ thực, không lục ngư thực sự ngon như hắn nói sao, Lâm Tiểu Trúc nghe lão nhân Tả cũng trở nên tò mò, thèm muốn, lão nhân chép chép miệng hồi lâu mới mở mắt, đắc ý vểnh râu, muốn ăn chứ gì, dễ thôi, chỉ cần ngươi nấu thịt heo kia ăn ngon, ta sẽ mời ngươi ăn, thế nào, nha đầu, Lâm Tiểu Trúc ủ rũ, hôm nay không thể nấu cho ngài ăn được, ta phải đi rồi, ngày mai đi, ngày mai ta sẽ làm cho ngài ăn, còn về không lục ngư, đợi khi nào người nhà ngài đến đón ngài, khi đó ta nhất định sẽ ăn thử món cá kia, nghe lão đầu kể, nàng biết cá này nhất định không rẻ, nếu không chỉ một bữa cơm cũng không tốn nhiều tiền như vậy, hắn chỉ còn 20 lạng bạc, không thể tiêu xài phung phí, vẫn nên nhẫn nhịn thôi, ngày nào đó, nàng nhất định sẽ nếm hết món ngon trong thiên hạ, lão đầu nhi cũng không miễn cưỡng, vuốt râu, gật gật đầu thấu hiểu, vậy để mai đi, hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên thanh âm của Đại Ngưu, có ai không, Đại Ngưu thúc ngài vào đi, Lâm Tiểu Trúc đi ra ngoài, lão nhân cũng đi theo, còn chưa biết hai vị xưng hô thế nào, Đại Ngưu nhìn hai người cười hỏi, ngài bảo ta Tiểu Trúc đi, Lâm Tiểu Trúc biết nếu muốn tra người, chỉ cần nói tướng mạo là sẽ biết, không thể nào giấu được, chi bằng nói rõ cho rồi, ta họ Tiết, lão gia tử nhìn Đại Ngưu và người trẻ tuổi sau lưng hắn, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt nhu hòa, Tiết lão gia Tiểu Trúc cô nương, đây là đường đệ của ta tên Trương Đông, Đại Ngưu chỉ vào nhân khoảng chừng 20 tuổi đang đứng cạnh hắn, trong nhà hắn chỉ còn một mẹ già, bệnh tật triền miên cho nên từ nhỏ hắn đã rất khéo tay, nhà hắn ở cách vách nhà ta, không xa lắm, nên không cần bao ăn ở, chỉ cần sau khi xong mọi việc Tiết lão gia cho phép hắn về nhà nấu.
Cơm cũng để nhìn mẹ hắn một cái là được. Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn lão nhân, Tiết gia gia, Trương Đông là ta nhờ Đại Ngưu Thúc tìm đến để hầu hạ người, người xem có thích hợp không? Tiết lão gia khoát tay, không cần hỏi ta, dù sao ta cũng do ngươi đưa về, tất cả do ngươi làm chủ đi. Lâm Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười nhưng nàng cũng đã quen với tính tình trẻ con của lão nhân nên không để ý tới hắn, xoay người lấy mấy đồng tiền trong người đưa cho Trương Đông. Đây là 85 văn tiền, coi như là ứng trước 5 ngày tiền công cho ngươi, còn 20 văn tiền này là để chi dùng việc ăn uống cho Tiết lão gia vào ngày mai. Hôm nay ta đã mua thức ăn rồi, ngươi đi mua ít củi rồi về nấu cơm cho lão gia ăn đi. Nói xong lại đưa thêm 20 văn tiền, đây là tiền mua củi. Trương Đông thấy Lâm Tiểu Trúc khế ước còn chưa ký đã đưa tiền cho mình thì rất cảm động, liên thanh nói, 20 văn tiền này không cần đâu, ta lấy củi ở nhà mình tới là được rồi, cầm đi. Lâm Tiểu Trúc đoán Tiết đại gia tùy tiện thưởng cho người sẽ không chỉ có chừng đó tiền, sao có thể lấy không củi của người ta, nên cứng rắn nhét tiền vào tay Trương Đông rồi quay người, đem số tiền còn lại đưa cho lão nhân, còn 58 văn tiền này, mỗi ngày ngài đưa cho Trương Đông 20 văn tiền là đủ dùng, nhớ kỹ, nhất định phải tiêu xài tiết kiệm một chút nha. Ánh mắt Tiết lão gia nhìn Lâm Tiểu Trúc càng nhu hòa hơn, không từ chối mà cầm tiền nhét vào người, còn dặn dò, nhớ rõ nha, nha đầu, ngày mai ngươi phải quay lại nấu cơm cho ta ăn đó, ta sẽ không quên. Lâm Tiểu Trúc không dám trì hoãn, phất tay ta đi đây, từ cửa viện chạy ra ngoài, dừng lại bên vách tường một lát, nghe ba người kia vẫn còn ở trong viện nói chuyện, nàng mới vòng qua bức tường đi vào hậu viện, rồi theo chui vào giếng hoang để trở về. Cũng may lão gia tử chỉ sai người dọn dẹp tiền viện, hậu viện lại không để ý tới, hơn nữa giếng cạn ở ngay góc hậu viện lại được mấy cây tùng cổ thụ che chắn, mà Lâm Tiểu Trúc còn đặt một cái bàn ở trên còn phủ một tấm khăn và đặt một ít đồ nên không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Lâm Tiểu Trúc vẫn còn rất nhiều nghi vấn đối với cái sân này, lối đi này và với cả Tiết lão gia nữa. Không phải nàng đa tâm nhưng có một chủ tử giống hồ ly như Viên Thiên Dã thì nàng không thể không nghĩ nhiều. Tuy nhiên từ khi quyết định đi vào thông đạo thì nàng đã để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu đó đã là lựa chọn sai lầm thì cũng đã làm lỗi rồi, cần gì phải để ý chuyện sai lầm thêm lần nữa, cho nên hiện tại nàng không có gì phải lo, dù sao nàng cũng không có ý chạy trốn, cho nên dù thông đạo hay cái viện này hay Tiết lão gia đều là cạm bẫy do Viên Thiên Dã bày ra thì coi như nàng phối hợp với hắn, cho hắn một kết quả khảo nghiệm hài lòng đi. Chương 43, đầu sư tử. Ngày hôm sau Lâm Tiểu Trúc lại đến Thanh Khê Trấn, theo lối cũ vào đến viện kia thì thấy Trương Đông đang cầm chổi trong tay nhưng lại không quét xác mà đứng ngẩn người, mặt nhăn mày nhó. Lâm Tiểu Trúc tiến tới cơ tay trước mặt hắn, Trương đại ca, xảy ra chuyện gì? Trương Đông là đường đệ của Đại Ngưu nhưng nếu để nàng gọi một nam nhân 20 tuổi là thúc thúc, phỏng chừng nàng sẽ nghẹn chết, cho nên cứ gọi đại cho xong. A, Tiểu Trúc cô nương đã tới sao? Trương Đông giống như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên, mặt mày cũng giãn ra, sao vậy, có phải lão gia tử mắng ngươi không? Trương Đông vội vàng lắc đầu. Không phải, lão gia tử biết ta không phải là hạ nhân nên cũng không làm khó ta, chỉ bảo ta làm giúp hắn một số việc nặng, còn lại đều không cho ta động thủ, tự hắn làm hết. Vậy ngươi đây là? Trương Đông cúi đầu, lão gia tử không thích đồ ăn ta làm, tối qua chỉ ăn một chút, sáng nay đã đến tử quán rồi, lại đến tử quán. Thanh âm của Lâm Tiểu Trúc không khỏi cao lên. Tiết lão gia vừa lúc cũng từ trong viện đi ra ngoài, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, nhà đầu mới đến hả, người lại đến tử quán? Lâm Tiểu Trúc xoay người hỏi hắn. Tiết lão gia tử có chút xấu hổ sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, đi chứ sao không, nếu không ăn không lục ngư mà chỉ kêu hai đĩa đồ ăn cùng cơm thì không có tốn bao nhiêu tiền đâu, thật đó. Nói xong lại cảm thấy hơi mất mặt, liền đằng hắng vài tiếng, tỏ vẻ không có gì. Thấy Tiết lão gia tử trong lúc vô ý đã biểu hiện khí thế uy nghiêm của người có địa vị cao,
sao? Lâm Tiểu Trúc không khỏi ngẩn người, lập tức thu hồi ánh mắt, lão gia tử này nhất định là người có địa vị cao, chỉ giống gia gia kiếp trước của nàng ở khuôn mặt, còn lại đều khác nhau hoàn toàn, cho dù hiện giờ hắn lâm vào túng thiếu cũng không cần một tiểu cô nương không có tự do như nàng thương hại. Nghĩ tới đây, nàng bỗng cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Không nói một lời mà chậm rãi xoay người đi ra cửa, này Uy, nha đầu, ngươi đi đâu vậy, ngày hôm qua rõ ràng ngươi đã hứa sẽ nấu cơm cho ta, sao lại bỏ đi hả? Lão nhân thấy vậy vội chạy lên níu lấy cánh tay Lâm Tiểu Trúc liền rút tay ra, thản nhiên nói tay nghề của ta còn không? Bằng Trương đại ca, làm đồ ăn sao có thể lọt vào mắt ngài, ngài vẫn nên đến tiệm ăn đi, nói xong tiếp tục đi ra cửa. Ai, nha đầu, ngươi đừng tức giận, ta nghe lời ngươi là được mà, ta sẽ không đến tiệm ăn nữa, tất cả đều nghe ngươi, ngươi nói thế nào thì là đế đó đi, được chưa? Lão nhân nhất định không để nàng đi, vội chạy lên trước mặt nàng, khẩn thiết cầu xin, mỗi khi ra ra uống rượu bị nàng phát hiện cũng bày ra vẻ tội nghiệp như vậy để dỗ nàng. Lâm Tiểu Trúc rũ mắt cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói tiền là của ngài, muốn xài thế nào thì tùy ngài, không cần để ý tới ý kiến của một tiểu nha đầu quê mùa như ta, nếu ngươi không quản ta, không quá hai ngày ta sẽ đi xin ăn à. Lão đầu nhi kéo kéo tay áo Lâm Tiểu Trúc, lão nhân ra ta dù hồ đồ nhưng cũng biết nha đầu người thật tâm muốn tốt cho ta, nha đầu ngoan, đừng tức giận nữa, từ giờ trở đi ta nói được thì làm được, không đến tiệm ăn nữa, ngươi thấy được không? Lâm Tiểu Trúc ngước mắt thấy Tiết lão gia dù tóc đã hoa râm vẫn cố thẳng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái, với quyền thế của hắn, chẳng sợ hạ nhân sẽ không đi tìm, như vậy hắn sẽ không phải chịu đói, cần gì phải mềm giọng nhờ và nàng chứ, có lẽ hắn biết mình thật lòng thật tâm đối tốt với hắn, người ở địa vị cao, cái gì cũng dễ dàng có được, chỉ có tình cảm là khó phân biệt được thật giả. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, mềm lòng cho Tiết lão nhân bậc thang để xuống, được rồi, ngài phải nhớ kỹ lời mình đó, nhớ rõ nhớ rõ. Lão đầu nhi thấy Lâm Tiểu Trúc mềm lòng thì vui vẻ hẳn lên, đi thôi, mau nấu cơm cho ta ăn đi, ta đói bụng lắm rồi. Trường Đông cũng cao hứng không kém, vừa đưa Lâm Tiểu Trúc vào bếp vừa nói, theo lời dặn của cô nương, ta đã dùng 20 văn tiền mua thức ăn nhưng lão gia sáng nay không ăn ở nhà, vì thế cũng chưa làm gì. Lâm Tiểu Trúc thấy trên bàn có một khối thịt heo lớn, hai quả cà tím, hai củ cải trắng, hành gừng gia vị cũng đủ hết, liếc nhìn Tiết lão nhân đi sau hai người, cười nói, rất tốt, nhà bình thường, bao nhiêu đồ ăn này cũng đủ cho cả gia đình rồi. Hơn nữa nàng cũng chỉ là biết nấu vài món cơ bản, do thích nấu nướng mà thôi, coi như ngon hơn người bình thường một chút nhưng so với đầu bếp chuyên nghiệp thì còn kém xa, nếu không thể thỏa mãn cái miệng sành ăn của lão đầu nhi kia, nàng cũng không cần phí nhiều tâm lực như vậy, biết gì thì làm đó thôi, nếu hắn không muốn ăn, sau này nàng cũng không cần mạo hiểm đến đây nhìn hắn. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Trúc liền vén tay áo, rửa tay rồi cầm lấy khối thịt heo nhìn nhìn, đây là một khối xương sườn, nặng chừng nửa cân, dù cũng một lớp da một lớp thịt nhưng phân bố không đồng đều. Lâm Tiểu Trúc quyết định làm món đầu sư tử, nàng lập tức rửa sạch thịt nhanh nhẹn lọc bỏ ra, loại bỏ những vụn xương, cắt thịt thành từng miếng rồi băm nhỏ, sau đó trộn lẫn thịt nạc đã băm cùng thịt mỡ lại vừa trộn đều vừa cho rượu cùng gia vị hành gừng muối tiêu vào cho đến khi hỗn hợp trở nên dẻo mới dùng tay nặn thành viên tròn tròn, làm xong, Lâm Tiểu Trúc lấy da heo đặt dưới đáy nồi, thêm một ít cải trắng, rồi mới đặt thịt viên lên trên, cho chút nước vào rồi dùng lửa nhỏ đun từ từ chốc lát sau một mùi thơm từ trong nồi xông ra rồi tràn lan khắp căn bếp. Ân, thật thơm nha. Tiết lão đầu hít hít mũi khen ngợi, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc cũng ôn nhu hơn. Nấu thịt xong, Lâm Tiểu Trúc cũng không ngừng tay mà vo gạo nấu cơm, dùng ít thịt còn lại
xào cùng cà tím, nấu một tô canh rau thịt bằm, nói với Tiết lão đầu, món đầu sư tử kia phải hầm một canh giờ mới được, nếu ngài đói bụng thì dùng trước hai món này đi, rồi ăn cái kia sau, nói xong quay sang dặn dò Trương Đông vẫn luôn ở bên nhìn nàng nấu ăn, lát nữa vớt lớp bọt ở trên da, rồi lấy hết da heo và cải trắng bỏ ra, sau đó cho lửa to lên, đợi sôi thêm một lát là có thể ăn. Dạ, Trương Đông hưng phấn hỏi Lâm Tiểu Trúc, bình thường vào ngày lễ Tết chúng ta cũng làm món này nhưng mọi người làm không ngon lắm, thịt không phải quá to thì lại quá nát, vị cũng không ngon, chỉ có Lý đầu bếp ở tửu quán bên phố Đông là món này rất ngon, ta đã cùng Đường ca đến đó ăn một lần, chất thịt tươi mới, ngon ngọt, mềm mà không nát, nhưng đó là cần câu cơm của người ta nên chúng ta cũng ngại không dám hỏi. Hôm nay ta thấy cách làm của ngươi không giống với chúng ta, nói không chừng cũng sẽ ăn ngon như Lý đầu bếp làm a. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, cười nói, có lẽ các ngươi dùng dao băm thịt nên mới làm cho thịt cứng mà nát. Thực ra tinh túy của món này tập trung ở bốn chữ thế thiết thô chảm, thịt cắt thành hạt lựu, sau đó băm một chút, làm cho thịt rời mà không rời, dính cũng không dính, như vậy mới làm cho thịt mềm mà ngon. Trương Đông bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hèn chi ta dù thêm mã thầy củ sen cũng không ngon được, thì ra là do cách băm thịt không đúng. Tiết lão đầu càng nghe, hai mắt càng sáng, cầm chiếc đũa Lâm Tiểu Trúc đưa cho gắp một miếng cà tím hầm thịt, gật đầu nói, nhà đầu tay nghề không tệ ha, lại quay sang hỏi Lâm Tiểu Trúc, ngươi đem cách người ta kiếm tiền cứ vậy mà nói ra, không sợ hắn tới tìm ngươi gây phiền toái sao? Lâm Tiểu Trúc sừng sốt, cười nói, ta không có làm đầu bếp cho tiểu lâu nào, chỉ nói cách nấu ăn mình tâm đắc nhất với Trương đại ca, đâu có phá hỏng quy tắc, hắn dựa vào cái gì mà tìm tới ta chứ? Tiết lão đầu vuốt râu, gật đầu nói, nhưng nếu đem cách làm món này bán cho tiểu lâu khác, ngươi cũng có thể kiếm được chút tiền nha. Chương 44, Viên Thiên Dã trở lại, lão đầu nhi này tiêu tiền như nước mà cũng biết cách kiếm tiền sao? Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn, nếu như ta phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhất định sẽ nghĩ tới cách này, nhưng hiện tại ta không bị đói, cũng không bị lạnh, Trương đại ca cũng không phải người ngoài, cho nên ta không giấu riêng cho mình, hơn nữa ta vẫn cho rằng con người có thể thưởng thức được các loại mỹ vị, biết cách nấu nướng so với động vật chỉ biết ăn thịt sống hay rau cỏ đã là vạn hạnh, vì vậy nên chia sẻ mỹ thực cho mọi người dùng thưởng thức mới đúng, mọi người trao đổi kinh nghiệm, cách thức nấu ăn với nhau có thể sẽ nấu được nhiều món ăn ngon hơn, làm cho trên thế gian càng thêm nhiều mỹ thực, như vậy mới không cô phụ khả năng mà trời đã ban cho. Thấy Tiết lão đầu ánh mắt nhìn mình sáng lên, Trương Đông thì tràn ngập vẻ sung bái, Lâm Tiểu Trúc không khỏi đỏ bừng hai má, được rồi, nàng thừa nhận, nàng chẳng qua chỉ là một đầu bếp nghiệp dư, cũng chẳng có bí quyết gì, bởi vậy mới không nghĩ dùng nó để mua bán, nếu biết đây cũng được coi là bí phương, có thể bán lấy tiền thì nàng sẽ tuyệt đối không tùy tiện nói ra, hiện tại thân không được tự do còn nói một đống đạo lý, tự nàng cũng thấy có chút buồn cười, nhưng những lời vừa rồi cũng là xuất phát từ suy nghĩ thật tình của nàng, kiếp trước của nàng, ai cũng như vậy, trên mạng tràn lan công thức nấu ăn đủ thứ món trên thế giới, muốn tìm gì cũng có, nàng cũng từng vì chuyện cổ nhân che giấu cách thức cuối cùng làm cho nhiều tài nghệ bị thất truyền mà vô cùng đau đớn, cho nên nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ phát huy triệt để những gì mình với nói, làm cho dân chúng cổ đại có thể ăn nhiều món ăn ngon, đạt tác kiêm tề thiên hạ cùng tác chỉ lo thân mình, nàng cũng không cho rằng hia loại người này có mâu thuẫn với nhau. Không ngờ ta sống đến tuổi này còn nghe được triết lý như thế, thân ở địa vị cao, cả đời luôn cầm y ngọc thực, nhưng Tiết lão đầu cũng bị những lời của Lâm Tiểu Trúc đả động, khẽ vuốt râu nói, càng không ngờ được những lời như vậy lại xuất phát từ miệng một tiểu nha đầu mới 12, 13 tuổi, điều này làm ta không thể chịu nổi, không thể nào chịu nổi a. Đang cảm thán, hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Lâm Tiểu Trúc quỳ xuống đi a. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người, không biết hắn muốn giở trò gì, không lẽ những lời nàng vừa nói đã xúc phạm đến hoàng quyền. Tiết lão gia, ngài đừng tức giận, nếu Tiểu Trúc cô nương nói có chỗ nào không đúng, ngài giáo huấn nàng là được, đừng bắt nàng quỳ. Trương Đông vội vàng khuyên giải, từng cử chỉ nhỏ nhất của lão nhân này,
hắn đều để trong mắt. Theo hắn thấy, Tiết lão gia dù có tiền nhưng cũng không phải là chủ tử của Lâm Tiểu Trúc, sở dĩ nàng lo cho hắn, giúp hắn, hoàn toàn là vì thấy hắn đáng thương, cho nên hắn không có lý do cũng không có quyền áp bức tiểu cô nương này. Ngươi có muốn bái ta là thầy không? Nếu có thì thừa dịp ta còn chưa đổi ý, mau quỳ xuống đi. Tiết lão nhân không để ý tới Trương Đông, sắc mặt nghiêm nghị nhưng hai mắt hiền lành nhìn Lâm Tiểu Trúc. Bái sư, ngài là nói. Lâm Tiểu Trúc lúc này mới có phản ứng, không khỏi vui mừng, vội dập đầu ba cái với Tiết lão nhân, miệng cũng thay đổi xưng hô, sư phụ, ha ha ha. Tiết lão nhân tiến lên, nâng nàng dậy, đồ nhi ngoan, đứng lên đi. Thấy Lâm Tiểu Trúc đứng lên, hắn còn bỡn cợt, ngươi cái gì cũng không hỏi liền dập đầu, chẳng lẽ không sợ bái lầm sư phụ dạy ngươi làm bồn cầu sao? Làm bồn cầu, khụ khụ. Lâm Tiểu Trúc bị nước miếng sặc, nhìn sư phụ lão ngoan đồng của mình, sư phụ, làm bồn cầu cũng là một nghề mà, tưởng nói vậy là hù được nàng sao? Nằm mơ đi, phải không? Tiết lão gia, ngài thật muốn dạy Tiểu Trúc cô nương làm bồn cầu sao? Trương Đông kinh hãi hỏi. Đương nhiên là không. Tiết lão nhân nghiêm mặt nói, Lâm Tiểu Trúc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi vừa mới gia nhập vào thiên hạ đệ nhất phái, thiên hạ đệ nhất phái, tên nghe thật kêu. Lâm Tiểu Trúc khen, đương nhiên. Tiết lão đầu ngửa mặt đắc ý, tên dễ nghe phải không? Ta nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra được nha. Lâm Tiểu Trúc nhìn trời, thì ra thiên hạ đệ nhất phái không phải do người trong thiên hạ phong tặng mà chính Tiết lão đầu nghĩ ra. Được rồi, dù sao nàng cũng đã bái hắn làm sư phụ, thầm nghĩ nếu mình có cơ hội có thể lấy cớ đi thăm hắn để an ủi nỗi nhớ ra ra cũng coi như không có lòng riêng, cho nên có học được gì ở hắn hay không? Không quan trọng, có điều hắn thích ăn như vậy, có lẽ cũng cho chút bản lĩnh trong lĩnh vực ẩm thực a. Quả nhiên, lão đầu nhi nói tiếp, sư phụ ta trong khoảng thời gian ở Thành Khê trấn này sẽ truyền thụ trù nghệ cho ngươi, nhà đầu ngươi cần học tập cho tốt. Giả, Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ, học nấu ăn trước giờ luôn là giấc mơ của nàng. Không ngờ ở Sơn Trang không đạt được mộng ước mà ở ngoài lại ngoài ý muốn bái được sư phụ, còn ngụ ý của Tiết lão đầu, nàng nghe cũng không hiểu, chỉ biết hắn sẽ không mang nàng theo, chỉ ở đây dạy nàng, sau này hai người sẽ không liên quan gì. Trong lòng nàng quả thật có chút nuối tiếc, nhưng nàng cũng không nghĩ Tiết lão đầu sẽ chuộc thân cho nàng rồi mang nàng cùng đi, vì vậy cũng không thất vọng lắm. Thấy Lâm Tiểu Trúc hai mắt trong suốt sáng bừng, không có vì mình không giúp nàng chuộc thân mà buồn rầu, Tiết lão nhân vô cùng vừa lòng, đứa nhỏ này, tấm lòng nhân hậu, làm việc chăm chỉ, có nhân tâm lại kiên trì với nguyên tắc của mình, tuy biết hắn có thân phận bất phàm nhưng không hề xum xoe kết giao với hắn, bái hắn làm sư phụ cũng không có chút tư tâm. Không có ý dựa dẫm, đứa nhỏ như vậy thật tốt, huống chi từ khi thê tử mất đi, không biết đã bao lâu rồi không có ai là nhải trách cứ nhưng lại vô cùng thân thiết mà quan tâm hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiết lão đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc càng ôn nhu, hòa ái hơn. Sư phụ, mỗi ngày ta chỉ dành được có một lát, hôm nay đã trễ rồi, ta phải đi đây, ngày mai sẽ đến theo ngươi học nấu ăn. Lâm Tiểu Trúc nhìn sắc trời, cởi bỏ tạp dề nói, ân, đi thôi. Lão đầu nhi khoát tay, lại an ủi Lâm Tiểu Trúc, ngươi đừng lo lắng, cho dù người của ta có tìm được ta thì ta cũng sẽ ở lại đây một thời gian, sẽ không bỗng nhiên im thin thít và lặn mất tăm đâu. Vậy thật tốt quá, Lâm Tiểu Trúc lo lắng nhất chuyện này, nghe vậy mới yên tâm, vội vàng trở lại Sơn Trang. Vừa vào sân đã thấy Tô Tiểu Thư đang cùng mọi người chờ ăn cơm, nhìn thấy nàng liền tiến lên giữ chặt nàng, kéo tới một chỗ không có ai, nói nhỏ, công tử đã trở lại, sau này ngươi đừng về trễ nữa, công tử đã trở lại. Tin tức này đã phá tan tâm tình vui mừng vì đã tìm được sư phụ của Lâm Tiểu Trúc. Thanh âm của Lâm Tiểu Trúc hơi cao làm mọi người đều nhìn sang, Tô Tiểu Thư vội kéo nàng, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn mọi người đều nghe thấy sao? Lâm Tiểu Trúc lúc này mới nhìn Tô Tiểu Thư, suy nghĩ thông tin vừa nghe được, nhìn Tô Tiểu Thư như vậy, có lẽ là nàng nghe được tin Viên Thiên Giã đã trở lại, nhưng sao chỉ có mình nàng biết mà những người khác thì không?
Hơn nữa, theo lời vừa rồi của nàng thì hình như nàng đã biết trong khoảng thời gian vừa rồi mình đến Thanh Khê Trấn, thấy trong mắt Lâm Tiểu Trúc có chút suy nghĩ, cảnh giác, Tô Tiểu Thư cảm thấy không thoải mái, ném lại một câu rồi bỏ đi tin, ta đã nói cho ngươi biết rồi, muốn làm thế nào ngươi tự mình nghĩ đi, Tiểu Thư, hảo tỷ tỷ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là tốt cho ta, Lâm Tiểu Trúc vội chạy lên nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Thư, lắc lắc tay nàng làm nũng, nàng cũng từng hoài nghi thân phận của Tô Tiểu Thư, theo tác phong của tiểu hồ ly viên thiên giã tuyệt đối sẽ bố trí nội gián trong nhóm các nàng, vừa có thể thăm dò tính cách của các nàng còn có thể dò la hành tung các nàng, nhưng hai người ở chung, dù là thật tâm hay giả ý, Lâm Tiểu Trúc đều có thể cảm nhận được Tô Tiểu Thư tuyệt đối là thật tâm đối xử tốt với mình, còn mạo hiểm báo tin cho mình ân tình này. Nàng sẽ ghi nhớ chương 45, mọi việc cứ theo lẽ thường quả nhiên, vừa ăn cơm chiều xong, viên thập đã tới tìm, Lâm Tiểu Trúc có ở đây không, công tử gọi ngươi, Lâm Tiểu Trúc chạy ra ngoài trong ánh mắt lo lắng của Tô Tiểu Thư, đi theo viên thập đến viện của viên thiên giã, tuy ngoài mặt vẫn trấn định tự nhiên, còn tán gẫu vài câu với viên thập nhưng nhịp tim đập thình thịch đã tiết lộ sự khẩn trương của nàng, dẫu đã sớm đã nghĩ tới và cũng có chuẩn bị nhưng khi chuyện xảy ra, vẫn nhịn không được mà lo lắng, không biết viên thiên giã có phát hiện ra việc nàng đến Thanh Khê Trấn chưa, nếu biết thì sẽ xử trí nàng thế nào. Vừa đi vừa cố trấn an bản thân, khi tới viện của viên thiên giã thì Lâm Tiểu Trúc cũng đã trấn định lại, dù tiến hay lùi thì trên đầu cũng bị treo sẵn cây đao, khẩn trương có ích lợi gì đâu, cùng lắm là không được ở đây nữa thôi. Viên thiên giã hôm nay không giống mọi ngày, trên người mặc cẩm bào xanh đen, ống tay áo còn thêu vân vân bằng chỉ tơ vàng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, càng làm hắn thêm tuấn mỹ. Nhưng dù bào phục xinh đẹp cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, Lâm Tiểu Trúc ra mắt công tử, nghe thanh âm của Lâm Tiểu Trúc, viên thiên giã ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, khóe miệng vểnh lên, gần đây thế nào? Hồi công tử Tiểu Trúc rất tốt, Lâm Tiểu Trúc thong dong trả lời, thành thành thật thật rũ mắt, không nhìn thẳng hắn, lặng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc hồi lâu, thấy nàng đứng trước mặt mình vẫn bình thản, ung dung, viên thiên giã âm thầm gật đầu tán dương, trước ta đã nói phạt ngươi sau giờ cơm chiều đến hậu viện gánh nước, như vậy bắt đầu từ giờ đi, nói xong cũng không xoay người, chỉ hướng sau vai hắn, ở đó có hai bồn nước, ngươi đổ đầy nước vào đó là có thể trở về. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo tay hắn chỉ, vừa thấy không khỏi đổ rút một hơi. Trước cửa phòng viên thiên giã là hai bồn nước lớn, cao tới ngang ngực nàng. Tuy nàng không thấy rõ đường kính lớn bao nhiêu nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không nhỏ. Muốn đổ đầy nước hai cái bồn này e là thắt lưng, cánh tay, toàn thân nàng ngày mai sẽ không thể nâng lên được à. Nếu đổ không đầy thì sao? Lâm Tiểu Trúc mặt mày thiểu não nhìn viên thiên giã, nếu giả đáng thương mà công việc được giảm thiểu, nàng cũng không ngại diễn trước mặt viên thiên giã, không đầy, không được ngủ, viên thiên giã cứng rắn đáp, vậy phải gánh trong bao lâu, viên thiên giã nghĩ nghĩ, một tháng đi, không phải chứ, Lâm Tiểu Trúc kêu lên, nàng hoài nghi nhìn viên thiên giã, người này, không phải là biết chuyện nàng đi Thanh Khê Trấn nên trừng phạt nàng chứ, nhưng nếu vì chuyện đó mà chỉ bắt gánh nước thì có phải trừng phạt hơi nhẹ rồi không? Và lại, chuyện gánh nước hắn đã nói trước đó rồi, khi đó hắn không thể nào đoán được chuyện xảy ra sau này, xem ra chắc là vì chuyện cầu tình dùm Ngô Thái Vân rồi, chuyện đến Thanh Khê Trấn, hoặc là viên thiên giã không biết hoặc là hắn không truy cứu, mặc kệ thế nào thì nỗi lo trong lòng Lâm Tiểu Trúc sốt cuộc cũng được thả lỏng, nhưng vẫn giang cò kè thêm, ta có thể chỉ đổ đầy một bồn thôi không? Không được, ánh mắt Lâm Tiểu Trúc trở nên ai oán, Ngô Thái Vân phạm lỗi lớn như vậy cũng chỉ bị đánh 20 đại bản, còn cho phép nằm trên giường 5 ngày, ta cũng là theo yêu cầu của công tử mà trả lời vấn đề của người thôi, công tử cũng đã đáp ứng không truy cứu Tiểu Trúc, sao còn trừng phạt nặng như vậy, Tiểu Trúc không phục, đây là mệnh lệnh, không thương lượng, ánh mắt viên thiên giã vẫn bình thản nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn, khí phách không thể nói đạo lý, mạng nhỏ lại ở trong tay người ta, người dưới mái hiên đành phải cúi đầu, dù sao cũng chỉ là gánh nước thôi,
không chết được. Hơn nữa so với việc đến Thanh Khê trấn thì trừng phạt như vậy là nhẹ. Lâm Tiểu Trúc tự an ủi bản thân, nhận mệnh đi đến bên giếng, nơi này dùng phương pháo múc nước cực kỳ nguyên thủy, dùng dây thừng cột vào thùng gỗ rồi thả xuống nước, lắc lắc cho nước vào đầy thùng, lại dùng tay kéo dây thừng đưa thùng lên trên, vì vậy rất tốn sức, không giống nơi khác dùng bánh xe, chỉ cần quay trục là xong. Thùng gỗ vốn nặng, bộ dạng Lâm Tiểu Trúc lại vừa gầy vừa nhỏ, sức của nàng chắc chỉ có thể múc được nửa thùng nước một lần, nhưng mấy ngày qua nàng bị sai dọn dẹp nhà vệ sinh, mỗi ngày đều phải múc nước cho nên lực cánh tay cũng mạnh hơn, nên hiện giờ có thể múc được hơn nửa thùng nước. Gian nan múc nước từ giếng lên, lại gian nan đi thêm 10 bước đổ nước vào bồn. Lâm Tiểu Trúc ai oán nhìn thoáng qua, thấy hơn nửa thùng nước kia còn không đủ thấm ướt bồn nước. Viên Thiên Giã đã sớm sai Viên Thập đem ghế dựa ra, lúc này hắn tay cầm ly trà, lưng dựa lên ghế, nhàn nhã vừa uống trà vừa giám sát nàng làm việc. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Tiểu Trúc vừa mới bình tĩnh lại một chút đã trở nên tức giận, bắt một tiểu nữ hài gầy yếu như nàng múc nước, còn hai đại nam nhân to như trâu bò lại khoanh tay đứng nhìn, đã thế kẻ đầu sỏ còn nhàn nhã ngồi uống trà nữa chứ, thiên lý có còn không, cũng không biết chủ tử vạn ác gian xảo kia muốn nàng đổ đầy hai bồn nước để làm gì. 10 thùng nước rốt cuộc cũng đổ đầy một bồn nước. Lâm Tiểu Trúc thở hổn hển dựa vào bồn, xoa xoa cánh tay nhỏ bé, may mắn đã có 20 ngày dọn nhà vệ sinh rèn luyện, nếu không chỉ một bồn nước cũng có thể làm nàng quỵ ngã. Vất vả múc thêm 10 thùng nước đổ đầy cái bồn còn lại, Lâm Tiểu Trúc lúc này cảm thấy cánh tay không phải của mình nữa, thắt lưng đau nhức đến không thể thẳng, nàng lấy tay đỡ eo, cũng không hành lễ, chỉ hữu khí vô lực báo cáo với Viên Thiên Giã rồi chậm rãi rời khỏi. Viên Thiên Giã nhìn bóng dáng Lâm Tiểu Trúc biến mất khỏi cửa viện, nụ cười vẫn treo trên khóe miệng vì có thể làm Lâm Tiểu Trúc hận nghiến răng, chậm rãi lan tràn, cất giọng phân phó, đổ hết nước đi. Dạ, Viên Thập lên tiếng, đi đến bên bồn nước, rút cái nút dưới đáy bồn ra, nước từ trong bồn liền chảy vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhìn bồn nước cạn dần, Viên Thập thấp giọng nói, công tử, chuyện kia tính thế nào? Viên Thiên Giã liếc nhìn Viên Thập một cái, sao, ngươi sợ ta xử trí Lâm Tiểu Trúc sao? Không, không, thuộc hạ không dám. Viên Thập cuống quýt giải thích, thuộc hạ chỉ cảm thấy chuyện này Lâm Tiểu Trúc cũng không quá đáng, nàng tuy có đi Thanh Khê trấn nhưng không có chạy trốn mà. Bị Viên Thiên Giã nhìn chăm chú, thanh âm của Viên Thập nhỏ dần, trán đổ mồ hôi, công tử tuy khoa dung nhưng lại rất nguyên tắc, có một số việc không phải hắn có thể xen vào. Thấy ánh mắt Viên Thập trong suốt không pha lẫn tình cảm khác, Viên Thiên Giã mới thu hồi ánh mắt, nhớ tới Lâm Tiểu Trúc từng nói thỏ chết chó săn bị nấu, hắn trầm ngâm một hồi mới cao giọng nói, Viên Thành, có thuộc hạ Viên Thành không biết từ góc nào xông ra thi lễ với Viên Thiên Giã, truyền ta lệnh, phạt hộ vệ Tuần Sơn mỗi người 50 quân côn. Viên Thiên Giã thanh âm lạnh lùng, sơn trang này xây dựng đã 3 năm, thế nhưng lại xuất hiện sơ hở lớn như thế, lần này nếu không phải do Lâm Tiểu Trúc phát hiện thì không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Dạ, Viên Thành lên tiếng, thấy Viên Thiên Giã không nói gì lại hỏi, chỗ kia có cần bịt lại không? Viên Thiên Giã vô thức gõ tay lên thành ghế, không cần, mọi việc cứ để như bình thường, đừng để Lâm Tiểu Trúc phát hiện ra gì, có thể được vị gia kia coi trọng, nhiều người cầu mà không được nha, nhưng vị kia chơi trò nhân gian, rốt cuộc là có mấy phần thật tình, mấy phần thưởng thức đối với Lâm Tiểu Trúc thì chưa biết, cứ đi bước nào tính bước đó đi, còn tùy vào phúc phận của nàng, chúng ta chỉ có thể để ý mà thôi, chỉ sợ vị gia kia có thể từ Lâm Tiểu Trúc mà tra ra sơn trang chúng ta. Viên Thành lo lắng nói, chương 46, muốn diễn gì đây? Viên Thiên Giã vô tình cười cười, người không biết vị gia kia mới nói vậy, vị kia nhìn như mơ hồ, tính tình như tiểu hài nhi, nhưng thiên hạ này có chuyện gì mà giấu được hắn chứ, người cho là chúng ta ở đây làm gì? Hắn không biết sao, chẳng qua là muốn khôn sống mống chết thôi, công bằng, im lặng xem xét, ai có bản lĩnh thượng vị, chỉ cần không gây đại họa chết người,
không nhiễu loạn dân chúng thì hắn mặc kệ. Nhớ lại chuyện vị gia kia làm mấy năm qua, Viên Thành kính nể liếc mắt nhìn Viên Thiên Dã, công tử cao kiến, theo thiền ý của thuộc hạ, nếu vị gia kia biết được việc làm của công tử cũng không phải chuyện xấu, nói không chừng còn vì thưởng thức công tử, yêu quý tài hoa của công tử mà dốc hết sức hỗ trợ chúng ta nha, như thế công tử có thể khôi phục thân phận, không cần phiêu bạt bên ngoài, Viên Thiên Dã thản nhiên nói, mọi việc đều phải dựa vào chính mình mới có thể bền vững, nhờ vào người khác, có thể thành mà cũng có thể thất bại thảm hại, còn về thân phận, hắn khinh miệt nở nụ cười, không có nó ta đâu có mệt mỏi như bây giờ, sở dĩ làm mọi chuyện cũng vì cừu hận mà thôi. Không liên quan tới thân phận, Viên Thành im lặng, với tài năng cùng tâm tính của công tử quả thật không cần dùng thân phận để có được tiền tài và phú quý, nhưng thực ra không thể tuyên bố thân phận cũng là cho hắn phải mang rất nhiều gánh nặng. Viên Thiên Dã chuyển đề tài truyền lời của ta, nếu vị gia kia chủ động tìm tới cửa, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu lão nhân gia hắn. Dạ, Viên Thành đáp, sợ những lời vô ý vừa rồi của mình làm Viên Thiên Dã không vui, cũng chuyển đề tài, còn có 10 ngày nữa là mấy đứa nhỏ đã huấn luyện được 1 tháng, trong trang sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá, bên phía Nam Hải, Ngô Bình Cường có biểu hiện tốt nhất, còn trong đám con gái thì có Lâm Tiểu Trúc, đối với việc này công tử có gì phân phó không? Viên Thiên Dã khoát tay, không có gì, mọi việc cứ tiến hành theo bình thường đi. Viên Thành do dự trong chốc lát, lại hỏi, vậy Ngô Thái Vân kia, khi kiểm tra đánh giá có cần bố trí chút chướng ngại không? Không cần, lúc trước giữ nàng lại là vì an ủi Ngô Bình Cường, bây giờ nàng vẫn còn tác dụng, không cần quá mức chú ý, còn Lâm Tiểu Trúc cũng đừng vì quan hệ của nàng với vị gia kia mà nể nang nàng, kết quả thế nào? Phải dựa vào bản lĩnh của nàng, đương nhiên, nếu vị gia kia muốn dẫn nàng đi thì lại là chuyện khác. Dạ, Viên Thành thấy Viên Thiên Dã không nói gì nữa thì lui xuống, tuy Lâm Tiểu Trúc không biết nội dung cuộc nói chuyện của Viên Thiên Dã và Viên Thành nhưng lê thân thể mệt mỏi về lại viện, tâm tình cũng thả lỏng hơn, vừa vào cửa đã thấy Tô Tiểu Thư trông ngóng, tâm tình càng tốt hơn, ngọt ngào cười với nàng một cái, Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi đi làm cái gì? Có người hỏi, đừng nói nữa, Lâm Tiểu Trúc nhất thời nhăn mặt cúi đầu đi đến bên giường ngồi xuống, vì chuyện lần trước công tử muốn phạt ta, phải múc 20 thùng nước đổ đầy 2 cái bồn to mới được thả đi, càng thêm thảm hơn là phải làm chuyện này trong 1 tháng, vì chuyện Ngô Thái Vân sao? Tô Tiểu Thư liếc Ngô Thái Vân một cái rồi hỏi, ân, Lâm Tiểu Trúc đáp, thấy Ngô Thái Vân dù tìm cách che giấu vẫn không kiềm được vẻ vui sướng khi người gặp họa thì âm thầm lắc đầu, cầm lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa. Tiểu Trúc tắm rửa xong đem quần áo đến đây, ta giúp ngươi giặt. Tô Tiểu Thư dặn với theo, được. Lâm Tiểu Trúc quay đầu, cảm kích cười với nàng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Trúc cả người đau nhức tỉnh lại, thấy mọi người đều đã rửa mặt xong đi ra ngoài luyện công, nàng mới gian nan bỏ xuống giường, rửa mặt sạch sẽ, sau đó nén đau mà quét sân rồi múc nước dọn dẹp nhà vệ sinh. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng luôn rất kiên trì với công việc, không làm thì thôi, nếu đã quyết tâm thì sẽ làm đến cùng, cho nên dù chỉ động một ngón tay cũng làm cả người đau nhức thì nàng vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Nàng không biết ở một góc nào đó có một đôi mắt chằm chằm theo dõi nàng, nhìn nàng khó khăn nhưng không chút do dự, không chút lùi bước, cũng không có lời oán giận nguyền rủa, thì tán thưởng gật đầu rồi cắm cúi viết vào một cuốn sổ nhỏ. Làm xong mọi việc, Lâm Tiểu Trúc vừa nằm trên giường chợp mắt được một lát thì mọi người cũng luyện công trở về, sau đó ăn điểm tâm, tiếp theo là mấy canh giờ viết chữ cực kỳ buồn tẻ đối với nàng. 5 ngày trước đã kết thúc khóa học quy củ, Lâm Tiểu Trúc động tác không sai một chút nào, dễ dàng đạt được vị trí đầu, cho nên giờ học quy củ trước kia được đổi thành viết chữ, mà đám nhỏ Viên Thiên Dã mua về đều khá thông minh, tốc độ học rất nhanh, chỉ mới 15 ngày đã học xong Tam Tự Kinh, đang bắt đầu chuyển sang Thiên Tự Văn, Lâm Tiểu Trúc cố ý học chậm lại thì cũng chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành xong Thiên Tự Văn, có điều sau khi nàng bị Lý Linh Nhi tố giác việc ngủ gật, sau này không dám ngủ trong lớp nữa, nhàm chán quá, nàng ngẩn người nhìn chằm chằm cuốn sách, hồi tưởng lại những tri thức
nàng đã học ở kiếp trước, nàng phát hiện, thời gian trôi qua, trí nhớ trong đầu nàng cũng ngày càng mơ hồ, nàng không thể đem những gì trong đầu viết ra nên chỉ có thể thông qua cách như vậy để lưu giữ trong đầu lâu hơn một chút. Sau khi chịu đựng cánh tay đau nhức để viết chữ thật đẹp theo yêu cầu của phu tử xong, Lâm Tiểu Trúc trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt cuối cùng vẫn quyết định đến Thanh Khê Trấn, tuy nàng vẫn cảm thấy nếu muốn Viên Thiên Giã không biết chuyện thì hành động sáng suốt nhất là từ nay về sau không nên đi vào thông đạo kia nữa, nhưng Lâm Tiểu Trúc cũng biết nếu nàng muốn tự do, muốn sống cuộc sống theo ý mình thì phải thoát khỏi khống chế của Viên Thiên Giã đối với nàng. Nếu nàng vẫn bị Viên Thiên Giã nắm trong tay, cho dù sau này trở thành một cây đại thụ có thể che trời thì phía trên đầu vẫn bị bao phủ bởi bầu trời của họ Viên, giống như Viên Ngũ, Viên Thập, dù có luyện thành tuyệt thế võ công thì chẳng qua cũng chỉ là đổi sang họ Viên và ban cho cái tên mà thôi. Mà hiện tại, tuy rằng Tiết lão gia tỏ vẻ không mang nàng theo nhưng Lâm Tiểu Trúc có trực giác, hắn là ánh mặt trời chiếu sáng cho cuộc sống đang u ám vì bị Viên Thiên Giã nắm trong tay, nếu nàng không gắt gao bắt lấy, có lẽ cả đời này không có hy vọng nữa. Thấy Lâm Tiểu Trúc nhanh tay lượm củi rồi chạy lên núi, trong mắt Tô Tiểu Thư tràn đầy sầu lo, há miệng nhìn theo nàng, tính nói gì đó rồi lại thôi. Lâm Tiểu Trúc thuần thục đi rất nhanh qua thông đạo, vào hậu viện hoang vu rồi lại quen thuộc vượt qua bức tường, đi thêm một đoạn ngắn, vượt qua dòng suối nhỏ, xuyên qua hai cái ngõ nhỏ là đến trước cửa viện kia, nàng rất hạn chế việc đột nhiên mất ở đường nhỏ. Hy vọng có thể che giấu cái miệng giếng kia, tuy nàng từng hoài nghi Tiết lão gia tử biết thân phận của nàng, biết nàng đến từ đâu, thậm chí còn hoài nghi hắn là do Viên Thiên Giã an bài, bởi vì hắn chưa từng hỏi hành tung của nàng, cũng không hỏi chủ tử của nàng là ai, nhưng nàng cảm thấy hắn biết hay không là một chuyện, còn mình phải tính toán lại là chuyện khác, chỉ cần nàng cố gắng hết sức, kết quả thế nào thì tùy ông trời, nhưng nếu nàng không làm gì hay làm không được tốt thì đó là lỗi của nàng, mà nàng sẽ không cho phép mình mắc sai lầm như vậy. Hôm nay Trương Đông không có ở ngoài viện quét rác mà trong viện vang lên tiếng nói chuyện của hắn cùng Tiết lão gia tử. Lâm Tiểu Trúc đi vào phòng bếp thì thấy Tiết lão gia tử đứng bên cạnh bàn, lớn giọng nói, nhanh nói bọn họ dọn cho xong đi, động tác mau một chút. Trương Đông thì đang lấy đồ vật từ trong hai cái sọt để lên bàn, miệng hỏi, mấy cái này để chỗ nào, để làm gì? Nhìn một đống đồ vật để trên bàn, Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc trừng mắt, chuyện gì đây? Chương 47, nếm thử hương vị, phần 1, nha đầu, người đã đến rồi. Tiết lão gia tử quay đầu, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc thì tươi cười vẫy tay với nàng, đến đây đi, đây là cái gì? Lâm Tiểu Trúc đi qua đi, tò mò nhìn án đài, lão đầu nhi nhìn đống đồ trên bàn, ngạo nghễ nói ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để trở thành một đại sư. Đại sư? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên một lát, ngẩng mặt tỉ như có thể bào củ cải mỏng như sợi tóc mà không bị đứt, hay làm thế nào đem đậu trộn vào mình cua, lại có thể nấu củ cải trắng ăn còn ngon hơn sơn chân hải vị. Tiết lão gia tử liền cắt ngang lời nàng, trách cứ, nói bậy. Nghe thêm mấy câu sau thì trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhướn mày, trầm tư hồi lâu mới mở to mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi liên thanh, đem đậu dồn vào mình cua có hương vị thế nào, ai có thể nấu củ cải trắng còn ngon hơn sơn chân hải vị, người đã ăn đồ ăn như thế ở đâu, ta nếm không ít mỹ vị trong thiên hạ, còn chưa nghe nói tới những món như thế à. Ách, Lâm Tiểu Trúc nhức đầu, ta tự mình suy diễn rồi nói lung tung thôi, nàng lôi kiến thức kiếp trước cùng những món ăn hiện đại nói ra thật trôi chảy. Không ngờ Tiết lão gia tử lại có phản ứng lớn như thế, tuy không biết hắn có đạo hạnh gì nhưng không điên bất thành ma, hắn có thể bỏ mặc người hầu, một mình đến Thanh Khê Trấn chỉ để ăn không lục ngư đã cho thấy. Hắn là kẻ cuồng ăn ngon rồi, giờ nhìn hai mắt sáng ngời dọa người của hắn, nàng mới thấy hối hận, quyết định sau này không nên nói hớ như thế nữa, nói lung tung. Tiết lão gia tử bị Lâm Tiểu Trúc khơi dậy nhiệt tình cùng hy vọng, nghe ba chữ này liền thấy như bị hắt nước lạnh, mặt hết xanh lại trắng, mồm há hốc nhưng mãi vẫn không thể trách mắng nàng được. Hít sâu mấy lần, hắn mới bình ổn được cảm xúc, vỗ vỗ đầu Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói, không ngờ ta chỉ là thấy ngươi tâm chính, lòng có lý tưởng nên mới quyết định thu ngươi làm đồ đệ,
không ngờ lại gặp được đứa nhỏ có tư chất tốt như thế, tốt, rất tốt. Lâm Tiểu Trúc ngẩn ngơ, tư chất tốt, hơn 20 ngày trước nàng bị Viên Lâm loại cũng vì tư chất không tốt, mà giờ chỉ thuận miệng nói một vài món ăn đã được khen là tư chất tốt. Nàng cảm thấy mấy người này đánh giá tư chất người khác cũng tùy tiện như ăn cơm uống nước vậy đó. Há miệng là có thấy Lâm Tiểu Trúc ngẩn ngơ, Tiết lão gia tử cũng không giải thích mà kéo nàng đến trước bàn, lại nhét một chén nước vào tay nàng, đến, ngươi nếm thử những thứ trên bàn đi, sau đó nói cho ta biết cảm nhận của ngươi. Tuy không hiểu ý của hắn nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn nghe lời dùng đũa chấm vào cái bình đựng thứ gì đó đen tuyền rồi nếm thử, vừa rồi nàng phát hiện thì ra mấy đống chai lo chất đầy trên bàn là dùng để chứa gia vị, muối, đường, tương, giấm chua, mỗi dạng còn có vài loại tương ngọt. Lâm Tiểu Trúc buông chiếc đũa, thực quyết đoán nói, sau đó cầm lấy lọ tiếp theo, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm tương vừng, trứng cá muối, mắm tôm, tương đậu tằm. Lâm Tiểu Trúc kiếp trước thích ăn, tuy thứ tốt không phải nhiều nhưng so với dân chúng cổ đại bình thường vẫn hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng lại có cái lưỡi xuất sắc, chỉ cần hương vị nào đã nếm qua, liên tưởng với kiến thức kiếp trước đều có thể phân biệt được rõ ràng. Mỗi lần Lâm Tiểu Trúc nói ra một cái tên, ánh mắt Tiết lão gia tử lại càng sáng lên, biểu tình trên mặt ngày càng hưng phấn. Gì, đây là cái gì? Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng dừng bước tới một loại tương. Hai mắt còn sáng hơn Tiết lão gia tử, hương vị này, thật tuyệt vời. Tiên tương, đem lá đào trưng mềm, sánh lại rồi bỏ vào bình, 7 ngày sau đem ra để nơi không có ánh mặt trời 7 ngày, sau đó cứ mỗi cân đào diệp cho 2 phần muối, khi đó sẽ có tiên tương. Tiết lão gia tử giải thích cặn kẽ. Lâm Tiểu Trúc ghi nhớ lời Tiết lão gia tử trong đầu rồi chuyển sang bình kế tiếp, lấy thìa múc thử một ngụm, đây là nước tương, không đúng. Vị của nó khác nước tương, so với nước tương nhẵn mịn hơn cũng ngon hơn, hình như có hương vị của măng. Lão đầu nhi khen ngợi nói, đây là duẩn du, khi phía nam làm măng, nước nấu luôn không thay đổi mà khi nước này biến thành màu đen, hương vị càng thuần hậu, càng ngon hơn, đây chính là thứ tốt, chỉ có những tăng nhân ẩn cư trong núi mới có cơ hội hưởng dụng, người bình thường ít khi có được. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, tiếp tục nếm thử lọ kế tiếp, cau mày suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì? Sao giống nước muối vậy? Có điều nước này so với nước bình thường thô hơn một chút. Tiết lão gia tử trợn tròn mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc như nhìn thấy quái vật, làm sao vậy? Lâm Tiểu Trúc sờ sờ mặt mình, có chút khó hiểu. Hồi lâu Tiết lão gia tử mới thở dài một tiếng, cảm khái nói, trước loại tương này, hương vị nồng đậm, chỉ cần nếm qua một hai lần thì nếu không phải người đặc biệt ngu xuẩn đều phân biệt được, cho nên ngươi có thể gọi tên cũng không có gì là lạ. Cho đến duẩn du, ngươi bắt đầu làm ta ngạc nhiên, mà ngươi có thể nói thứ này khác nước muối, còn phân biệt được nó thô hơn nước. Nha đầu, lưỡi của ngươi không đơn giản nha, đủ để bằng một nửa lão đầu nhi ta. Nghe tới câu cuối, Lâm Tiểu Trúc thật giờ khóc giờ cười, lão nhân nhi này, rốt cuộc là khen nàng hay tự tâm bốc hắn. Đây là Yêm Tuyết, lão đầu nhi nghiêm nét mặt nói, thời điểm hạ tuyết vào tháng chạp, cứ một tầng tuyết là một tầng muối rồi đem ủ thật kỹ, đến hạ liền lấy nước này ra nấu với thịt tươi, không bỏ thêm gì khác. Thịt được nấu với Yêm Tuyết không khác gì thịt muối, màu sắc đỏ tươi, để vài ngày cũng không hư, dùng nó nấu thức ăn khác, hương vị cũng rất ngon. Thì ra là nước tuyết. Hai mắt Lâm Tiểu Trúc cũng sáng lên, nàng biết cái lưỡi của thân thể này rất mẫn cảm, lại không ngờ nó lợi hại như vậy, ngay cả nước tuyết cũng có thể phân biệt được, trong lòng không khỏi có chút đắc chí. Trương Đông ở bên cạnh cũng nghe đến nhập thần, cảm khái nói, Tiết lão gia, ngài nói vậy tiểu nhân cũng biết được cách dùng Yêm Tuyết, nhưng sao ngài không nói cách dùng tiên tương, duẩn du với Tiểu Trúc cô nương. Tiết lão gia tử liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, nha đầu, ngươi muốn biết cách sử dụng chúng sao? Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, hưởng qua hương vị, biết chúng hương vị thế nào là được rồi. Nga, nói lý do. Tươi cười trên mặt Tiết lão gia tử càng tươi, ánh mắt càng sáng hơn. Chương 48, nếm thử hương vị, phần 2. Lúc mới đầu, Lâm Tiểu Trúc quả thật không
hiểu dụng ý của Tiết lão gia tử, nhưng một lát sau, nàng đã hiểu được sự dụng tâm lương khổ của hắn, cười đáp, chẳng phải từ đầu sư phụ đã nói sẽ dạy ta trở thành đại sư sao? Ta nghĩ, đầu bếp và đại sư khác nhau ở chỗ họ vận dụng nguyên liệu nấu ăn như thế nào, một đầu bếp chỉ biết vận dụng cách thức của tiền nhân, cho dù làm ra đồ ăn ngon thì cùng lắm cũng chỉ là đầu bếp vĩ đại mà thôi, nhưng nếu làm ra thứ tiền nhân chưa từng nghĩ ra hay chưa từng làm được, nâng việc nấu ăn lên thành nghệ thuật, biến người nấu ăn trở thành nghệ sĩ, phát huy tối đa trí tưởng tượng, làm ra mỹ vị trước giờ chưa từng có, như vậy cho dù hắn chỉ làm ra một món ăn thì cũng có thể xưng là đại sư. Cho nên trước khi sư phụ dạy nghề cho ta liền muốn ta nếm thử hương vị, hiểu các loại gia vị, nắm bắt hương vị các nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình nghĩ ra cách chế biến món ăn, mới có thể không đi theo vết xe cũ, sửa cũ thành mới. Hảo, nói rất đúng, mặt mày Tiết lão gia tử sáng bừng lên, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc từ tán thưởng trở thành nóng bỏng, đứa nhỏ này, tư chất hiếm có, vị giác lại mẫn cảm, lại thêm ngộ tính này cũng cực kỳ hiếm thấy, hắn không nói tiếng nào, nàng đã hiểu rõ thâm ý trong đó, thậm chí ngay cả điều mình không nghĩ tới, nàng cũng nói ra luôn, sư phụ cả đời này, ăn qua vô số mỹ thực, nếm hết mỹ vị thiên hạ, cũng gặp rất nhiều đầu bếp, nhưng chỉ có đại sư mới làm ra hương vị ngon nhất, yêu thích món ăn của mình, sành ăn, biết rõ hương vị của nguyên liệu nấu ăn, biết cách điều phối chúng, đem chúng đạt đến hiệu quả cao nhất. Lâm Tiểu Trúc gật đầu đồng ý, thấy vậy Tiết lão gia tử rất vui mừng, lôi kéo nàng nói, đến, nếm thử toàn bộ gia vị một lần, ngươi không chỉ phân biệt chúng mà còn phải nhớ kỹ hương vị của mỗi loại, cái nào không biết thì hỏi sư phụ. Dạ, kế tiếp, Lâm Tiểu Trúc lần lượt nếm thử từng loại gia vị trên bàn, cùng không biết Tiết lão gia tử tìm ở đâu ra mà toàn là muối, muối biển, muối hầm, muối hột, muối hồ, nhai muối, màu sắc và hương vị bất đồng. Đợi Lâm Tiểu Trúc nếm xong các loại gia vị, thì không biết Trương Đông đã chuồn đi khi nào cũng đã trở lại, còn có cả Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu cầm trong tay thực hộp, vừa vào cửa liền thi lễ với Tiết lão gia tử, cười nói, Tiết lão gia, không lục ngư của ngài đây. Nói xong mở thực hộp ra, đem một đĩa cá kho tộ để lên bàn, lại nói, không phải tiểu nhân tự khoe nhưng mà ngài thật có phúc khí nha, phải biết rằng không lục ngư chỉ có ở khe suối kia, nơi khác hoàn toàn không có, mà số lượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa lúc này đã là tháng 9, theo lý mà nói thì đây không phải là mùa của không lục ngư, năm rồi khó khăn lắm mới bắt được vài con, không ngờ mấy ngày nay đều có người mang tới, vừa vặn để cấp cho Tiết lão gia, đây không phải là thiên đại phúc khí thì là gì nữa. Tiết lão gia được hắn nịnh nọt thì mặt mày hớn hở, vỗ râu tự đắc, còn phải nói, không xem lão đầu nhi ta là ai, không lục ngư muốn trốn thì cũng phải đợi lão gia ta ăn đã ghiền đã. Nói xong vung tay lên bảo Lâm Tiểu Trúc mau đến đây, nhân lúc nó còn nóng, nếm thử đi. Lâm Tiểu Trúc đã sớm bị đĩa cá kia hấp dẫn, nói là đĩa cá nhưng thực ra trên đĩa chỉ có hai con cá nhỏ bằng hai ngón tay, được chiên vàng rộm, sau đó lại sốt với tương đó, thêm lá hành xanh biếc, sợi gừng màu vàng, trông rất đẹp mắt, nhưng hấp dẫn nàng không phải điểm này, mà khi Trương Đại Ngưu vừa vào cửa, thực hộp còn chưa mở ra, nàng đã ngửi được một mùi thơm, đến khi đĩa cá được đặt lên bàn thì cả phòng bếp như tràn ngập mùi thơm của cá. Không đợi Tiết lão gia tử nói thêm, Lâm Tiểu Trúc đã nhanh chóng chạy đến, nàng cũng biết món cá này nhất định là Tiết lão gia tử gọi cho nàng, tuy vậy nàng cũng không đến nỗi bị món ngon làm đầu óc u mê, cầm lấy một đôi đũa sạch đưa cho Tiết lão gia tử, ngọt ngào cười, sư phụ dùng trước đi. Nói xong còn quay đầu nhìn Trương Đông và Trương Đại Ngưu, rồi lại nhìn Tiết lão gia tử như muốn xin ý kiến, có cần lấy đũa cho bọn họ không, vào nhà thì là khách, nàng và hắn ăn uống, để hai người kia đứng nhìn thì không hay cho lắm, nhưng vừa rồi đã nghe những lời Trương Đại Ngưu nói, cũng biết Tiết lão gia tử ăn hai bữa cơm đã hết 80 lạng bạc, như vậy thứ này không rẻ nên không dám tùy tiện lên tiếng. Trương Đại Ngưu làm tiểu nhị trong tửu quán, cả ngày đón khách, nhìn sắc mặt mà làm việc nên rất hiểu ý tứ trong mắt Lâm Tiểu Trúc, không đợi Tiết lão gia tử lên tiếng đã cười nói,
Hai vị cứ từ từ dụng, tiểu nhân mượn viện của quý vị dùng một chút, muốn cùng Trương Đông nói vài câu, nói xong liền chắp tay, kéo Trương Đông đi vào bếp. Tiết lão gia tử rất hài lòng hành vi của Lâm Tiểu Trúc, cầm đũa gắp một miếng cá, bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, cười nói, ngươi cũng mau ăn đi. Lâm Tiểu Trúc cũng không nhịn được nữa, vội vàng gắp một miếng, con cá này bề ngoài được chiên vàng óng, xốp giòn ngon miệng nhưng thịt bên trong lại mềm mại dị thường, nhấm nháp một chút đã như hòa tan trong miệng, đồng thời một mùi vị không nói nên lời cũng tràn ngập trong khoang miệng, mùi hương rất nồng đậm, dù vừa rồi nàng nếm thử nhiều muối, đường, tương, giấm chua, đầu lưỡi đã không còn mẫn cảm như bình thường nhưng vẫn bị hương vị này làm kinh ngạc. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tiết lão gia tử khi nói đến con cá này lại dùng từ tiên để hình dung. Không phải vì thiếu vốn từ mà thực sự vị con cá này quá mức ngon, ngoại trừ từ tiên thì không từ nào có thể miêu tả được hết. Con cá này, ta đã từng hỏi bọn họ cũng nhìn lén bọn họ chế biến, cũng không phải dùng cách đặc biệt gì, chỉ là kho tàu bình thường thôi. Hương vị ngon như vậy là do bản thân cá này đã như vậy. Tiết lão gia buông đũa nói, loại cá này sinh trưởng trong nham động tối đen, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Không biết lấy gì để ăn, thời gian sinh trưởng lại lâu dài, cho nên mới có tên không lục ngư. Ta cũng đã tới xem qua cái hang kia, nước ngầm cực kỳ trong suốt, hơn nữa cũng do đặc thù của loại cá này, sinh trưởng trong hoàn cảnh độc đáo nên hương vị mới ngon như thế. Nói xong xem xét Lâm Tiểu Trúc hỏi, ăn con cá này, ngươi có ý nghĩ gì? Chương 49, giống đến giống đi. Lâm Tiểu Trúc biết đây cũng là một bài kiểm tra liền buông đũa, nghĩ nghĩ nói, trên đời này luôn có nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc thù, có thể làm ra mỹ vị nhưng những mỹ thực đó chỉ những người có tiền lại trong lúc cơ duyên xảo hợp mới ăn được mà thôi. Nếu dùng nguyên liệu nấu ăn đặc thù làm ra mỹ vị thì ngoại trừ tán thưởng một tiếng cũng không thấy có gì đặc biệt hơn người, nhưng nếu dùng nguyên liệu bình thường mà làm ra mỹ vị, đó mới chính là cao thủ nấu ăn a. Nói đúng lắm, hôm nay Lâm Tiểu Trúc quá mức xuất sắc nên giờ nàng nói thế nào, Tiết lão gia tử cũng không thấy kỳ quái, giống như lời ngươi nói, đem rau cải bình thường chế biến thành sơn chân hải vị, đó mới là đại sư chân chính. Lâm Tiểu Trúc im lặng, làm được như thế, nói dễ hơn làm nha. Lúc trước nàng từng nghe nói qua việc đem rau cải trắng chế biến như sơn chân hải vị, nhưng để làm được như thế không chỉ phải cực chú ý mà chi phí cũng không nhỏ, dân bình thường sao có khả năng ăn được. Nhưng nghĩ tới những món ăn chay trước kia, thêm món bí đao thông thường cũng được Lý Duy Trụ xào đến người ta thèm nhỏ dài, nàng liền bình tâm lại, dù thế nào, có thể học nấu ăn, đem những thứ bình thường nấu thành mỹ vị, thỏa mãn sở thích ăn uống của mình cũng làm cho người khác vui vẻ là đủ rồi. Đến, cứ lo nói chuyện, ăn hết con cá này đi đã. Tiết lão gia tử thúc giục, nhớ tới mình hôm nay không thể nấu cơm cho Tiết lão gia tử, mà hắn lại không quen ăn cơm Trương Đông nấu. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, không cần, ta nếm thử một miếng là được, giữ lại để ngài ăn cơm chiều đi. Con cá này ngon như vậy, cho dù Tiết lão gia tử ăn hết món ngon trong thiên hạ vẫn nhịn không được muốn ăn thêm, mà Lâm Tiểu Trúc còn nhỏ lại biết ức chế dục vọng của mình để dành phần cho người khác, càng làm Tiết lão gia tử thêm hài lòng với nàng. Không nhường nhịn nữa mà gọi Trương Đại Ngưu vào tính tiền. Trương Đại Ngưu đi vào, cười nói với Tiết lão gia tử, tổng cộng 8 lượng bạc, cảm ơn. Gì? Lâm Tiểu Trúc chấn động, nhìn về phía lão đầu nhi. Trương Đại Ngưu vội vàng giải thích, tửu quán chúng ta tuy không lớn nhưng cũng đã mở hơn 10 năm rồi. Không dám bắt ép khách, cũng không dám tính đắt một văn tiền, bởi vì không lục ngư chân quý hiếm có, nơi nào cũng bán 2 lượng bạc một con. Tiểu Trúc cô nương không tin cứ ra đường hỏi thăm là biết, giá này hợp lý. Tiết lão gia tử gật đầu, sau đó lục lọi trong ngực lấy ra một đống bạc vụn và tiền đồng đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Ta không kiên nhẫn đếm, ngươi tự lo đi. 8 lượng, ngày đó Tiết lão gia tử nói với nàng, hắn chỉ còn 20 lượng bạc mà 4 con cá này đã hết 8 lượng, Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn ăn 2 ngày đã hết 80 lượng bạc, cứ thích ăn ngon như vậy.
hết tiền cũng là chuyện bình thường, nàng nhìn đống bạc vụn và tiền đồng, lại nhìn mấy lọ gia vị trên bàn, phòng chừng chỗ này cũng tốn không ít tiền a. Nàng thực muốn trả hai con cá chưa ăn lại cho Trương Đại Ngưu, đếm tiền đưa cho Trương Đại Ngưu xong, Lâm Tiểu Trúc đưa 10 lượng bạc còn lại cho Tiết lão gia tử, lo lắng nói, sư phụ, ngài trăm ngàn lần phải tiêu xài tiết kiệm một chút nha, về phần nguyên liệu học nấu ăn, vốn phải do đồ nhi thu xếp nhưng hiện giờ Tiểu Trúc không có năng lực, ngài chỉ cần nói rõ hương vị các loại nguyên liệu cùng cách dùng và những gì cần chú ý là được, sau này có cơ hội ta sẽ chậm rãi thực hành, Tiết lão gia tử gật gật đầu, vẫy vẫy tay, được rồi, ta đã biết, cũng không còn sớm, mau trở về đi. Nhưng ngày hôm sau, khi Lâm Tiểu Trúc đến thì cũng thấy trong bếp chất đầy các nguyên liệu nấu ăn, có hải sâm, móng giò táo đỏ, vây cá, da cá, hạt dẻ, nấm hương, chân giò, Tiết lão gia tử cười tủm tỉm nói, đến đây, đồ nhi. Hôm nay sư phụ sẽ dạy ngươi làm món Phật nhảy tường, làm Phật nhảy tường, trước tiên phải hầm gà lấy nước, rồi lấy nước dùng cùng với các loại nguyên liệu tinh tế nấu qua vài lần, phải đến 10 lần, trong lúc hầm canh còn chuẩn bị thịt bò và các loại rau xanh, vì thế Trương Đông ở ngoài sân thường hay nghe tiếng Tiết lão gia tử giống lên, ngươi nhìn xem, ngươi sắt như vậy mà gọi là sợi sao, có lớn có nhỏ, lại còn thô nữa, đến khi xào lên, cộng mỏng thì mềm, cộng thô thì cứng, ta chưa từng luyện qua đao công, sao có thể sắt thành sợi như ngài nói được, làm được vậy cũng đã không dễ, nếu không, sư phụ cắt cho ta xem đi, Lâm Tiểu Trúc lớn tiếng đáp trả. Ngộ tính, ngươi hiểu hay không, chúng ta là thiên hạ đệ nhất phái, chỉ có truyền miệng, không có thị phạm, học được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào ngộ tính, nhanh, sắt lại lần nữa đi, tiếng dao sắt đổ lại vang lên, chốc lát sau đã nghe Tiết lão gia tử ồn ào, ta đã nói với ngươi, tổ yến phải lấy lông, hải sâm thì lọc sạch bùn, vây cá phải trừ bỏ cắt, gân nai cần phải ngâm, thịt thì có sớ cắt không đúng sẽ dai, vịt có thận tanh hôi, cần phải làm sạch, Trương Đông lắc đầu cười khổ, lão gia tử này, nấu chút đồ ăn mà suýt chút nữa làm bay cả nóc phòng bếp, hắn lại rất không kiên nhẫn, mỗi loại chỉ nói một lần liền bắt Tiểu Trúc cô nương làm thử, làm một lần đã muốn nàng làm ra mỹ vị ngon nhất mà hắn đã ăn qua, nếu là vậy thì Tiểu Trúc cô nương không còn là người nữa mà là thần tiên rồi, tuy nhiên Tiểu Trúc cô nương cũng thật kiên cường, miệng thì cãi lại nhưng vẫn không nề hà làm lại một lần, cho đến khi Tiết lão gia tử vừa lòng, Trương Đông tuy không có kiến thức gì nhưng đường huynh hắn là đồ đệ của đầu bếp trong tửu quán, 2-3 tháng cũng chỉ được luyện sắt củ cải, luyện đao công, luyện trước công, phân biệt nguyên liệu nấu ăn, cách gọi tên các món ăn, phải 1 năm sau mới có thể đứng nấu. Không mất mấy năm luyện tập, không thể làm ra đồ ăn ngon được mà lão nhân nhi này, đao công, trước công đều không dạy, lại chỉ nói hương vị món ăn và cách sử dụng nguyên liệu có một lần liền bắt Tiểu Trúc cô nương nấu, còn nói nghe hay lắm là phải có ngộ tính, làm không hài lòng thì lớn tiếng ồn ào, trong mắt Trương Đông, hai người giống như là gia gia trêu chọc cháu, mỗi ngày cứ ầm ĩ với nhau giết rồi trở nên thân quen hơn, Tiểu Trúc cô nương không gọi sư phụ nữa mà gọi là lão đầu nhi, Tiết lão gia tử lại như rất thích, mỗi lần bị gọi như vậy, thanh âm sẽ nhỏ hơn nhiều, lão đầu nhi, chúng ta còn thừa bao nhiêu bạc, Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng làm xong món ăn mà lão đầu nhi hài lòng, thừa dịp hắn uống nước liền hỏi tới vấn đề mình vẫn canh cánh trong lòng, nhiều vật liệu chân quý như vậy, khẳng định là tốn rất nhiều bạc nhưng cũng hơn 10 ngày rồi, vẫn chưa thấy thủ hạ của hắn đến tìm, điều này làm nàng rất lo lắng, chương 50, bán thực đơn lão đầu nhi lục lọi túi tiền, lấy vài cái tiền đồng, nhìn một hồi rồi trừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc còn thừa 16 văn tiền, Lâm Tiểu Trúc cũng không lấy làm ngạc nhiên, mấy thứ tổ yến, vây cá đâu phải rẻ, nên 20 lạng bạc có thể kéo dài đến 9 ngày đã ngoài ý muốn của nàng lấy trong lòng ra 80 văn tiền, nhét vào tay lão đầu nhi, số tiền này không nhiều lắm nhưng cũng đủ để mua gạo và thức ăn trong mấy ngày, ngài cầm đi, không cần mua nguyên liệu nấu ăn nữa,
sư phụ chỉ cần nói hương vị và cách thực hiện các nguyên liệu sắp tới, sau này có cơ hội ta sẽ tập luyện, tuy đây không phải là tiền nàng bán mình nhưng cũng là 1/3 gia sản của nàng a. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không lấy ra cho lão đầu nhi xem tiền như cặn bã, tiêu tiền như nước kia, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những không thu tiền học phí của nàng, còn dùng tiền của mình mua vô số nguyên liệu nấu ăn, dốc lòng dạy nàng chủ nghệ, điều này làm nàng thập phần áy náy. Quan trọng hơn, dù hắn lớn tiếng răn dạy thì nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của hắn, lúc này trong lòng nàng cũng xem hắn trở thành gia gia của mình, nếu cần thiết, đừng nói là 1/3 gia sản, có đưa toàn bộ, nàng cũng không tính toán, sau này nàng được tự do, nhất định sẽ báo đáp hắn. Tiết lão gia tử nhìn mấy đồng tiền bóng lưỡng trong tay mình còn mang theo độ ấm, hiển nhiên là vẫn được người mang theo bên mình, ánh mắt lóe lên, không từ chối, thu tay lại nói, đi đi, rồi lại trừng to mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, nhưng ngươi đừng mong được nhàn hạ, không luyện tập sao được, cho nên nguyên liệu nấu ăn vẫn phải mua. Không phải muốn nhàn hạ, Lâm Tiểu Trúc nhăn mặt, thật sự là không có tiền thôi, ngoại trừ chỗ này, ta chỉ còn 190 văn tiền bán mình, nhưng số tiền đó không thể động vào, nếu hạ nhân của ngài không đến, chúng ta vừa phải ăn vừa phải mướn người đi báo tin, đụng một chút đều cần đến tiền a. Lão đầu nhi trừng mắt hỏi, lúc trước ngươi đã nói gì, ta nói cái gì? Lâm Tiểu Trúc khó hiểu nhìn hắn, Tiết lão gia tử gõ đầu nàng, ngươi chẳng phải đã nói trong điều kiện hữu hạn nhất cũng làm cho mọi người ăn được càng nhiều mỹ thực sao, hiện giờ trong tay chúng ta có bí phương, bán một cái là có tiền xài, cần gì phải đi xin ăn chứ. Lâm Tiểu Trúc chớp mắt, bán bí phương, không phải. Nàng không nghĩ tới cách này nhưng bí phương là của lão đầu nhi, hắn dạy cho nàng đã là đại ân, nào dám chủ động mở miệng đòi bán nó. Hơn nữa cũng chưa tới mức sơn cùng thủy tận a. Đi, hôm nay chúng ta không làm đồ ăn, đến tiểu lâu tìm trưởng quầy nói chuyện đi. Lão đầu nhi đứng lên, đến tiểu lâu, Lâm Tiểu Trúc hưng phấn hẳn lên, đi theo Tiết lão gia tử ra cửa, nghĩ nghĩ lại gọi thêm Trương Đông, hắn là người địa phương, nếu có xảy ra xung đột gì đó thì cũng có người hỗ trợ giải quyết, nếu không với tính tình nóng nảy lại duy ngã độc tôn của Tiết lão gia tử, nàng sợ hắn sẽ gặp phải phiền toái. Tiết lão gia tử lại không đến tiểu tử quán mà đến tiểu lâu lớn nhất trấn ở phía đông Túy Phúc lâu. Tiểu lâu trang hoàng hoa lệ, thoạt nhìn việc làm ăn khá tốt, lúc này còn chưa đến giờ cơm đã có 3 bàn kín đầy khách. Khách quan, ngài đã tới, mời vào trong, mời vào trong. Tiểu nhị thấy Tiết lão gia tử tuy quần áo vải thô thông thường nhưng dáng người uy nghi, khí thế bất phàm, đi theo sau còn có nha đầu và gã sai vặt nên không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy tới tiếp đón. Trưởng quầy đâu, ta tìm trưởng quầy của ngươi. Tiết lão gia tử không thèm để ý hắn, quét mắt nhìn trong lâu một cái, không thấy trưởng quầy mới quay sang hỏi tiểu nhị. Trưởng quầy, tiểu nhị không giấu vết đánh giá lão đầu nhi, muốn tìm hiểu ý đồ của hắn nhưng mặt vẫn tươi cười vui vẻ, không biết vị gia này tìm trưởng quầy có gì không, ngươi gọi hắn ra thì sẽ biết. Tiết lão gia tử không muốn nói nhiều với tiểu nhị, tự tìm cái bàn ngồi xuống, xem ra cũng không phải đến gây phiền toái. Tiểu nhị không dám tự quyết, vội lên lầu gọi trưởng quầy, vị khách quan này, không biết muốn ăn cái gì. Trưởng quầy là một lão nhân mập mạp chưa đến 50 tuổi, khi cười rộ lên thì hai mắt tít thành một đường, y trang Phật Di Lặc, chắp tay khách khí nói với Tiết lão gia tử. Lão đầu nhi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, thức ăn của ngươi, già đã ăn qua thực sự không được ngon lắm, cho nên hôm nay ra tới đây không phải để ăn cơm mà muốn bàn một giao dịch với ngươi, Nga. Không biết vị khách quan này muốn bàn giao dịch gì với ta. Tươi cười trên mặt trưởng quầy nhạt dần, khách còn ngồi đầy trong lâu, vị lão gia mặc áo vải quần thô này lại dám nói thức ăn không ngon, khác nào làm cho người ta mất hứng. Ta bán cho ngươi một cái thực đơn,
200 lượng bạc không thương lượng. Tiết lão gia tử vuốt râu, ngạo nghễ nói, gì, không riêng béo trưởng quầy trợn tròn cặp cặp mắt hí lên mà khách ở gần đó cũng không ngăn được kinh ngạc. 200 lượng bạc là lợi nhuận trong nửa năm của một đại tiểu lâu nha, ngay cả đầu bếp tay nghề tốt nhất mời từ trong tỉnh thành về tiền lương một năm cũng chỉ có 62 lượng. Vị lão gia này không phải là muốn tiền tới điên rồi chứ? Thấy mọi người mở to mắt như chuông đồng nhìn Tiết lão gia tử, Lâm Tiểu Trúc đứng bên cạnh đảm đương vai trò nha hoàn cũng hiểu giá này quá cao, lo lắng bọn họ sẽ bị béo trưởng quầy đuổi ra ngoài, nhưng thái độ của Tiết lão gia tử còn làm như hắn chịu bán thực đơn này, trưởng quầy hẳn nên cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu cảm tạ hắn mới phải. 200 lượng bạc thực sự là quá hời cho bọn họ rồi, nghĩ nghĩ, Lâm Tiểu Trúc đi đến bên cạnh Trương Đông thì thầm vài câu, Trương Đông gật đầu rồi vội chạy ra ngoài. Sao, 200 lượng bạc còn chê nhiều sao? Nói thực ra hôm nay tâm tình tốt nên mới bán giá này cho ngươi, nếu không, dù ngươi có cầm ngàn lượng bạc quỳ xuống cầu xin ra còn không bán đâu. Tiết lão gia từ trước giờ xài tiền không cần đếm nên chưa từng bán đi thứ gì, thấy mọi người nhìn mình như nhìn người điên thì nhịn không được vỗ bàn, trừng mắt ha, béo trưởng quầy bật cười, chỉ tay vào cửa, đang muốn đuổi tên điên này ra ngoài thì bên cạnh đã vang lên thanh âm thanh thúy, trưởng quầy, lời của lão gia nhà ta, người nghe có lẽ thấy quá mức nhưng thực ra là thế, lát nữa ngươi nếm thử thức ăn của chúng ta làm sẽ biết có đáng giá 200 lượng bạc hay không, chi bằng nếm thử đi rồi nói, ngươi thấy sao? Béo trưởng quầy đem tầm mắt chuyển sang tiểu cô nương đang đứng sau lão đầu nhi, vẻ mặt có chút do dự, lời sắp nói ra cũng thu lại, trong thiên hạ có rất nhiều kỳ nhân, lão nhân nhi này tuy quần áo không được sang nhưng khí thế lại bể nghễ, người bình thường không thể sánh được, thực đơn có thể không mua nhưng đắc tội với người vẫn là không tốt, lập tức nói, vị tiểu cô nương này có lẽ nói thật nhưng tiểu điếm tiền vốn không nhiều, buôn bán nhỏ, thực sự không mua nổi thực đơn giá 200 lượng bạc, hay là các vị đến tiểu lâu khác xem sao. Tiểu lâu ở Thanh Khê Trấn, Tiết lão gia tử đã đến gần hết, cũng vì thấy nơi này trang hoàng khí phái, có chút tài lực nên hắn mới tìm tới, nghe trưởng quầy khách khí nhưng thực ra là từ chối. Hắn vốn nóng tính liền vỗ bàn tính mắng chửi người, Lâm Tiểu Trúc vội vàng xoa lưng trấn an hắn rồi nói với béo trưởng quầy thực ra không mua cũng không sao, chẳng qua chỉ muốn chứng minh vừa rồi chúng ta cũng không phải nói bừa nên thỉnh trưởng quầy nếm thử đồ ăn chúng ta làm, miễn cho có người lại nói chúng ta điên khùng hay lừa gạt tống tiền. Tiết lão gia tử nghe nàng nói vậy thì bình tĩnh hơn, chỉ tức giận liếc béo trưởng quầy một cái mà không hề đứng dậy, nàng liền bồi thêm một câu, hơn nữa, mua bán thôi mà, vẫn có thể thương lượng mà, đúng không? Lời này không chỉ làm cho Tiết lão gia tử ngồi yên mà béo trưởng quầy cũng thoải mái hơn, giá cả có thể thương lượng mà hắn cũng tò mò, muốn nếm thử món ăn mà lão gia kia bán tới 200 lượng bạc như thế nào, liền nói, nếu thế chi bằng cô nương làm chút đồ ăn để chúng ta nếm thử cũng coi như tăng thêm kiến thức, ta cũng muốn nhìn xem tiểu cô nương ngươi có thể làm ra dạng đồ ăn gì mà dám khoa trương như thế, mở miệng đã đòi 200 lượng bạc còn nói đồ ăn người khác làm không ngon, một thanh âm đùa cợt vang lên từ cửa sau, mọi người quay đầu thì thấy một trung niên nam tử mình còn quấn tạp dề đang phẫn uất nhìn chằm Lâm Tiểu Trúc, hiển nhiên đây là đầu bếp của tiểu lâu này, còn tiếp các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới, mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn, cảm ơn các bạn.